đề về cái tâm lý của cái người đó nó khác nhau các anh chị. Cái tâm lý của hai cái đối tượng này nó khác nhau hoàn toàn, nên các anh chị phải yêu kỹ nha. Một nhóm là họ đã ok rồi, họ đã quyết định rồi, nhưng mà để họ hành động ấy thì cái khả năng cao là sẽ họ sẽ hành động, nhưng không có nghĩa là 100% họ sẽ hành động. Bao nhiêu anh chị ở đây á, là mình đã gặp cái trường hợp này ạ. Ở đây là My một lần nữa là My rất là đồng ý với chị Sự là trong cái Zoom này là các anh chị nên đã có hoạt động tuyển dụng nhé, thì các anh chị mới nên học, đúng không ạ? Các anh chị nên đã bắt đầu tuyển dụng thì các anh chị mới nên học, nên các anh chị lưu ý ha. Thì ở đây đó là bao nhiêu anh chị mình đã có hoạt động tuyển dụng và mình gặp phải những cái trường hợp là gì ạ? Người ta đồng ý rồi nhưng người ta không có thực hiện, à đúng không ạ? Người ta đồng ý rồi nhưng mà người ta ok chị tham gia nhưng mà họ không chuyển tiền, thì bao nhiêu anh chị đã, và cái nhóm này các anh chị là họ đã đi được một đoạn khá là xa rồi, họ đi một đoạn khá là xa so với cái nhóm là say no, cái nhóm mà chưa đồng ý gì hết. Thì hai cái nhóm này là chúng ta cần, thật ra cái nhóm ở bên trái thì các anh chị sẽ làm nó khỏe hơn, tại vì các anh chị chỉ làm có thể làm một phần thôi, còn cái nhóm say no thì các anh chị phải đi một đoạn nữa, đưa họ đến được cái điểm mà họ say yes rồi các anh chị mới làm tới cái khúc say yes nha. À, cái gì là cái nhóm mà thứ hai, cái nhóm mà say no cái loại hai các anh chị, thì các anh chị phải đưa họ đến được cái điểm mà họ say yes, và sau đó thì các anh chị mới từ cái điểm mà họ ok chị đồng ý, rồi sau đó chị các anh chị follow đến khi họ chuyển tiền và kết thúc hoàn thành với cái người đó, và sau khi họ ra quyết định họ sẽ hành động phía sau, đúng không cả nhà? Nhưng mà nó sẽ có hai cái loại như vậy, thì cả nhà mình chú ý một chút xíu. Thì My sẽ tối ngày hôm nay thì My cũng sẽ chia sẻ về hai cái dạng này để mà cả nhà mình có thể hiểu kỹ hơn về cái việc là chúng ta làm cách nào, đúng không chị, làm cách nào để mà chúng ta có thể giúp cho họ đưa ra quyết định, và giúp cho họ đưa ra quyết định ở đây có nghĩa là giúp cho họ có đầy đủ thông tin, đúng không chị? Thì ở đây các vị, nhưng mà My sẽ chia sẻ nó hơi tổng quan và nó liên quan đến cái cách làm một chút xíu các chị ha, thì My sẽ không có đi vào chi tiết nhiều lắm đâu, nên là có thể các chị có những câu hỏi ở phần sau các chị đặt câu hỏi nha. À, tiếp theo các chị, hai cái loại đó các chị mình lưu ý. À, nhưng mà ở đây á có một cái tâm lý mà My rất là cần các chị phải hiểu đúng. À đúng không? Có một cái tâm lý, có một cái gọi là một cái tình huống mà các chị phải hiểu đúng về cái tình huống này, thì các chị mới xử lý và các chị mới có thể làm việc thoải mái được, đúng không? À, đó chính là gì ạ? Tại sao khách hàng đồng ý rồi thì khách hàng lại thay đổi các chị? Ở cái nhóm thứ nhất các anh chị, bây giờ mình sẽ đi vô cái phần mà đầu tiên á, là với khách hàng mà người ta đồng ý rồi. Bây giờ thì cái phần tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ liên quan đến cái nhóm mà chúng ta đồng hành, chúng ta follow cái nhóm mà đã đồng ý rồi, cái nhóm đã say yes rồi các anh chị, đã đồng ý tham gia OB rồi, đã đồng ý đăng ký cộng tác viên rồi, và đã đồng ý là đăng ký đại lý rồi chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì họ lại thay đổi ý định. Nhưng mà thì tại sao họ thay đổi ý định? À, thì các chị phải hiểu đúng cái này. À, thông thường thì nếu như mà chúng ta, nếu như mà thông thường nha cả nhà, nếu mà ngày xưa mình cũng vậy, nếu một người mà họ đồng ý rồi, cái là người ta thay đổi, mình thấy là sao cái người này người ta đáng ghét quá, đúng không ạ? Sao cái người này người ta không có giữ uy tín, cái người này người ta tào lao quá, đúng không các anh chị? À, cái người này sao người ta cũng có thể là một phần các anh chị, cũng có thể là một phần là người ta tào lao thiệt, cũng có người người ta tào lao thiệt các anh chị. Nhưng mà cái nguyên nhân mà sâu xa đằng sau cái việc mà họ thay đổi các anh chị, thì các anh chị đó là một cái tâm lý bình thường của con người và các anh chị phải xử lý được, và các anh chị phải hiểu rất rõ về cái căn bệnh đó. Giống như là đây là một cái hiện tượng đó, giống như một cái ví dụ các anh chị bị cảm cúm đi, thì các anh chị mình sẽ hắt xì sổ mũi, đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân đó là gì, thì bác sĩ người ta sẽ cho mình đúng cái thuốc mà nó giải quyết vấn đề đó, đúng không? Nhưng mà thì cái trường hợp đó xảy ra thì các anh chị chỉ cần hiểu đúng đằng sau đó là khách hàng người ta đang nghĩ gì, tại sao người ta lại thay đổi ý định, thì các anh chị sẽ xử lý được. Còn nếu như các anh chị chỉ dừng lại là mình là nạn nhân thôi á, cái là nếu như chúng ta chỉ dừng lại là mình là cái người mà bị khách hàng từ chối, và mình cảm thấy là rồi xong, từ chối rồi, thế là mình không làm được gì nữa, đúng không? Thật là các anh chị là một cái người bị động, cái là các anh chị đợi khách hàng từ chối mình, trong khi là mình không có gạt, tức là mình không chuẩn bị trước, cái là mình phải đến khi là người ta từ chối mình rồi thì mình phải chịu theo, chấp nhận thôi, chứ bây giờ làm gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà đáng lẽ ra thì các anh chị mình phải làm cho cái việc đó nó không xảy ra. Có nghĩa là nếu như các anh chị làm đúng cách ấy, là cái người đó chỉ cần họ nếu ok thì chắc chắn họ sẽ làm, thì các anh chị phải có cái đoạn đấy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đầu tiên là các anh chị làm được điều đó thì các anh chị phải hiểu được là người ta đang nghĩ cái gì và tại sao người ta thay đổi ý định, thì các anh chị mới giải quyết được, đúng không ạ? Các anh chị phải hiểu được rất là rõ là người ta đang nghĩ cái gì các anh chị, và tại sao người ta thay đổi ý định, thì các anh chị mới có thể xử lý được và giúp cho người ta không thay đổi, và các anh chị mới follow từ cái lúc họ ok rồi, họ say yes, rồi sau đó họ ok, họ thực hiện, họ hoàn tất, đúng không ạ? Rồi ok. Như vậy thì bây giờ đầu tiên là các anh chị là tại sao khách hàng đồng ý thay đổi ý định, thì bây giờ này các anh chị hiểu một việc là gì ạ? Cái quyết định mà cái lúc mà họ ra quyết định đó các anh chị, cái lúc mà họ ra quyết định đó các anh chị, đó là một cái trạng thái,
Các chị hình dung nha, đó là một cái trạng thái nó giống như là nó là một cái giống như các chị biết là nắng buổi sáng, buổi chiều với buổi trưa, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đúng không ạ? Buổi tối, bốn cái buổi đó khác nhau. Nhưng mà để buổi sáng nó sẽ có cái thời tiết khác, có cái không khí khác, cái nhiệt độ khác, buổi chiều khác và buổi tối thì khác. Còn cái việc mà khách hàng người ta đồng ý mua hàng ở các chị, nó cũng được gọi là một cái trạng thái. Và nếu như cái trạng nó thay đổi đi thì người ta sẽ không còn giữ quyết định mua hàng nữa. Nên các chị phải giữ nguyên cái trạng thái đó của khách hàng. Các chị phải giữ nguyên cái trạng thái đó thì người ta mới giữ nguyên cái quyết định là mua hàng. Còn nếu chỉ cần cái trạng thái thay đổi thì cái quyết định nó sẽ thay đổi. Bao nhiêu các chị hiểu cái chỗ này ạ? Có nghĩa là thông tin khách hàng, những cái suy nghĩ của khách hàng thay đổi, những cái thông tin khách hàng nhận thay đổi khác với cái lúc mà họ ra quyết định thôi thì nó đã thay đổi quyết định của họ rồi. Đúng không các anh chị? Các chị hình dung từ một trạng thái giống như vậy này. Ví dụ như là gì? Lúc mà họ ra quyết định thì họ chỉ đang có một cái lượng thông tin là A thôi. Họ chỉ đang có những cái suy nghĩ lúc đó thôi. Nhưng này, một phút sau, họ vừa xem một cái tivi, họ vừa xem một cái mẫu quảng cáo, họ vừa xem một cái câu chuyện và họ đọc được thấy là lừa đảo trên mạng, hoặc là một cái trường hợp nào đó, và tự nhiên họ có thêm thông tin mới và bắt đầu. Các chị hình dung là ngay khi họ nhận cái thông tin mới đó, cái trạng thái của họ thay đổi rồi. Và khi mà cái trạng thái thay đổi có nghĩa là quyết định của họ cũng thay đổi luôn. Hoặc là ví dụ như họ chia sẻ với bạn của họ: ê mày, tao đang mới đang có cái công việc này hay lắm, đang đăng ký cái này làm thử coi như thế nào nè, rồi đang có cái công ty này hay lắm. Mình chia sẻ với người khác, chỉ cần người khác đó họ dội cho họ một vài thông tin, hoặc là họ phản bác, hoặc là họ có một vài thông tin gì mới thôi, thì ngay lập tức cái góc nhìn, cái suy nghĩ, cái trạng thái của cái người đó ngay lập tức họ thay đổi. Nhưng mà để các chị hình dung rằng là gì ạ? Các anh chị phải liên tục ở bên cạnh khách hàng để duy trì cái trạng thái ra quyết định đó của khách hàng. Còn nếu như các anh chị không duy trì được cái trạng thái mà ra quyết định đó thì khách hàng người ta sẽ ở một cái trạng thái khác, một cái trạng thái mà không phải là cái trạng thái say yes, thì họ sẽ say no và lúc đó họ sẽ thay đổi quyết định. Nhưng mà thì các anh chị hiểu một cách đơn giản là chúng ta phải cần follow, đồng hành để ta liên tục ở bên cạnh khách hàng, cho những thông tin tích cực và luôn liên tục duy trì cái quyết định của họ là quyết định đúng đắn, thì họ mới đi đến được điểm hành động. Còn nếu như từ lúc họ ok yes xong, họ kêu là mai thì chuyển tiền, nhưng chỉ cần tối họ ngủ qua một đêm, sáng ngày mai họ không giống như sáng ngày hôm nay nữa các anh chị, đúng không ạ? Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra luôn, họ ở nhà mình không nói chuyện với ai, không làm, không ai tác động gì luôn các anh chị, nhưng mà kể cả cái người đó luôn, thì ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay họ đang nói chuyện với mình xong, họ rất tích cực, họ ok chị tham gia. Nhưng chỉ cần họ đi qua một ngày và họ ngủ một đêm thức dậy, ngày mai sau họ sẽ tụt hết cảm xúc và họ sẽ không còn có cái trạng thái là họ ra quyết định nữa các anh chị. Rồi, ok không ạ? Cho nên là mọi người lưu ý cái chỗ này. Cho nên cái việc một người họ thay đổi, đó là việc chắc chắn xảy ra. Không thay đổi mới là chuyện lạ các anh chị. Không thay đổi đó là một cái việc hiếm hoi thôi. Cho nên các anh chị nhớ là gì? Người ta ok rồi nhưng không có nghĩa là người ta sẽ làm đâu. Và người ta sẽ thay đổi và chắc chắn sẽ thay đổi. Và khả năng rất cao là họ sẽ thay đổi. Chứ mình đừng có trông cậy cái việc là gì ạ? Người ta ok rồi và người ta sẽ làm giống như người ta ok. Không phải đâu mọi người. Trừ khi là ngay lúc ok các anh chị kêu họ chuyển tiền ngay lập tức. Ngay khi họ ok thì các anh chị nói là họ chuyển tiền và chuyển ngay lúc đó thì ok được. Và chốt luôn cái deal đó và hoàn thành xong cái khách hàng đó, hoàn thành xong đối tác đó thì chúng ta ok. Còn nếu như họ kêu là mai họ chuyển, nếu như họ kêu là chiều họ chuyển, hay nếu như họ kêu một tiếng nữa họ chuyển, thì cái việc đó không có gì chắc chắn hết. Trừ khi là họ kêu họ chuyển ngay bây giờ. Đúng không anh chị? Rồi, bao nhiêu các anh chị mình ok cái chỗ này thì các anh chị comment số 1 giúp mình nhé. Nên các anh chị hiểu được là cái hoạt động follow và đồng hành nó cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu như các chị không có cái hoạt động đó thì chắc chắn khách hàng sẽ thay đổi ý định. Đúng không ạ? Chắc chắn khách hàng sẽ thay đổi ý định các anh chị. Rồi, nhưng mà các chị hiểu được cái cách mà khách hàng thay đổi đúng không ạ? Người ta không có tội tình gì đâu các anh chị. Người ta không có tội tình gì hết. Người ta cũng không phải là một cái người mà họ nói cho đùa, họ nói cho vui đâu. Đôi khi chính bản thân cái đối tác của mình họ cũng chả hiểu tại sao họ lại không còn cảm xúc để mà họ đồng ý, họ làm việc đó đâu. Và bản thân mình cũng vậy các anh chị. Có bao giờ mọi người có một cái trường hợp mà mọi người thấy là gì? Ngày hôm qua mọi người đi coi, ví dụ mọi người lướt web, mọi người thấy một cái đôi giày đó rất là đẹp luôn. Nhưng mà ngày mai mọi người xem lại mọi người kìa, ồ thì nó cũng không đẹp giống vậy, nó cũng bình thường thôi. Đúng rồi, hoặc là mọi người thấy một cái đôi giày khác đẹp hơn, các chị thấy là cái đôi kia nó cũng phải đẹp lắm. Rồi khi mà các chị order xong một cái đơn hàng xong thì các chị nói là tại sao mình lại mua cái này, ta hối hận ghê. Có bao giờ các chị như vậy đúng không? Có nghĩa là mình cũng như vậy các chị, và ai cũng như vậy hết, và con người thì chúng ta đều như vậy hết. Nên chỉ cần trạng thái thay đổi thì quyết định sẽ thay đổi, đúng không ạ? Và có những cái thông tin, những mọi thứ nó tác động vào họ là họ sẽ thay đổi ngay lập tức, thay đổi ngay lập tức các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là yếu tố môi trường là yếu tố mà mọi người ở trong website của mình chúng ta luôn luôn rất là chú trọng, để chúng ta rất là chú trọng vào yếu tố môi trường, đúng không ạ? Để mà môi trường nó sẽ thay đổi con người của mình, và khách hàng cũng vậy, đúng không ạ? Chỉ cần người ta có những cái tác động gì đó, nó thay đổi cái suy nghĩ là người ta sẽ thay đổi quyết định. Rồi, ok. Cho nên các anh chị hiểu được cái vai trò của việc mà các anh chị phải ở bên cạnh khách hàng.
liên tục cho thông tin khách hàng và liên tục giữ cái trạng thái quyết định đó cho tới khi họ ok và đinh cái và hoàn thành cái thủ tục cho họ là xong, đúng không ạ? Rồi, ok các anh chị nha. Cho nên đầu tiên là mình rất hy vọng các anh chị sẽ hiểu được là tại sao họ thay đổi nha. Và các anh chị phải hết sức cẩn thận, mình phải canh, phải follow rất là sát cho tới khi hoàn thành và chúng ta mới xong nhiệm vụ. Còn nếu không các chị buông ra là chắc chắn là cái công sức trước đó các chị sẽ đổ xong vào biển hết, đúng không ạ? Ok nha, nên các chị phải làm liên tục cho tới khi hoàn thành và chúng ta sẽ nghỉ, đúng không ạ? Chúng ta cứ làm nửa chừng ấy thì các chị giống như các chị hình dung một cái nồi nước sôi á. Nếu như mà các chị không có hoạt động bám sát và follow mà ta liên tục ấy thì các chị hình dung như là một cái nồi nước sôi ấy. Mà ví dụ khi các chị nấu, các chị muốn nó sôi lên đúng không, nó phải là 100 độ C. Nhưng nếu như các chị làm cho tới lúc mà 80 độ C rồi, các chị nấu đúng nước lên, các chị nấu đến 80 rồi xong các chị tắt bếp thì nó nguội xuống, xong các chị phải nấu nó sôi lên thì các chị thấy tốn gì ạ? Tốn ga không ạ? Tốn thời gian không ạ? Đúng không ạ? Và cái đối tác của mình cũng vậy, các chị phải liên tục nấu là nấu một liều sôi luôn, chế bình thủy luôn đúng không ạ? Tắt luôn là xong. Chứ còn nếu như mà mình đang cho thông tin họ ok rồi nhưng mà họ chưa chuyển tiền mà chúng ta lại rời họ đi á, thì có nghĩa là lúc đó là các chị hiểu rồi, giống như các chị đang nấu bếp, nấu lửa mà nước chưa sôi mà các chị tắt bếp á, đúng không ạ? Các chị phải nấu liên tục và đến khi thả chuyển khoản xong thì chúng ta mới ok, chúng ta tạm thời là chúng ta ok, chúng ta thả lỏng và chúng ta không cần phải bán sát họ quá nhiều nữa, tại vì xong rồi chúng ta bắt đầu cho họ đi lớp học hay gì đó. Rồi ok không cả nhà? Ok nha, đây là cái việc chúng ta đã hiểu rất rõ là cái hoạt động follow chăm sóc rất quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ follow như thế nào và chúng ta chăm sóc như thế nào, đúng không? Thì bây giờ có một cái nội dung nó đơn giản thôi, đó một cái mà nó là một cái nguyên tắc các anh chị, và đây là không phải là cái mà mình nghĩ ra, mình cũng là cái người được học, được truyền thụ các anh chị, mình cũng được học hỏi và đến từ một cái hệ thống gọi là bán hàng đường thẳng. Đây là một cái hệ thống, một cái giáo trình mà ở VC của mình là anh Sơn là cái người đưa về, đúng không? Anh Nguyễn Hiệu Sơn là cái người mà đưa cái hệ thống này về VC của mình để mà huấn luyện và đào tạo. Và My cũng là một trong những cái người mà hoàn toàn không biết gì về sale, một cái người mà là một cái con số không và là số âm các anh chị, giao tiếp rất là kém, kiến thức thì không có nhiều, đúng không ạ? Thì khi mà mình bắt đầu cái công việc bán hàng á, thì hệ thống bán hàng đường thẳng nó là một trong những cái mà My nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ là một cái system của các anh chị, một cái hệ thống mà giúp các anh chị mình có thể biết được rất rõ là mình đang bị sai cái gì và mình cần phải điều chỉnh như thế nào, và mình có một cái để mình bám sát và mình biết mình phải điều chỉnh vào cái mình cần làm là mình làm gì, để mình đi từ cái lúc mình chưa làm được đến lúc mình làm được, thì mình có một cái chỉ dẫn cụ thể, nó rất quan trọng. Cho nên những anh chị nào mà sale á, mà các anh chị đang trong quá trình mà các anh chị nâng cái kỹ năng sale của mình lên á, kỹ năng bán hàng của mình, thì các anh chị hãy nghiên cứu về bán hàng đường thẳng, đúng không ạ? Ở B-side của mình thì có rất là nhiều các anh chị rất xuất sắc, ví dụ là các anh Trần Anh Vũ đúng không ạ? Tổng đại lý Hoàng Vũ, có chị Đề TT là những cái người mà chia sẻ về bán hàng đường thẳng rất là xuất sắc. Đúng không ạ? Và anh chị đó cũng là người thầy của My, và ngày hôm nay thì My nghĩ là mình cũng cảm ơn các anh chị đó rất là nhiều. Nhiều là học, chắc là có lẽ là trong Zoom ngày hôm nay thì có hai anh chị đó đúng không ạ? Rồi thì đây là một phần rất nhỏ thôi các anh chị. Đây là một phần rất là nhỏ trong cái hệ thống bán hàng đường thẳng. Nó liên quan đến là 3 điểm 10. 3 điểm 10 trong cái hệ thống bán hàng các anh chị đường thẳng, nó sẽ giúp các anh chị định hình được cái thời điểm và định hình được cái trạng thái mua hàng của khách hàng. Các anh chị hình dung nha, lúc như lúc nãy mình chia sẻ là gì? Chúng ta sẽ có trạng thái quyết định, trạng thái say yes, là trạng thái ok chị sẽ làm cái đấy, ok chị sẽ lấy món đấy, ok chị sẽ làm cái này. Thì cái trạng thái đó các anh chị, thì các anh chị phải biết rằng, các anh chị hình dung là cái lúc mà họ ra quyết định đó thì nó phải đạt được 3 điểm 10. Khi họ đủ 3 điểm 10 thì họ sẽ say yes, khi chưa đủ điểm 3 điểm 10 thì họ sẽ coi chứ không ok. Nhưng mà chỉ cần ngay cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ ok và 3 cái điểm gọi là 3 điểm 10 là 10 điểm thì họ sẽ lập tức họ ra quyết định một cách, nó là như vậy các anh chị, đúng không ạ? Nó là một cái việc hiển nhiên đó. Cho nên các anh chị phải duy trì 3 cái điểm 10, đó cũng là cách các anh chị duy trì cái trạng thái ra quyết định của khách hàng. Còn nếu như các anh chị buông khách hàng ra thì cái điểm 10 này sẽ tụt xuống, có thể từ 10 nó tụt xuống 9, tụt xuống 8 thì người ta sẽ không ra quyết định được. Người ta không ra quyết định được các anh chị, chứ không phải là người ta không muốn, mà người ta cũng không biết tại sao người ta không ra quyết định. Tại vì chỉ đơn giản là cái cơ sở để người ta quyết định nó chưa đủ, phải đủ 3 điểm 10. Điểm 10 là gì ạ? Bao nhiêu anh chị mình biết được 3 điểm 10 này ạ? Các anh chị nhớ không nhầm là tuần trước thì mình có học, mình có học được học về cái hệ thống bán hàng đường thẳng đúng không các anh chị? Tuần trước đúng không ạ? Thì ở đây là gì? Chúng ta có 3 điểm 10 là gì ạ? Bao nhiêu anh chị mình đã được học và mình đã trang bị được kiến thức thì mọi người hãy cầm nghi xuống. Ok, các Ngọc Tuyết đúng không? Đồng lý 3 sao các khác đúng không ạ? Các chị hãy như Ngọc Tuyết nha. Các chị hãy như Ngọc Tuyết nha, tại vì nó cái là Ngọc Tuyết comment liền luôn, có nghĩa là rất là học, rất là chăm học và học rất là tốt đúng không? Rồi 3 điểm 10 các anh chị đó là công ty, đó là sản phẩm, đó là bản thân mình. Rồi ok, cảm ơn các anh chị đã comment nha.
có rất là nhiều các anh chị đã comment. Rồi, chúng ta có 3 điểm 10 là gì các anh chị? Điểm 10 về công ty. Công ty tạo ra cái sản phẩm đó. À, sản phẩm. Sản phẩm ở đây là gì các anh chị? À, nếu như mà các anh chị đang bán sản phẩm về sức khỏe, thì chúng ta có ví dụ Billy, thì các anh chị có sản phẩm là Billy. Các anh chị đang bán Kuchen, thì cái sản phẩm của mình là có thể là bàn chải, có thể là nồi chiên, có thể là robot. Là sản phẩm đó các anh chị, là cái giải pháp mà họ đang có nhu cầu. Đúng không anh chị? Cái mà đáp ứng cái nhu cầu của họ các anh chị được gọi là cái sản phẩm, đúng không ạ? Rồi cái nơi mà tạo ra cái sản phẩm đó được gọi là công ty, đúng không ạ? Và chính chúng ta là bản thân mình, là cái người mà tư vấn cho họ, cái người mà giúp cho họ hiểu được cái giải pháp đó chính là bản thân mình. Như vậy thì chúng ta cần 3 điểm 10. Đủ 3 điểm 10 này, đó sẽ là lúc mà khách hàng người ta ra quyết định. Và các chị phải duy trì 3 điểm 10 này. Khi mà họ đạt 3 điểm 10 xong, họ sẽ yes và họ kêu là ok, chị sẽ hành động. Nhưng mà sau khi họ sẽ yes xong thì các chị phải duy trì 3 điểm 10 này liên tục, tức là duy trì cái trạng thái quyết định đó cho đến khi họ hành động là chuyển tiền và hoàn thành. À, nên chúng ta phải gì ạ? Follow. À, hơi nhanh hả? Rồi, ok, cảm ơn nha, mình sẽ nói chậm lại. Rồi, à, duy trì các chị, mọi người phải duy trì 3 điểm 10 nha. À, cái keyword ở đây khi mà các chị đồng hành với cái nhóm thứ nhất á, khi các chị đồng hành cùng với cái nhóm thứ nhất là sau khi họ ok, họ tham gia rồi, họ sẽ yes rồi, nhưng họ chưa có hành động, thì các anh chị phải follow đồng hành với họ bằng cách duy trì 3 điểm 10. Có nghĩa là chúng ta đang duy trì cái quyết định của khách hàng, đúng không ạ? Rồi, ok, đây là cái slide thứ hai. Và đây là một cái quá trình các anh chị. Mình nghĩ là đây là một cái quá trình ha. À, có một cái từ mà mình muốn chia sẻ là gì ạ? À, là một cái quá trình. Một cái quá trình nghĩa là sao ạ? Các anh chị đừng có vội, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta phải thực sự là tùy cái người các anh chị. Ở đây thì nếu như mà mình chia sẻ kỹ hơn một chút xíu này thì các anh chị mình hiểu là gì ạ? 3 điểm 10 này nó cần có sự tích lũy, đúng không anh chị? 3 điểm 10 này nó sẽ cần có sự tích lũy các anh chị. Có nghĩa là sao? Ví dụ như là bản thân các anh chị đi, thì để mà họ chấm cho các anh chị 10 điểm đó, nó không thể nào là mới gặp một chút xíu là đã 10 điểm được các anh chị. Cần thời gian một chút xíu, cần phải có những cái sự kiện để mình tương tác với nhau, để có những cái tình huống mình cùng đồng hành với nhau, mình cùng trải qua với nhau, mình cùng phải tương tác với nhau một cái khoảng thời gian, thì chúng ta mới có thể hiểu nhau và chúng ta mới có thể cảm mến và chúng ta có thể là an tâm và chúng ta tin tưởng được. Có bao giờ mà các anh chị gặp một người lạ hoàn toàn chưa bao giờ gặp, hoặc là một cái người nào đó mà các anh chị mình tiếp xúc quá ít biết về họ, thì các anh chị tin tưởng họ được không ạ? Các anh chị có thể trao sự tin tưởng cho họ được không ạ? Là không bao giờ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng cần phải để cho họ có thời gian để họ chấm, họ có cái sự tự tin, họ có cái sự an tâm và họ hiểu về mình và họ trao mình 10 điểm. Cái thứ hai là về sản phẩm. Ví dụ như về cái giải pháp của Visa của mình là khi các anh chị tuyển dụng, thì cái sản phẩm của mình chính là cái cơ hội việc làm, đúng không ạ? Một cái công việc, một cái cơ hội kinh doanh, một cái giúp họ sử dụng thời gian rảnh của họ hiệu quả để thay đổi cuộc sống, để có thêm thu nhập. Rất là nhiều cái các anh chị ở Visa quá nhiều giá trị rồi, đúng không ạ? Như vậy thì cái dạng sản phẩm của mình là như vậy. Thì để mà họ có thể hiểu được cái giải pháp của mình là các anh chị, họ nhìn được những cái tiềm năng của mình, đúng không ạ? Họ nhìn được cái cách vận hành, thì cũng không phải là ngày 1, ngày 2 các anh chị. Họ cũng cần phải có thời gian. Cho nên ở đây là mình nói là nó là một quá trình là như vậy. À, và sao nữa các anh chị? Và về công ty của mình thì thông tin như thế nào, ở đâu rồi mọi thứ, và họ phải thực sự là họ sẽ đón nhận các anh chị. Như là thì cái quá trình này á, để đạt được 3 điểm 10 này, nó là một quá trình, nhưng quá trình nhanh hay chậm với mọi người khác nhau. Các anh chị nhớ nhé, cái quá trình này với mọi người là khác nhau các anh chị, đúng không, là khác nhau. À, tức là mình sẽ nói về cái phần ở phía sau, còn sau khi họ say yes rồi thì các anh chị chỉ cần duy trì thôi, duy trì 3 điểm 10, tại vì các chị đã từng đạt được điểm 10 rồi. Khi mà họ say yes, có nghĩa là các chị đã đạt điểm 10 rồi á. Khi mà họ ok, cái lúc mà họ say yes ok rồi, thì các nghĩa cái khoảnh khắc đó các chị nhớ là gì? Họ đã đạt điểm 10 rồi. Điểm 10 công ty họ ok rồi, điểm 10 sản phẩm họ ok rồi, điểm 10 về các chị họ cũng tương đối ok rồi, thì các chị cứ tiếp tục duy trì thôi. Còn cái quá trình này thì có thể mình sẽ chia sẻ phần sau thì nó sẽ hợp lý hơn ha. Rồi, ok các anh chị. Rồi, bây giờ thì mình sẽ có một vài cái ví dụ cho các anh chị nhé. Rồi, mình làm một ví dụ cho các anh chị. Mình làm một cái ví dụ để mà nó thực tế hơn một chút xíu cho mọi người hiểu được là mình 3 điểm 10 nó như thế nào. Ok không ạ? 3 điểm 10 nó sẽ như thế nào? Thì đầu tiên anh chị, đầu tiên thì khi mà họ đã ok rồi các anh chị. Khi mà họ đã quyết, họ nói là họ ok rồi. Thì thông thường á, là theo như kinh nghiệm của mình á, thì các anh chị nên có một cái thao tác. Có một cái thao tác là các anh chị phải nhấn mạnh vào cái quyết định của họ. Và các anh chị phải định vị cái người này là gì? Bây giờ chị đã ok rồi, đúng không ạ? Là chúng ta không có bàn lui nữa nha. Được, nên mình sẽ có một cái hành động là confirm lại các anh chị.
mình phải confirm lại. Ví dụ như họ kêu là ok chị sẽ làm như vậy thì thông thường là các anh chị sẽ cầu là ok đúng không, nhưng mà thông thường là với mình sẽ làm chị chắc chưa, chị suy nghĩ kỹ chưa, à các anh chị hiểu cái hành động nó có ý nghĩa gì không ạ? Cái là nếu như họ kêu là ok chị sẽ tham gia, ok chị sẽ tham gia, chị sẽ đăng ký, nhưng mà ở đây á, mình phải confirm lại một lần nữa và nó phải rất chắc chắn đó chị. Và cái ranh giới đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chị quyết định rồi nhé, và chị là người lớn nhé, chị là cái người mà em rất là tôn trọng chị và em tin tưởng chị là một cái người mà đã suy nghĩ rất kỹ và chị đã chị sẽ có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và từ đây về sau thì mình sẽ không có một cái gì mà lăn tăn nữa nha, mình không có gọi là không có đường lùi cho các anh chị. Cái là mình bây giờ kể ra đây, bây giờ chị phải muốn nắm câu rõ ràng chứ không có gọi là mình có lằng nhằng ở đâu các anh chị. Nhưng mà ở đây mình không có ép họ, nhưng mà ý mình ở đây là mình muốn cho họ bước qua một cái ranh giới mới mà họ không phải là chị sẽ suy nghĩ lại, người ta sẽ không thể nào nói cho mình cái câu đó nữa khi mình đã confirm một cách rất chắc chắn. Và chính họ phải là người nói với mình, chính họ phải là người xác nhận với chính họ rằng chị đã chắc chắn rồi. Và các anh chị biết cái trạng thái nó có nghĩa là gì không? Giả sử như họ đang ở mức 90 thôi, nếu như họ đang chỉ ở mức 90 thôi và đáng lẽ ra họ còn 10 phần họ chưa có rõ đâu, nhưng mà họ kêu là ừ thôi mình quyết định. Nhưng mà nếu như mà các anh chị mình không có làm cho họ tự bản thân họ đẩy cái quyết định của họ lên là 100% ấy, thì có thể là ngày mai ngày mốt họ bắt đầu hỏi cái 10% đó, người ta lại tăng tăng, rồi họ lại rồi họ lại nhọc nhằn ở các anh chị. Nên là gì? Ngay cái lúc đó các anh chị phải đặt ra một cái mình đặt ra một cái thử thách cho họ, và tự họ phải nói là gì, tại vì họ đã lên 90 rồi các anh chị, lúc đó họ muốn rồi, nhưng cái muốn của họ nó không phải là 100% ấy, thì chúng ta phải confirm là bây giờ chị chắc chưa, và tự bản thân họ phải là người nói với họ rằng chị chắc chắn rồi, chị tự tin rồi, và ok đi tới thôi, kiểu như vậy. Các anh chị hiểu chỗ nào ạ? Bao nhiêu các anh chị hiểu cái trạng thái này, các anh chị comment số 2 ạ. Cái là các anh chị nên confirm lại, có một cái thao tác là confirm lại một lần chắc chắn, và kể từ đó về sau người ta chỉ có là đi tới thôi chứ không đi lui nữa, tại vì tự người ta quyết định chứ mình không có ép, nhưng mình cần tẩy cái quyết định của người ta lên, đúng không anh chị? Rồi ví dụ mình sẽ có những cái câu hỏi nói như vậy, chị chắc chưa, chị chắc chắn chưa, rồi người ta sẽ tự trả lời các anh chị, mình đâu có làm gì đâu đúng không? Người ta sẽ tự, thông thường là nếu như người ta kêu người ta đồng ý rồi thì chị hỏi lại cái câu đó thì chắc chắn người ta sẽ vô thế, là họ sẽ kêu là ok họ chắc chắn rồi, tại vì chẳng lẽ họ là cái người mà tự bả vào mặt mình các anh chị, đúng không ạ? Chẳng lẽ họ đang hỏi ok là ok chị đăng ký, nhưng mà mình hỏi họ chắc không, họ kêu là ok thôi chị suy nghĩ lại sao. Thông thường là khi các anh chị hỏi câu đấy là người ta sẽ ok chị chắc chắn, nhưng mà các anh chị hiểu cái trạng thái là gì, họ sẽ là cái người mà tự bản thân họ phải tẩy cao quyết định của họ là cái sự cam kết mạnh hơn, họ phải tự cam kết với họ, và họ cam kết họ tuyên bố với mình là xong. Kể từ đó về sau thì chúng ta sẽ đối xử với họ, chúng ta đừng bao giờ có suy nghĩ là họ đăng ký hay không đăng ký nữa, và chính chúng ta sẽ có suy nghĩ là gì ạ? Họ chắc chắn sẽ đăng ký, đúng không ạ? Kể từ đó về sau thì các anh chị chỉ đối xử với họ như họ là một người đã đăng ký rồi, đúng không ạ? Chúng ta không có nói gì tới cái chuyện là sẽ không đăng ký hay các anh chị mặc định, đúng không ạ? Tại vì họ đã nói như vậy được, chúng ta không cần gì để xử lý nữa hết các anh chị. Chúng ta chỉ có bây giờ là chuyển tiền, tất cả mọi thứ chúng ta trao đổi, nó chỉ có là bây giờ là chị sẽ tham gia, vậy là coi như là chị tham gia xong rồi luôn á. Cái lúc đó là mình xem như là họ đã tham gia xong luôn rồi các anh chị, chỉ có là bây giờ chuyển tiền thôi ấy, đúng không ạ? Thì ở đây là mình sẽ có một cái sự xác nhận, các anh chị nhớ nha, có một cái sự xác nhận. Và nếu như mà các anh chị hãy nhắn tin cho họ, ví dụ như các anh chị hãy nhắn tin cái mã khóa học cho họ, đúng không ạ? Các anh chị hãy nhắn tin cái mã khóa học cho họ để nói là đây là cái mã lớp học của mình, mã để mà mình sẽ diện, ví dụ là mình đã đăng ký thành công chẳng hạn, xác nhận là đăng ký thành công cái lớp học ở Cung Phu chẳng hạn, là đăng ký cộng tác viên, hoặc là các anh chị mình gửi cho họ một cái link sponsor để mà đăng mở một cái mã, rồi các anh chị có một cái user đăng nhập, rồi các anh chị kích hoạt tài khoản các thứ để mà xác minh cái khi ở đây là mình sẽ diện, mình chưa có khi mà họ chưa có chuyển tiền ở các anh chị thì mình chưa có mở tài khoản đúng không ạ? Nhưng ở đây ví dụ mình sẽ gửi cho họ một cái mã lớp học và nhắn cho họ rằng đây, dù cho họ đăng ký đại lý thì họ cũng phải có một cái mã đúng không ạ? Thì các anh chị nói họ là họ đã đăng ký thành công rồi và có một cái mã này, và họ thao tác theo cái nội dung chuyển khoản như vậy, đúng không các anh chị? Thì các anh chị confirm rồi đó. Rồi ok, xong xuôi rồi. Rồi ok, ok chỗ này không ạ? Nên là các anh chị nên có một cái hoạt động confirm như vậy nhé. Và kể từ đó về sau thì cái cách nói chuyện của các anh chị nó khác rồi. Thì các anh chị mới đưa họ vào cái thế giới của cái việc là đã rồi, đã xong rồi, bây giờ chỉ có chuyển khoản mà chuyển khoản thôi. Còn nếu như á, mình thấy là thông thường có rất nhiều các anh chị ở cái trạng thái như vậy nè. Có nghĩa là khách hàng người ta đồng ý chuyển khoản rồi, nhưng mà khi mà các anh chị nói chuyện với họ luôn thì các anh chị vẫn cứ lo lắng là họ sẽ không chuyển khoản. Và khi mà các anh chị lo như vậy và các anh chị nói chuyện với họ và các anh chị có những cái sự nghi ngờ, các anh chị có những cái sự là không tin tưởng với họ, thì tự nhiên là mặc định là họ cũng không chuyển luôn các anh chị. Tại vì chính các anh chị còn không tin họ chuyển mà, chính các anh chị còn không tin là họ sẽ chuyển mà, cho nên là
các anh chị, nếu như các anh chị mang theo cái sự không an tâm ấy, thì cái cuộc nói chuyện đó, cái cuộc giao tiếp đó, nó cũng sẽ là mang cái màu sắc hoang mang, và nó sẽ không có cái sự chắc chắn, và nó cũng không phải là cái thế giới của cái việc đã đăng ký xong rồi và đã hoàn thành, đúng không anh chị? Cho nên là ở đây đó là mình phải giống như là mình vứt hết tất cả những cái lo lắng, những cái suy nghĩ, những cái băn khoăn, vứt hết, bây giờ bắt đầu đăng ký xong luôn rồi đó. Bây giờ confirm xong thì đưa họ vào, mình có thể giới là ok, họ đã đăng ký xong rồi, và tiếp tục chúng ta sẽ follow tiếp tục các anh chị cho tới khi họ đưa ra cái quyết định là không phải đưa quyết định nữa mà họ sẽ hành động á, đúng không? Họ sẽ hành động và họ sẽ chuyển qua màn hình mờ quá hả, rồi ok, mờ hơi mờ đúng không? Ok, màn hình hơi mờ hả cả nhà, rồi cả vì chữ nó hơi nhỏ ấy, mình sẽ phóng bộ lên coi sao. Rồi ok, mọi người đợi một chút ha. Cả các em biết sao hơn, tại vì đây là cái slide ấy, cho nên là mình không có phóng lên được. Nó là chỉ cái slide là nó đã phun ra hết cái màn hình rồi, nên không có phóng lên được ha. Nên mọi người chịu khó nha, thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe thôi. Cái gì thế là mình sẽ đọc, mình sẽ nghe được ha. Rồi, thì bây giờ cả nhà mình hình dung là gì ạ? Rồi, cái ý này là rất là hay, cho nên mình muốn chia sẻ kỹ một chút cho các chị hiểu nha. Các anh chị phải đưa họ vào cái thế giới của cái việc họ đã rồi ấy, đã đăng ký rồi, đã đồng hành rồi, đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ là chỉ có chuyện thôi, đúng không ạ? Đừng có để cho họ có đường lùi các anh chị. Đừng có mà bây giờ tới lúc chuyển tiền rồi mà họ vẫn còn lăn tăn là có chuyển hay không chuyển. Không phải như vậy, nó không phải là cái mà chúng ta sẽ giúp cho họ đưa ra quyết định đâu, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ follow như thế nào? Thì có những cái thông tin. Ok, thì sẽ có những cái mục mà mình sẽ ví dụ cụ thể đi cho mọi người có thể hình dung ha. Ví dụ như bây giờ thông tin về sản phẩm. Thông tin về sản phẩm thì mọi người follow cái gì? Có nghĩa là sau khi họ đồng ý, họ tham gia cái lớp học công phu rồi, thì các anh chị follow cho họ xong, thì khi mà các anh chị mình gửi thông tin cho họ đi, thì các anh chị hãy gửi lại cái nội dung cho họ, nói lại về cái thông tin là sản phẩm. Các anh chị, mình có một cái ảnh mà có 6 cái buổi học của các anh chị, mình có một cái ảnh công ty thiết kế rất là đẹp, có nội dung 6 chủ đề, 6 buổi học, các anh chị có hết chưa? Các anh chị gửi lại cho họ, nói cho họ là đây là cái lớp học mà chị sẽ được học này, nói lại về cái sản phẩm. Các anh chị họ thấy là mình sẽ học được cái này hả, hay quá ta, đẹp quá ta, rồi ok, họ yên tâm hơn chút xíu nữa các anh chị. Rồi nhắc cái lịch học cho họ, confirm cái lịch học cho họ, nhắn kèm tôi định học, cái là em dặn nha, chị sẽ học là 3 năm 7 nha. Có nghĩa là mình dặn dò các anh chị, kiểu như là người ta đã đăng ký xong rồi, bây giờ mình chỉ có đi học thôi á, đúng không? Người ta đã ok rồi, bây giờ mình chỉ có đi học thôi á, thì các anh chị cần phải định học cho họ. Ví dụ các anh chị nói là bây giờ chị nhớ lưu ý nhé, là mình sẽ học vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 7 giờ tối, đúng không? Là 7 giờ tối. Thì nếu mà anh chị nào chưa có thì mình sẽ xin cái upline của mình nhé. Mình sẽ có cái chục 6 cái buổi học, có một cái hình ảnh design rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Ok không ạ? Chắc chị chút xíu nữa Dâm thì mình không có share được, nhưng mà đây này, các anh chị đang đi share cho các anh chị luôn cũng được nè. Các anh chị chưa có cái hình này hả? Sao mình thấy có nhiều anh chị chưa có nè. Các anh chị có cái hình này chưa? Đợi mình xíu nha. Rồi ok. Đợi mình share luôn. Hơi sập giường chút, nhưng mà thấy có nhiều các anh chị chưa có quá. Rồi ok, đây nè mọi người. Mọi người có cái lớp này chưa? Mọi người có cái hình này nè. Ok, các anh chị có cái hình này chưa? Các anh chị chưa có thì các anh chị mình hãy xin upline của mình nha. Chắc chắn các anh chị leader sẽ có. Rồi ok, các anh chị nào chưa có, rất nhiều các anh chị chưa có đúng không? Các anh chị hãy comment các anh chị hãy liên hệ với leader 3 sao gần nhất của mình. Thì các anh chị 3 sao nào mà chưa có thì mình các anh chị cứ nói là những anh chị 3 sao inbox cho mình, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị cứ liên hệ với leader 3 sao gần nhất của mình, anh chị 1 sao, 2 sao và liên hệ với leader 3 sao. Những anh chị leader 3 sao nào chưa có thì các anh inbox mình sẽ gửi cho, đúng không ạ? Rồi, thì ok các anh chị, đây là những cái tại vì mình chỉ kết nối được với các anh chị qua cái group leader 3 sao thôi. Còn có nhiều anh chị thì mình chưa có được kết nối, mình không có cách nào để gửi cho các anh chị hết. Rồi ok, anh chị nào chưa có thì mình cứ yên tâm là chắc chắn mình sẽ có nha. Không có gì lo hết các anh chị. Rồi, đây là một cái hình rất là hay, thì các anh chị để gửi thêm cho họ. Nhưng mà để các anh chị thấy không, ví dụ như họ đã đồng ý lớp học rồi, mà họ có thể nhìn thấy được nội dung của những cái buổi học của mình ấy, thì có phải là họ cảm thấy là ok, thấy là nó rõ ràng hơn không? Thấy là ok, thấy nó thích hơn không? Kích thích không? Cảm thấy kích thích hơn các anh chị? Thấy mình hào hứng hơn đúng không? Rồi tiếp tục. Ok các anh chị nha. Rồi tiếp tục là gì ạ? Nhắn cái confirm với lịch học cho họ, confirm lại một lần nữa. Đó là những cái nội dung mình sẽ trao đổi, nơi các cái để trao đổi với các anh chị, đúng không ạ? Rồi về công ty thì sao? Ở đây thì mình phải nhấn mạnh rất là mạnh là gì? Các anh chị nhất định phải đưa họ vô cái group cộng đồng kinh doanh thông minh cùng với BSI. Tại vì sao? Tại vì các anh chị biết rằng đó là một cái tài nguyên, không phải là tài nguyên, đó là một cái công cụ các anh chị. Tại vì khi mà cái người mới của mình họ được vô một cái cộng đồng, ở đây có quá là nhiều người đi, hơn 30.000 thành viên. Các anh chị biết cái con số nó lớn như thế nào không ạ?
30.000 con người đang có trong group đó, đang được kết nối, đang cùng sinh hoạt, đang cùng tham gia, đang cùng follow. Như vậy thì các anh chị thấy là cái họ sẽ an tâm hơn rất nhiều các anh chị. Họ biết một điều rằng họ đang tham gia một cái dự án mà không phải là có một mình họ, mà họ có đang rất nhiều người tham gia. Và tại sao đang có rất nhiều người tham gia? Một cái dự án mà chinh phục được 100 người nó sẽ khác với dự án mà đang chinh phục được với 1.000 người, 10.000 người và 30.000 người. Có nghĩa là chúng ta có được cái sự công nhận của một cái cộng đồng rất lớn các anh chị. Như vậy thì họ sẽ cảm thấy an tâm, họ sẽ cảm thấy là nó sẽ có gì đó rất hay ở đây. Họ có gì đó rất hay ở đây thì mọi người mới tham gia đông như vậy, đúng không các anh chị? Rồi tiếp tục. Ảnh số lượng cái group mà họ sẽ được tham gia. Ví dụ như ở đây là mình nói các anh chị là gì? Các thầy các anh chị là gì ạ? Các thầy các anh chị sẽ nói với họ là sau khi chị đăng ký xong, em sẽ add chị vô cái group này. Mình nói mang tính chất là mình trò chuyện thôi. Tức là họ sẽ biết một điều là gì? Khi họ bắt đầu làm việc với mình thì họ sẽ có việc gì xảy ra. Giống như là khi mình dẫn họ đi du lịch với các anh chị. Ví dụ khi mình đang dẫn họ đi một cái chuyến du lịch đi, mình sẽ nói với họ biết là ngày thứ nhất mình sẽ làm gì. Bây giờ mình chưa đi đâu, mình chưa có đi, vài ngày nữa mình mới đi. Nhưng mà nếu như mình đi thì mình nói với họ biết là ngày đầu tiên mình sẽ đi, lịch trình của mình là gì, mình sẽ đi ăn ở đâu, mình sẽ đi chơi những cái chỗ nào, ngày thứ hai mình sẽ làm gì. Thì giống như khi mà các chị nói cái việc đó, nó giống như là các chị mình chỉ cho họ là sau khi chị tham gia thì chị sẽ được tham gia cái này nè, đầu tiên là chị sẽ tham gia cái này, là sau đó chị sẽ tham gia cái này. Chị nói là bây giờ chị chụp một cái hình, ví dụ là cái group của đại lý của team các chị đi, hay cái group cộng tác viên của team các anh chị đi. Mình nghĩ là một cái group của Vican chị leader bây giờ là cũng vài trăm là số ít, vài trăm là ít, đúng không ạ? Nhưng mà thì các anh chị chụp cái hình lại, các anh chị coi là rồi chị chuyển khoản xong rồi, mình sẽ được add vào group này để mà chị nhận linh học này chẳng hạn. Thì khi họ chụp một group nữa, họ thấy cái số lượng trong thành viên trong group mình quá đông các anh chị, ví dụ là vài trăm đi, thì họ thấy là đông ghê ha, đúng không? Lại một lần nữa là họ sẽ cảm thấy là họ hào hứng ra tham gia và họ mong chờ những cái điều họ sẽ được học, tại vì họ thấy là rất là đông người tham gia, đúng không? Rồi tiếp tục, mình sẽ gửi những cái feedback về sản phẩm các anh chị. Feedback về sản phẩm có nghĩa là gì? Giống như khi các anh chị bán cái sản phẩm về sức khỏe đi, thì các anh chị gửi cho họ những cái video, gửi cho họ những cái câu chuyện để họ biết rằng khi mà họ sử dụng các anh chị thì họ sẽ có cái trải nghiệm gì, thì họ mới hào hứng được các anh chị. Giống như bây giờ là các anh chị biết là họ đang muốn kiếm tiền, họ đang muốn có thêm công việc, họ đang muốn kiếm thu nhập và họ đang có rất nhiều lo lắng. Như vậy thì khi mà họ được các anh chị mình cho cái mà họ sẽ được nhận đúng với cái họ đang cần. Ví dụ như My đang cần một cái làn da đẹp, mà các chị gửi cho My những cái người mà đã dùng qua sản phẩm của mình và dùng da đẹp quá trời đẹp luôn, thì My có thích không ạ? Rất thích và My rất muốn dùng và My rất háo hức được dùng. My đang bị vấn đề về sức khỏe, và nếu như các anh chị gửi cho My một cái người nào đó, ví dụ My đang bị vấn đề về bị viêm họng và My có thể uống cái vi ly mà hết viêm họng, thì sao các anh chị? Thì My có muốn dùng không ạ? Chắc chắn là muốn, tại vì mình đang rất là muốn hết viêm họng. Mình muốn nấu một cái món ăn ngon và các anh chị gửi cho mình cái feedback và cái nồi chiên thì mình muốn không ạ? Chắc chắn là muốn. Như vậy thì bây giờ khi mà họ đi học, họ đang muốn kiếm thêm thu nhập, thì các anh chị ta gửi cho họ những cái thu nhập này, những cái hình ảnh của những cái lớp học này. Ví dụ cái lớp học Kung Fu ngày hôm nay chúng ta đang học tới 800 người. 800 người đang có lớp học Kung Fu. Ví dụ đây, trong những buổi học Kung Fu các anh chị mới thấy là số lượng lúc nào cũng 700-800 hết. Như vậy thì các anh chị chụp hình cho họ là đây là cái buổi học Kung Fu. Ví dụ như các anh chị đang học, các anh chị chụp cho họ, các chị gửi cho họ, mình đang đi học Kung Fu này, đông quá trời đông, mọi người học quá trời hay luôn chẳng hạn. Nói nhẹ như vậy thôi. Rồi tiếp tục gì nữa, những cái video cảm nhận vào lớp Kung Fu chẳng hạn, khi mà chúng ta có cái cộng đồng, các chị có thể tết tên họ vô, thì các chị cho họ những cái feedback để các họ thấy được những cái họ sẽ có và họ sẽ có động lực. Đấy là cách các chị duy trì cái điểm 10 và duy trì cái nhu cầu, duy trì cái mong muốn của họ các chị, đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Và bản thân mình thì các chị sẽ làm như thế nào ạ? Các chị sẽ liên tục cổ vũ, động viên và khuyến khích cho họ, đúng không ạ? Ví dụ các chị là chúc mừng họ này, đúng không ạ? Các chị chúc mừng cho họ, các chị động viên, trời ơi, em nói là chắc chắn là chị bây giờ là chị sẽ trong thời gian sắp tới chị sẽ rất là vui luôn, rồi chị sẽ sau này chị sẽ cảm ơn em chẳng hạn. Cái là đó, những cái câu nói mà các chị khích lệ, các chị động viên tinh thần cho họ, đúng không ạ? Đó là cái mà các chị sẽ gây được cái thiện cảm, và mình sẽ giống như là ở trong cái công việc này chưa biết là mình làm cái gì, nhưng mà có một cái người mà họ luôn luôn giúp cho mình tinh thần mình lạc quan hơn, mình luôn luôn nghĩ về những điều tích cực, đúng không ạ? Mình luôn luôn có những cái mà mình cái tinh thần của mình nó thoải mái, nó vui vẻ là thấy ok rồi đó, đúng không các chị? Rồi mình hãy quan tâm họ. Ví dụ như khi mà họ bắt đầu họ chuyển khoản, các anh chị hãy quan tâm với họ là họ dùng ngân hàng gì, đúng không ạ? Các anh chị có thể hỏi thăm là cái việc họ dùng ngân hàng gì. Rồi các anh chị dặn dò họ là nhớ check kỹ cái gì các anh chị? Check kỹ cái nội dung chuyển khoản, phải nhớ nhé. Khi mà các anh chị làm cái việc này, các anh chị có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là họ mà làm đúng ấy, thì các anh chị đỡ cực trong cái việc mà xử lý. Tại vì khi mà chỉ cần chuyển sai nội dung một cái thôi là xử lý mệt đó mọi người, mà còn phiền nữa, đúng không ạ? Còn làm mình mệt mỏi nữa. Ví dụ là mình phải xử lý, mình phải hậu cần, người ta phải vất vả với mình, mình cũng phải vất vả, mình cũng mất thời gian. Mà cái cách này là các anh chị phải rất là quan tâm với họ luôn, các anh chị chăm sóc họ.
Đúng không? Các chị dặn dò họ kỹ lắm. Giống như khi mà con cái đi xa nhà mà ba mẹ cứ nói đi ra nhà trước, ra nhà sau là con ơi con nhớ cẩn thận để cho đã lại nói tiếp, nói hoài luôn cũng được. Nhưng mà đó là cái sự quan tâm các chị, là cái sự dặn dò, cái sự mà chúng ta chăm sóc, đúng không? Thì các chị hỏi kỹ họ, nhắn kỹ cho họ, chị nhớ nha, chị nhớ chuyện đúng nội dung nha, và chị nhớ rồi chị nhớ đó nha. Các chị có thể nói như vậy cũng được sao đó, nhưng mà ý là các chị hãy quan tâm những cái chi tiết như vậy để mà mình follow, nhưng mà nó đẩy khách hàng gần tới cái điểm mà họ sẽ hành động hơn. Rồi các anh chị theo dõi lịch học và nhắc nhở họ, ví dụ như là gì, mình lấy ví dụ hôm nay là thứ tư, hôm nay là thứ tư mọi người, nhưng mà thì sáng ngày mai là chúng ta có là sau khi họ tham gia UB tối nay xong thì ngày mai thì họ sẽ bắt đầu họ có những cái quyết định và họ chuyển khoản. Thì các anh chị nói là gì, tối nay, tối thứ năm này các anh chị, ngày mai là tối thứ năm, chúng ta có nội dung gì mọi người, các anh chị nhớ nắm lịch học nhé, các anh chị phải biết là ngày mai là nội dung gì nhé, các anh chị nhớ nhé. Ngày mai như My là My biết rất rõ là ngày mai là nội dung gì luôn á, dù My không có học tại vì My đang trong cái lớp họ giảng. Thứ bảy là lịch của mình, thứ bảy là lịch mà mình nói về chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Ngày mai là cái chủ đề nói về sản phẩm các anh chị, đúng không ạ? Ngày mai nói về sản phẩm. Thứ ba vừa rồi là nói về chủ đề là marketing, thứ năm sản phẩm, thứ bảy là buổi của My là về chăm sóc khách hàng, thứ ba là của My hậu là nói về về bán hàng, về xây dựng profile, thứ năm tuần sau nói về cái việc xây dựng hệ thống, và thứ bảy tuần sau là quay về buổi một của anh Sơn. Nhưng mà thì mọi người phải nắm cái lịch nha. Mọi người phải nắm rất rõ cái lịch ngày mai là cái buổi gì, nội dung gì, ai chia sẻ, và các chị tiết up cái buổi đó để khách hàng người ta, chị bây giờ chị hoàn thành cái này xong, em hộp gì chị xong, tối nay mình đi học. Thì các chị cần follow cái quyết định của họ là như vậy các anh chị, đúng không ạ? Rồi các quyền lợi kèm theo, đúng không ạ? Các quyền lợi kèm theo, các chị cứ thể nói, các chị trò chuyện, các chị làm việc, nói chuyện liên tục tới khi họ chuyển khoản, đúng không ạ? Nhưng mà những cái này thì mình lưu ý, không phải mình nói hết một lần đâu các anh chị, không phải nói hết một lần. Một cách khéo léo các anh chị thăm dò, và không phải là thăm dò mà các anh chị mình đồng hành cùng với họ, đúng không ạ? Rồi ví dụ các quyền lợi kèm theo là gì, khi mà các anh chị có user trải nghiệm thì các user cộng tác viên đi, thì ở đây là mình đang nói là follow ở cái việc chúng ta đăng ký cộng tác viên các anh chị. Cái nội dung này thì mình đang nói về cái việc là chúng ta sẽ follow cái quyết định đăng ký làm cộng tác viên, các anh chị nhớ nha. Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ có những quyền lợi kèm theo như thế nào ạ? Chúng ta sẽ có được cái user trải nghiệm ngoài cái việc là chúng ta sẽ đi học, đúng không ạ? Chúng ta được mua hàng giá rẻ hơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta được học lớp training về sản phẩm, các anh chị tag tên họ vô các group training về sản phẩm để họ yên tâm rằng khi họ bắt đầu ở BSA chúng ta được hỗ trợ và kiến thức về sản phẩm rất đầy đủ, đúng không ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ học kỹ hơn về chính sách trải thưởng. Cái này chính sách trải thưởng thì chúng ta sẽ tùy vào hệ thống, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ được học chương trình cách trên 5 giờ sáng. Chúng ta được giao lưu với các anh chị trên toàn quốc, học hỏi kiến thức. Chúng ta được học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước, của những anh chị có kết quả rất là tốt. Rồi chúng ta được rèn luyện sức khỏe, đúng không ạ? Chúng ta được học hỏi, giao lưu. Đó là những cái mà các anh chị sẽ bonus thêm. Thì chắc người ta hiểu các anh chị. Rồi, ok. Thì đó là cái mà cách mà các anh chị cho thêm thông tin cho họ ở những cái mục như vậy. Mà sau khi các anh chị hiểu á, thì các anh chị follow cái sản phẩm gì cũng được hết các anh chị. Các anh chị follow cái sản phẩm gì cũng được, và các anh chị bám sát theo 3 điểm 10. Bám sát theo 3 điểm 10, sản phẩm có thêm những thông tin gì liên quan đến sản phẩm, các anh chị gửi cho họ để họ an tâm, họ duy trì quyết định của họ. Những thông tin liên quan tới công ty, những cái thông tin mà cho họ nhìn thấy được tầm vóc công ty là gì, ở đâu, cái quy mô như thế nào, các anh chị phải cho họ nhìn thấy được. Họ phải nhìn thấy được những cái mà các anh chị nhìn thấy, đúng không ạ? Rồi bản thân mình thì các anh chị phải liên tục nhiệt tình, chu đáo, tận tâm. Thông minh, đúng không ạ? Là chuyên gia, đó là những cái điểm 3, cái điểm 10, đúng không ạ? Rồi, những cái quyền lợi kèm theo là các anh chị nói cho họ hết luôn. Ngoài bên cạnh cái lớp học này thì có được tham gia 5 giờ sáng, được học về sản phẩm, được học về chính sách trả thưởng, đúng không ạ? Được có user, được trải nghiệm hệ thống công nghệ của BSA. Đó là những cái các anh chị sẽ trao đổi cho họ để họ có được rằng những cái họ nhận được và sau cái họ bỏ ra thì nó hợp lý và họ cảm thấy là không có gì phải chần chừ. Ok, rất là hợp lý, và họ sẽ quyết định. Nhưng mà các anh chị follow liên tục. Rồi ok không ạ? Đây là những cái gợi ý các anh chị ha. Và mình biết là có nhiều các anh chị có cách làm hay lắm. Đây là những cái gợi ý mà theo như mà My, cái kinh nghiệm thì My sẽ chia sẻ kỹ hơn như vậy để mọi người có thể thực hành luôn ha. Mọi người thực hành. Và thực ra trong quá trình các chị làm, các chị có thể làm mình sáng tạo nhiều hơn, nhưng nó dựa trên những cái nền tảng cơ bản là 3 điểm 10, độ cả nhà, là sản phẩm, là công ty, là bản thân mình, để các anh chị follow quyết định của khách hàng để họ đi đến được cái lúc mà họ hoàn thành. Đúng không ạ? Rồi, ok. Coi như các anh chị mình ok cái chỗ này mà các anh chị mình đã rõ hơn và các anh chị có thể thực hành được, thì các anh chị comment số 3 giúp mình nha. Rồi, ok. Bao nhiêu các anh chị ok cái phần này ạ? Mình sẽ duy trì follow, duy trì cái quyết định của khách hàng bởi những cái việc đó như vậy. Thì đây là toàn bộ những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được, mình chia sẻ cho các anh chị ha. Rồi. ok, cảm ơn mọi người. Các anh chị hãy thực hành nha. Các anh chị hãy thực hành. Rồi, ok, mình sẽ chuyển sang cái nhóm thứ hai các anh chị. Một cái nhóm thứ hai mà lúc nãy mình có, từ đầu mình có chia sẻ đúng không ạ? Từ đầu mình có chia sẻ là gì ạ? Chúng ta sẽ có là trời ok không biết là
Bây giờ các anh chị, mình sẽ có một cái phần sau là mình sẽ chia, lúc lại mình chia sẻ hai nhóm đó, các anh chị nhớ không? Hai nhóm, một là nhóm là họ đã đồng ý rồi, thì cái nhóm này là cái nhóm mình phải tập trung trong cái list công việc hàng ngày của mình đó các anh chị. Thì cái nhóm mà đã say yes rồi là cái nhóm mà các anh chị phải dành thời gian đầu tiên ưu tiên làm việc với cái nhóm đấy để mà chốt xong, để mà có thêm một quản lý, để có thêm một cộng tác viên để hỗ trợ đưa vào quy trình của visa, thì lúc đó dễ dàng rồi. Còn cái nhóm mà ở bên ngoài thì các chị, đó là cái nhóm mà giống như chúng ta đi tra thông tin cho rất nhiều người, chúng ta có một cái lượng rất người nhiều, lớn những người chúng ta đã tra thông tin, và đó sẽ có những người quan tâm, sẽ có những người rất quan tâm, thì chúng ta phải follow, rồi chúng ta tập trung ra kết quả là những người mà đã say yes. Còn thời gian còn lại thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm thêm những người say yes. Đúng không anh chị? Chúng ta sẽ đưa thêm người say yes xung quanh mình, để mà họ say yes xong thì chúng ta lại follow từ lúc họ say yes đến lúc họ ok xong. Thì các anh chị làm cái lúc nãy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta làm với cái nhóm người mà họ chưa say yes, thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Họ chưa có ok, họ chưa đồng ý ấy, thì chúng ta làm gì ạ? Thì ở đây mình sẽ chia làm hai loại cho các anh chị ha. Hai cái nhóm đối tượng anh chị, hai cái nhóm đối tượng mà đây là mình nghĩ là rất là phổ biến là gì ạ? Họ chưa có đồng ý, nhưng có một nhóm họ không có thiện tương tác với mình các anh chị. Chúng ta nhắn tin họ không trả lời, họ không có kết nối với mình các anh chị. Nhưng mà cái nhóm đó không có nghĩa là chúng ta không làm việc các anh chị, họ vẫn là một cái đối tác tiềm năng của mình nha mọi người. Theo như mình là theo kinh nghiệm của mình là gì, ai cũng là khách hàng tiềm năng hết, đúng không ạ? Nhưng mà để mà chúng ta ra kết quả ngay thời điểm này thì chúng ta phải gặp những người có nhu cầu và những người họ phải dành thời gian cho mình, đúng không ạ? Họ phải dành thời gian cho mình thì chúng ta mới có thể giúp cho họ có nhu cầu được. Cái là họ có nhu cầu thì họ sẽ dành thời gian cho mình, chắc chắn rồi. Và nếu như họ chưa có nhu cầu thì chúng ta sẽ giúp cho họ có nhu cầu và sau đó họ sẽ có dành thời gian cho mình. Và chỉ cần họ dành thời gian cho mình thì chắc chắn là sẽ giúp cho họ đủ thông tin, và chỉ cần đủ thông tin thì họ sẽ ok tham gia, đúng không mọi người? Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ có hai nhóm, các anh chị nhớ là họ tương tác và không tương tác. Nhưng mà thì nhóm này chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn các anh chị, chắc chắn là chúng ta sẽ làm việc với nhóm tương tác. Nhưng mà cái nhóm không tương tác không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm việc, mà chúng ta sẽ đưa cái nhóm về các anh chị, sẽ đưa nhóm không tương tác sang tương tác, đúng không ạ? Mình sẽ có một cái lưu trình như vậy các anh chị, đúng không ạ? Những cái nhóm mà không tương tác ấy, thì cái nhiệm vụ của mình lúc này á, mình không phải là làm cho họ đồng ý rồi ok các anh chị, mọi người lưu ý nha. Ở cái nhóm mà họ chưa có ok, cái là họ chưa có quyết định là họ sẽ đồng ý tham gia OB tối nay, họ chưa có đồng ý quyết định là họ sẽ tìm hiểu, họ chưa có quyết định tìm hiểu các anh chị, họ chưa nói là chị sẽ tham gia, họ chưa nói tới đó, họ cũng chưa nói là sau khi họ tham gia OB xong rồi họ không có nói là họ sẽ tham gia Kung Fu, họ chưa đồng ý các anh chị. Như vậy thì, nhưng mà cái nhóm chưa đồng ý đó họ sẽ có hai dạng. Một dạng là họ đang tương tác với mình rất tốt, tức là mình nói chuyện họ trả lời, họ vẫn đang còn kết nối với mình, đang kết nối với mình. Còn một nhóm là họ không tương tác gì với mình luôn. Như vậy thì các anh chị nhớ là với cái nhóm mà không tương tác ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta làm cho họ tương tác, chứ không phải là chúng ta làm cho họ đồng ý. Mọi người nhớ không ạ? Cho nên nhiệm vụ của mình là làm cho họ tương tác. Thì có những cách nào để họ tương tác? Thì có rất nhiều cách các anh chị, đúng không ạ? Có rất nhiều cách để làm họ tương tác, chứ không phải là làm cho họ đồng ý. Để chắc chắn lúc đó họ chưa có đâu, không đồng ý được, không bao giờ họ đồng ý. Mà các anh chị cứ đâm đầu vô để làm cho họ đồng ý ấy, thì họ sẽ ghét mình đó các anh chị. Họ rất là ghét mình, tại lúc đó họ chưa có, họ chưa có một cái không có sự quan tâm với cái chủ đề đó, đúng không? Nhưng mà họ phải nói chuyện với mình đã, họ phải tương tác với mình, sau đó các chị trao thông tin, đúng không ạ? Nếu như mà các chị nhắn tin mà họ chửi mình là tại vì các chị đang làm không có đúng rồi, đúng không ạ? Còn ở đây là khi họ không tương tác thì chúng ta phải làm cho họ tương tác. Còn làm gì để họ tương tác thì cái đó là cái là chúng ta sẽ cần phải giải quyết, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ là đây là cái kinh nghiệm mà mình đúc kết ha, thì các chị có thể tham khảo. Các anh chị có thể thấy đúng hay sai tùy mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như anh chị nào mình, đây là cái mà mình nghĩ là nó có một cái lượng trải nghiệm nhất định, tại vì bản thân mình cũng làm việc với rất là nhiều khách hàng rồi mọi người, rất là nhiều khách hàng. Mà ngày xưa là tại vì sao là mình hay được chia sẻ cái chủ đề là follow. Ở đây là có thể nhiều anh chị mình chưa có biết câu chuyện của mình, đúng không? Nhưng mà mình gọi là chùm follow với các anh chị, tại vì mình không có bán được hàng. Chia sẻ đau lòng là vậy đó các anh chị, mình không có bán được hàng các anh chị. Cái là khi ngày xưa mình đi bắt đầu với visa thì mình không có kỹ năng bán hàng, mình không biết cái việc bán hàng là phải làm gì đâu. Để mình học chuyên ngành của mình học về kỹ thuật mọi người ha, mình học về kỹ thuật, và khi mình ra làm với visa thì mình không biết bán hàng là gì hết đấy, mình không biết là mình phải làm cái gì để họ mua hàng đâu, mình cho nên không có ai mua hàng của mình hết. Cho nên đó là mình follow, cái là mình chăm sóc, mình làm đủ kiểu hết đấy các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mình chăm sóc và người ta dành thời gian cho họ, sau đó thì họ mới bắt đầu mua hàng. Cho nên là những cái chủ đề về chăm sóc ấy, thì mình hay được mời cái chủ đề này lắm. đúng không ạ? Tại vì cái mình chủ yếu là mình chăm sóc là chính.
Nhưng mà thì chúng ta sẽ từ cái những cái người mà không tương tác, các chị có biết là ngày xưa mình bán hàng vui lắm, có những người mà mình nói chuyện với họ xong Facebook, ngày xưa là Facebook, sau đó thì đã follow họ, mình nhắn tin họ, đầu tiên là nhắn tin là ok, hello chị, chúc chị buổi sáng vui vẻ nha, không trả lời, xong rồi cái cuối tuần, chị ơi cuối tuần vui vẻ nha, chúc chị gia đình cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi, các thứ, không trả lời, không trả lời, các chị xin không trả lời. Rồi sau đó mình tối cái mình chúc chị ngủ ngon nha. Thằng này không trả lời. Nhưng mà cái lúc họ trả lời mình, họ sẽ nói là cái sản phẩm của bên em còn khuyến mãi không? Cho chị một chai. Kiểu vậy các anh chị. Mình thật ra mình cũng không biết đâu. Nhưng mà khách hàng có nhiều cái thú vị lắm. Khi các anh chị làm việc với một cái set lượng khách hàng đủ lớn thì các anh chị sẽ hiểu được cái tâm lý của họ ha. Thì cơ bản là đây là những cái mà mình đúc kết được trong quá trình mình làm việc, cũng đâu cái mình tiếp xúc cũng không phải dưới một mình khách hàng đâu các anh chị. Khách hàng là bán hàng, còn riêng với đại lý chúng mình tiếp xúc là trên cũng là con số chứ không phải lên đó là 1-2 nghìn gì đó rồi, đúng không ạ? Ngày xưa mình cũng phải tiếp xúc rất là nhiều các anh chị. Rồi như vậy thì sao ạ? Ở đây mà người hình dung là gì ạ? Khi mà họ đang không tương tác với mình, có nghĩa là cả cái nhu cầu họ còn chưa có nữa, thì chúng ta tương tác ở đây là tương tác ở góc độ cá nhân thôi các anh chị, có nghĩa là chúng ta trao đổi những vấn đề đừng liên quan đến công việc. Các anh chị nhớ nha, khi nào mà họ đang chúng ta bắt đầu họ tương tác lại với mình và các anh chị dẫn họ vào cái sự kết nối và các anh chị cho họ những cái thông tin và các anh chị dẫn dắt họ để khiến cho họ tò mò, các anh chị khơi gợi nhu cầu cho họ thì họ mới bắt đầu họ chủ động. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn, đúng không ạ? Rồi nhưng mà ở đây mình muốn nói chia sẻ là gì, với cái nhóm mà chưa có ok thì có hai nhóm là không có tương tác và một cái nhóm là tương tác. Thì với cái nhóm tương tác thì nhiệm vụ của mình là chuyển sang họ đang tương tác với mình nè, họ đang nói chuyện với mình nè, thì mình sẽ cho họ thông tin để họ ok. Còn nếu như họ đang không tương tác thì cái nhiệm vụ của mình lúc này không phải là nói về công việc, không phải là nói về cái chúng ta sẽ làm cho họ ok, mà chúng ta phải giúp họ phải tương tác với mình cái đã, và chúng ta phải làm đủ mọi cách để họ tương tác với mình. Thì cách gì là mọi người thay thử, mình nghĩ là mọi người thử nhiều cách lên, sau đó mọi người sẽ thấy những cái cách hiệu quả, đúng không ạ? Mọi người thử để thoải mái, đúng không ạ? Mình cứ thử, tại vì những người họ không tương tác với mình cánh gì cái để đó thì cũng có được ích lợi gì đâu, đúng không ạ? Những cái người mà đang không tương tác với mình thì xác định đó là những cái người mà mình bây giờ mình muốn làm gì làm thôi chứ đúng không ạ? Thì nếu như đã không tương tác rồi mà các chị để họ nằm im như vậy thì cái gì xảy ra không ạ? Cũng không. Mà các chị có làm cái gì đi nữa thì gì? Các chị cứ test thoải mái, các chị muốn làm gì thì các chị làm, cái gì làm đủ kiểu, làm đủ trò luôn, làm thoải mái để các chị trải nghiệm thôi, đúng không ạ? Rồi các chị coi cái gì hiệu quả, nó là một cái quá trình mà các chị cứ trải nghiệm thoải mái. Như vậy cái người mà không tương tác các chị phải đưa họ sang tương tác, sau đó các chị mới đưa họ sang đồng ý, đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì ở đây á có một cái như mình chia sẻ á, như mình chia sẻ lúc nãy là gì? Làm sao để khách hàng, để đối tác của mình tương tác? Làm sao để đối tác tương tác các anh chị? Đây là một vài cái mà mình chia sẻ trong quá trình mà mình làm việc với khách hàng. Các anh chị hãy có thông tin về đối tác đó. Ví dụ như là trước khi các anh chị mời họ vô BB á, thì các anh chị cũng biết về họ rồi, đúng không ạ? Các anh chị phải biết họ làm công việc gì, đúng không ạ? Các anh chị phải biết họ ở đâu, làm công việc gì, cái gia đình hay chưa, cỡ là cái độ tuổi thì các anh chị phải nắm được, đúng không ạ? Các anh chị phải nắm được cái độ tuổi của họ, đúng không ạ? Các anh chị biết được độ tuổi, biết được công việc, biết được cái vùng miền của họ, biết được cơ bản và cái tính cách của họ. Có một cái chủ đề liên quan đến DISC thì mình nghĩ nó cũng khá là hay á. Đúng không ạ? Chủ đề về DISC thì nó cũng khá là hay để các anh chị phân loại về tính cách và các anh chị có thể nâng cao cái tỷ lệ mà họ tương tác lên. Nên các anh chị nhớ nha, đó là một cái công cụ để các anh chị có thể cải thiện cái kỹ năng mà tuyển dụng của mình. Thì các anh chị mình sẽ có thông tin về đối tác. Các anh chị phải có thông tin về đối tác thì các anh chị mới giúp, các anh chị mới có cái kỹ năng làm cho họ tương tác với mình tốt được. Rồi các anh chị phải các anh chị hiểu được cái vấn đề mà họ đang gặp phải, các anh chị phải biết được cái sự quan tâm của họ. Ví dụ như khi các anh chị hiểu về họ, các anh chị biết họ là một cái người mà chưa bao giờ kinh doanh, họ biết các anh chị biết họ là một người đã kinh doanh rất nhiều rồi, các anh chị biết họ đã kinh doanh online rồi, các anh chị biết họ là một người mẹ bỉm sữa không có kinh nghiệm gì và đang ở nhà nuôi con, thì các anh chị phải hiểu được cái tâm lý của họ một chút xíu, biết được cái vấn đề họ đang gặp phải, thì các anh chị mới có thể khơi gợi và kết nối lại với họ được, mới kích thích cho họ tương tác được. Các anh chị phải hiểu về cái gì đó và các anh chị hiểu được cái mong muốn của họ, hiểu được cái vấn đề của họ, hiểu được cái mong muốn của họ, xong rồi thì các anh chị trao đổi những cái nội dung này thôi, đúng không ạ? Các anh chị dựa vào, các anh chị nói chuyện với họ những cái mà họ quan tâm và quan tâm họ những cái công việc mà họ đang cần. Ví dụ lấy một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như các anh chị biết họ đang ở một cái tỉnh ở Hồ Chí Minh đi, đang bây giờ dịch đang rất là căng thẳng, thì các anh chị có một cái gì ạ? Các anh chị có thể hỏi thăm họ, đúng không ạ? Các anh chị hỏi thăm họ, đó là một cái cớ mà họ có trả lời các anh chị không? Theo các anh chị nghĩ là họ có trả lời không ạ? Ví dụ như các anh chị mình nhắn một cái soạn một cái tin nhắn rất là dễ thương. Hoặc là các anh chị mình hỏi thăm họ, ví dụ một buổi sáng các chị nhắn tin cho họ rằng là good morning chị ở Hồ Chí Minh sao rồi, em nghe dịch nó cũng căng thẳng, chị cẩn thận nha, chị và gia đình của mình bảo giữ gìn sức khỏe nha, chị và gia đình của mình cẩn thận nha.
thì một cái tin nhắn quan tâm như vậy họ trả lời không trả lời thôi các anh chị, nhưng chắc chắn họ đã thấy rằng các anh chị dành thời gian cho họ, các anh chị có sự quan tâm nhất định, thì họ sẽ rất là quý các anh chị. Dù họ không trả lời, có thể là họ không trả lời tại vì có thể là họ không biết trả lời như thế nào, có thể là họ ngại, nói chung là kệ khách hàng các anh chị. Nhưng mình chia sẻ có nhiều khách hàng á, chúc lần thứ nhất không trả lời, chúc lần thứ hai xin không trả lời, chúc lần thứ ba thì không hờ hững gì hết, nhưng lần thứ tư là đặt hàng các anh chị. Tại vì cơ bản là ở đây là các anh chị làm cái gì là họ sẽ hiểu đúng không ạ, còn họ tương tác hay không là kệ họ, nhưng mà các anh chị cứ kết nối là họ sẽ tương tác với mình, một ngày nào chắc chắn họ sẽ tương tác. Nhưng mà khi mà các anh chị tương tác như vậy, các anh chị nhớ là chúng ta hãy quan tâm và chúng ta không có làm phiền, chúng ta chỉ quan tâm thôi và chúng ta cũng dành thời gian cho họ, chúng ta cũng nhớ tới họ và các anh chị tương tác với những cái thông tin họ quan tâm và phù hợp với họ, có những cái kết nối nhỏ phù hợp. Ví dụ như họ làm một cái công việc là gì, họ làm công nhân đi, nếu như họ làm công nhân á, thì các anh chị mình có thể là khi các anh chị đọc một cái bài báo và các anh chị thấy là những cái người công nhân họ đang phải ngủ ở lại xí nghiệp, không được về nhà, mọi người ở tập thể với nhau ở trong một cái điều kiện nó không có được thoải mái lắm, thì các anh chị mới có thể nhắn tin cho họ một cái, các anh chị nói là em thấy cái bài báo này các em nhớ tới chị đúng không ạ, tại vì chị có ở lại, chị có phải ở công ty không, hay là chị về nhà, hay là chị như thế nào rồi, đúng không ạ. Hoặc là các anh chị mình, tức là các anh chị hãy sâu được một cái thông tin gì đó mà liên quan riêng với họ thôi, thì các anh chị mới có thể để lại một cái dấu ấn, một cái thiện cảm thôi, chứ còn anh chị nói chung đó là nó không có thiện cảm gì đâu, mà nó còn phản cảm nữa. Các chị nhớ nha. Cho nên những cái thông tin này này, thông tin về đối tác, về công việc, về kinh nghiệm, về tính cách của họ, về những cái vấn đề họ đang gặp phải, những cái mong muốn, thì các chị sẽ trao đổi với họ những cái liên quan và là của họ, là của riêng cái đối tác đó. Cho nên mình luôn khuyến khích mọi người là nên có những cái lưu trữ thông tin nhất định về những đối tác mình đang follow để mình làm việc hiệu quả. Chứ còn nếu như các chị làm chung chung mà các chị không biết gì về họ hết đấy, thì các chị không thể nào để lại một ấn tượng và các chị kích thích được. Họ phải có thiện cảm với mình đó các chị, thì họ mới tương tác. Họ phải thích mình, họ mới tương tác. Họ chưa hẳn thích công việc, nhưng họ thích mình thì họ sẽ nói chuyện với mình. Được không các anh chị? Rồi, ok nha. Rồi, ok. Khi mà đây có một cái phần nhỏ nữa, đây là cái phần cuối cùng trong ngày hôm nay, để mà chúng ta sẽ cùng qua cái phần của chị sợ đúng không? Phần chị sợ mình nghĩ là rất là hay các anh chị. Mình cũng đang phần chị sợ mới biết là nó cực kỳ đặc sắc. Đây một cái ý cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đối với cái nhóm thứ hai các anh chị, với cái nhóm thứ hai giống như lúc nãy mình chia sẻ với các anh chị là mình có hai nhóm đúng không, là không chưa ok thì là không tương tác và có tương tác, không tương tác thì chúng ta phải làm cho họ tương tác chứ, thì để mà họ tương tác thì các anh chị phải có thông tin của họ để mình kích thích để kết nối với họ. Còn bây giờ nhóm đang tương tác thì các anh chị làm gì cho họ ok, nhóm đang tương tác ví dụ chúng ta chưa tương tác chúng ta làm cho họ tương tác ok xong rồi, thì bây giờ đang tương tác làm gì để họ ok, thì các anh chị phải có một cái nghệ thuật ở đây, là mình nghĩ rằng các anh chị phải làm được cái điều này thì các anh chị mới có thể trở thành một cái người tuyển dụng là tiêu luyện được, là chuyên nghiệp được. Đó là các anh chị phải đưa khách hàng vào một cái trạng thái là họ chủ động, họ chủ động các anh chị. Ví dụ là họ muốn các anh chị giống như là gì? Khi mà các anh chị họ đang tương tác với mình, các anh chị phải trao thông tin cho họ đúng không? Khi mà họ đang tương tác với mình, các anh chị nói chuyện này nói chuyện kia, ví dụ họ đang bắt đầu cùng nói chuyện rồi, khi các anh chị hỏi thăm họ, họ kêu ok chị khỏe không, vấn đề gì, cảm ơn em nhé, thì các anh chị phải bắt tích tiếp một cái chuyện khác nữa. Ví dụ bây giờ chị mình lấy ví dụ là một cái khách hàng ở Hồ Chí Minh, như mình lúc nãy mình nói đi, một cái đối tác ở Hồ Chí Minh, thì các anh chị nhắn tin lại cho họ, các anh chị biết là họ đang ở cái vùng dịch, để các anh chị có thể nhắn tin hỏi thăm gia đình và chúc họ với gia đình họ sức khỏe, cẩn thận các thứ, sau đó họ kêu là ok cảm ơn em nhé. Vậy cái đó kết thúc thì sao, chúng ta không dừng lại ở đó, chúng ta sẽ nhắn tin một câu nữa chẳng hạn. Ví dụ là bây giờ thì chị làm việc ở nhà hả, chắc chắn là khách hàng chưa ok rồi đó các anh chị. Nó sẽ có một cái chủ đề liên quan đến nghệ thuật nhắn tin nữa, có thể là có những cái chủ đề nhỏ nhỏ như vậy, để có thể là hôm nay đã các chị thì sẽ chia sẻ với mọi người thêm ha. Thì cái là các anh chị hãy cho họ những cái câu hỏi mà thật dễ trả lời và trả lời một cách rất đơn giản, và họ ok liền, họ đọc là họ biết trả lời liền luôn đúng không, chị đang làm việc ở nhà hả, thì chẳng hạn rồi chị đó sẽ hỏi nó tiếp. Rồi ok, giờ các anh chị trao đổi thêm, ví dụ các anh chị biết họ về công việc đó thì các anh chị bất kiện ra nói thêm một vài chuyện khác để mà họ nói chuyện với mình. Khi mà họ nói chuyện với mình quá ba câu thì có nghĩa là bây giờ mình nó thoải mái hơn, các anh chị có thể nói đến những cái chủ đề khác nó nhiều hơn. Sau đó các anh chị hỏi thăm qua công việc, các anh chị hỏi thăm qua công việc họ và các anh chị hỏi họ có ảnh hưởng nhiều hay không, hay là như thế nào. Rồi tại vì ở đây nó chung chung á, tại vì nếu như mà có mỗi công cái tùy cái công việc thì các anh chị phải linh hoạt, nhưng mà nói là các anh chị phải linh hoạt ha, chứ còn không thể nào có rất nhiều người họ có cái tính cách đó, cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó, thì khi các anh chị tiếp xúc với họ thì các anh chị phải có cái sự cảm nhận về họ nhất định, và khi các anh chị nói chuyện với họ thì các anh chị phải là đang nói chuyện với họ, chứ không phải là các anh chị đang nói như một cái máy và nói ai các chị cũng nói như vậy thì nó không thể nào được. Nên các anh chị phải biết về người đó, các anh chị hiểu về người đó, các anh chị có sự kết nối về người đó thì cái cuộc nói chuyện đó nó rất là thoải mái, và các anh chị mới có thể kết nối được khách hàng được.
đúng không? Thì sau đó thì khi các anh chị mình nói chuyện xong thì các anh chị dẫn qua cái vấn đề là chủ đề về công việc. Thì khi mà các anh chị đặt một vấn đề là công việc của họ như thế nào thì họ sẽ hỏi ngược lại với mình, chắc chắn luôn các anh chị, theo quán tính là như vậy á. Các anh chị hỏi họ thì họ sẽ hỏi mình, và sau đó các anh chị hỏi mình cái là các anh chị dẫn qua công việc của mình, và các anh chị cho khơi gợi, các anh chị nói về một vài cái thông tin đặc biệt ở VSAN. Sau đó thì họ bắt đầu ô sai vậy hả, rồi ok đi lắm. Khi mà họ cái là ô hay vậy hả, là đó là cái trạng thái mà khách hàng đang chủ động của các anh chị, họ đang bắt đầu hào hứng, thì các anh chị phải đáp ứng cái sự hào hứng đó của khách hàng bằng cách là các anh chị phải cho thông tin thêm. À đúng không ạ, thì các anh chị mà chị rảnh không, ý là ngày mai chị rảnh không, dạ, hay là cái đó đã chị đáp ứng cái sự hào hứng của khách hàng, à, các chị mình à, giúp cho họ đáp ứng cái nhu cầu của họ. Các anh chị có nghĩa là ở đây á, khi mà các anh chị mình đang tương tác với khách hàng mà các anh chị giúp cho khách hàng, khi các anh chị đang ở trong cái thế là mình là cái người mang đến, mình là cái người đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, mình là cái người mà thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng ấy, mình là cái người ở đây để mang lại cái mình là cái người phục vụ khách hàng ở các anh chị, thì người ta sẽ rất thích ở bên cạnh mình. Cái là người ta là cái người mà cảm thấy là mình đang là cái người mà làm những điều mà họ đang muốn, và mình họ đang cần mình làm điều đó, thì cái đối tác của mình họ rất thích ở bên cạnh các anh chị, họ đang rất là muốn tương tác với các anh chị. Còn nếu như chỉ cần mà các anh chị mình làm sai cái chỗ này một chút xíu thôi, thì các anh chị sẽ chỉ cần một cái thở thôi, các anh chị chỉ cần một cái thở thôi mà các anh chị làm không đúng cái tinh thần đó, thì rất có thể các anh chị sẽ mất đi cái thiện cảm của họ. Chỉ cần các anh chị mình cố gắng cho họ tham gia, các anh chị mình bắt họ tham gia, mà không phải là các anh chị tạo một cái tình huống họ chủ động, họ mở lời, họ muốn tham gia, thì các anh chị sẽ rơi vào một cái thế rất là khó xử, là gì? Các anh chị mình chủ động đề nghị, và họ đang họ cái người đó họ sẽ đối họ trong một cái vị thế là họ đang đối diện với hai cái trường hợp, một là ok, hai là họ sẽ không ok. Thì họ có ok thì họ cũng cảm thấy không vui, tại vì cái đó chưa chắc họ muốn. Tự nhiên cái ai đó ập tới rồi nói như mình, chưa chắc mình cũng muốn lắm, mình có muốn không ta? Không thì mình cũng có muốn chút chút á, nhưng mà nó cũng không có nhiều, thì thôi. Thì bây giờ cái đồng ý thì người ta cũng không có thỏa, cái là cái đó không phải là cái mà người ta muốn cái gì mà tự nói đây. Thì khi người ta có đồng ý đi nữa thì các anh chị sẽ thấy là gì, sau đó là người ta sẽ không nhắn tin với các anh chị, sau đó người ta sẽ né các anh chị, và người ta sẽ không có hào hứng nữa. Thật là người ta có nói không với các anh chị, người ta cũng ngại nữa, và người ta nói yes cho có thôi, người ta cũng ok cho có thôi. Nhưng mà cái đó là cái mà các anh chị mình, khi mà các anh chị là người chủ động đến á, thì cái cuộc nói chuyện đó nó giống như là mi cảm giác là các anh chị mình sẽ mất vị thế của mình. Cho nên các anh chị cứ nói chuyện, các anh chị cứ tương tác thoải mái, nhưng các anh chị phải tạo được cái tình huống để cho khách hàng người ta chủ động với mình, thì sau đó các anh chị làm việc rất là khỏe, và khách hàng người ta luôn luôn có cái cảm giác thoải mái khi mà làm việc với các anh chị. Thì chắc chắn chỉ cần họ còn ở bên cạnh các anh chị, chỉ cần họ vẫn còn thích nói chuyện với các anh chị, thì các anh chị vẫn còn cơ hội, và các anh chị vẫn tiếp tục cho thông tin thêm, đúng không ạ? Còn nếu như mà họ không thích các anh chị rồi thì các anh chị khá là vất vả, đúng không ạ? Rồi các anh chị lại quay về, các anh chị phải để đó một thời gian, các anh chị phải rời xa họ một thời gian, và sau này các anh chị mới quay lại được. Chứ còn tiếp tục nữa là các anh chị sẽ đi vào đường ngõ cụt luôn. Cho nên là khi mà họ đang tương tác với mình thì các anh chị phải hết sức cẩn thận ở chỗ này, và các anh chị phải tạo được cái tình huống chủ động, rồi sau đó thì các anh chị mới có thể là gì, cho thông tin và tiếp tục. Rồi ok không ạ? Rồi thì chắc đây là một vài cái kinh nghiệm của cá nhân My các anh chị ha. Để mà thực ra trong quá trình mà My làm việc ấy, thì cái mà điều My quan tâm nhất á, là mình sẽ luôn luôn quan tâm nhất là cái cảm giác của khách hàng, đúng anh chị? Mình sẽ tuyệt đối ở đây là các anh chị tuyệt đối đừng bao giờ làm việc mà làm cho khách hàng không thoải mái. Đó là cái mà một cái, nếu như các anh chị tích lũy cái điều đó càng ngày càng nhiều ấy, thì khách hàng người ta như một quán tính, họ sẽ không muốn gặp các anh chị, đúng không ạ? Cho nên trong quá trình làm việc các anh chị có thể có những cái sai lầm không sao hết, nhưng mà các anh chị phải cố gắng, các anh chị có thể trải nghiệm, và sau đó các anh chị rút kết được là các anh chị làm cái gì mà khách hàng thích, các anh chị làm cái gì mà khách hàng không thích, thì sau đó các anh chị mình tích lũy lại, và các anh chị đừng làm những việc khách hàng không thích, phải tập trung làm những việc khách hàng thích, là thấy thoải mái, thấy vui vẻ khi họ gặp các anh chị. Thì chỉ cần họ thấy vui mà họ còn tương tác với các anh chị, thì các anh chị vẫn cho thông tin, và chỉ cần đủ thông tin thì họ sẽ ra quyết định, đúng không anh chị? Đơn giản là như vậy. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đây các anh chị. Hôm nay là mình đã đi, nghĩ là mình sẽ còn một cái khoảng thời gian phía sau để mà cái phần sau các anh chị, nên mình đã chia sẻ khoảng tầm một tiếng đúng không ạ? Tại vì lúc nãy chúng ta bắt đầu hơi trễ hơn chút xíu. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đây các anh chị. Ok, mình sẽ kết thúc ở đây, và chị nha. Cái phần tiếp theo là cái phần mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hay, rất đặc biệt, đúng không ạ? Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau mình ở lại đến cuối chương trình, chúng ta được nghe trọn vẹn những cái thông tin thật là giá trị từ chị Lê Sự ạ. Phần sau thì sẽ là những cái câu hỏi thường gặp, đúng không ạ? Và mình tin chắc là mình cũng sẽ rất là mong chờ để được nghe cái phần của chị Sự luôn, để đã học hỏi kinh nghiệm từ chị Sự. Rồi ok, chứ là sẽ mời chị Sự nha. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình cùng với chị Lê Sự. Rồi ok, cảm ơn My rất nhiều. Cảm ơn My rất nhiều luôn. Rồi cảm ơn các bạn host. Thật sự là
sông sâu tĩnh lặng mà lúa chín thì cúi đầu mọi người ạ. Umi luôn luôn rất là một người rất là khiêm tốn, một tổng đại lý thực sự là rất là giỏi, xuất sắc ấy mọi người. Anh chị em chắc chắn ở đây thì đều đã từng nghe Umi chia sẻ thì đều sẽ cảm thấy được những cái chiều sâu, rất nhiều những cái kinh nghiệm mà nó không chỉ là sách vở đâu, mà những cái kinh nghiệm, những kiến thức mà các anh chị được nghe Umi chia sẻ đó là cái những cái trải nghiệm, nó là những cái xương máu, những cái mà những cái va vấp hay là những cái kinh nghiệm đưa Umi lên đến thành công, thì đó không chỉ là học từ sách từ vở mà có, đúng không? Cho nên là khi mọi người nghe Umi á thì mọi người sẽ cảm thấy là nghe mà áp dụng được luôn. Nếu anh chị em nào ở đây học mà có ghi chép từ nãy tới giờ thì sự cam đoan với mọi người đó là những bí kíp để mọi người có thể follow cực kỳ tốt khách hàng của mình sau cái buổi OPP. Mọi người có cảm thấy như thế không ạ? Thật sự là sự đã học Mi rất là nhiều lần, lần nào ghi hết, kể cả lần trước vẫn bài đấy, ghi rồi, lần sau học lại ghi tiếp. Và mỗi lần ghi thì lại cảm thấy rằng là ôi sao hôm trước mình học rồi kiểu gì nhỉ? Mình học kiểu gì rồi mà chỗ này mình ghi rồi mà sao bây giờ mình lại thấy nó mới, nó hay thế. Thật sự là như thế đấy mọi người, cho nên ở BSay á, là mình làm đến đâu là mình vỡ đến đấy. Còn nếu mà mọi người cứ nghĩ rằng là mình sẽ phải chờ đến khi mình giỏi rồi mình tuyển dụng, mình giỏi rồi mình mới làm là không làm được. Thì ngay cả sự đây là đến bây giờ vẫn vừa làm vừa đi học. Hôm nay thì Umi ơi cho chị xin một tí thời gian nhé. Hôm sau thì Phạm Hằng ơi cho chị xin một tí thời gian nhé. Hôm sau nữa thì Hoàng Vũ ơi cho chị xin một buổi nhé. Là cứ xin các bạn tổng đại lý để các bạn ấy coaching riêng cho, để xem là mình có những vấn đề nào và nghe các bạn ấy nói. Thì thực sự đúng là mình hơn các bạn rất là nhiều tuổi, có khi hơn gần cả một giáp với mọi người. Thế nhưng mà nghe các em ấy nói thì phải nói là tuyệt vời, tâm phục khẩu phục. Bởi vì là hơn ai hết những người mà đã từng trải nghiệm á, họ là những người đưa ra những cái lời khuyên có giá trị nhất cho những người mà đang tiếp tục cái con đường, đi tiếp con đường mà họ đang đi. Thì đấy là cái rất là hay. Nên anh chị em đi học thì với những cái người như là Umi, như là Phạm Hằng, như là Hoàng Vũ, như là Quốc Vũ, như là Tổng Đại lý Mai Hậu, hay là như CEO Trần Thiên Ấn, hay là như Tổng CEO của Nguyễn Hữu Sơn của chúng ta, thì các anh chị em nhớ cho là đừng có mở Zoom ra và ngồi nghe hoặc nằm nghe, mà mở Zoom ra là phải kèm với bút, vở, và ngồi là ngồi ở bàn làm việc chứ không ngồi trên giường. Nếu anh chị em thực sự có được một cái tâm thế như vậy khi chúng ta đi học á, thì thật sự là các anh chị em sẽ rất nhanh lên tay và rất dễ, rất cái khoảng thời gian anh chị em rút ngắn được rất một khoảng thời gian rất là dài trong câu chuyện là va vấp, bởi vì là không có kiến thức. Khi không có kiến thức mà làm mà tự đi tự mò là rất dễ sai mọi người ạ. Mà sai là nó dẫn tới là tụt năng lượng. Xong rồi bắt đầu quay ra là hoài nghi là mình không có duyên rồi, bi xây khó quá, không phải. Mà kinh nghiệm ở đây như mọi người nhìn thấy, có Mi có bao nhiêu là rút ruột rút gan chia hết cho mọi người rồi. Mi có giữ cái gì làm bí kíp đâu, Mi cho hết mọi người rồi. Các tổng đại lý khác cũng thế, hay là các anh chị em khác cũng thế. Nên là anh chị em lưu ý cho một tí là khi mình đi học á, thì mình nên nghiêm túc. Còn riêng cái phần của sự thì mọi người nghe không cũng được nhé. Bởi vì phần của sự thì là những cái câu hỏi mà nó rất là đơn giản. Và những anh chị em nào mà đặc biệt là sự nhìn thấy ở đây là có rất nhiều anh chị đại lý chi nhánh rồi đại lý 3 sao đang ngồi đây, là nói thật là ngày hôm nay mà các anh chị ngồi đây là coi như là đang làm giám khảo cái này, là sự cảm thấy rất là run đây này. Tổng đại lý Umi mà có ngồi đến cuối thì tổng đại lý Umi cũng có cái gì đó mà chị sự nói chưa chuẩn thì Umi sẽ sau buổi đấy nhắn tin riêng cho chị nhé. Ok mọi người, rồi thế sự buổi hôm nay như mọi người đã biết thì là chúng ta sẽ sang một cái chủ đề thứ hai, sau khi mà mọi người đã biết về mặt kiến thức là chúng ta cần phải làm những cái gì chăm sóc khách, thì chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ hai là trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc khách hàng hoặc là chúng ta đi tuyển dụng thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta gặp những cái câu hỏi mà có thể với chúng ta mà chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ cái câu trả lời thì có thể là làm chúng ta sẽ lúng túng, chúng ta mất tự tin. Thế thì khi mà chúng ta không có cái sự tự tin á thì rất là mất điểm với khách hàng. Cho nên là các anh chị em là ngoài những cái kỹ năng như là Umi vừa nói mà các anh chị em ứng dụng tốt á, thì các anh chị em cũng cần có được những cái mấu chốt, những cái điểm rất là quan trọng về cái mặt thông tin xung quanh đến BSay để làm gì, để nhỡ mà có gặp những cái ca khó thì chúng ta cũng có sẵn súng và đạn rồi, bắn như súng liên thanh thôi mọi người, đúng không? Bắn đâu trúng đấy, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không có đủ kiến thức mà để cho khách hàng họ vặn vài câu mà ú ớ
thì sự thật là người ta sẽ không tin tưởng mình để người ta đi theo mình được. Cho nên là anh chị em cố gắng là một mặt là mình sẽ có được những cái kỹ năng như là Út Mi chia sẻ, thế nhưng mặt khác là mình cũng cần phải có những kiến thức nó sâu sắc và mình diễn đạt làm sao cho mà mình thể hiện đúng được cái thông tin về BJ, mình thể hiện đúng được cái kiến thức và mình thể hiện đúng được cái công việc mà người ta đang làm ở BJ. Thì đó chính là những cái mà anh chị em chúng ta sẽ, nó là sự nghiệp lâu dài, cho nên là chúng ta sẽ học nữa, học mãi, phải không các anh chị? Rồi, ở trong Zoom ngày hôm nay có ai ở đây còn chưa biết lê sự nữa không ạ? Ở đây còn ai chưa biết lê sự không? Nếu mà chưa biết lê sự, mọi người comment đi sự số 0 ấy, để sự còn biết đường. Nếu mà mọi người biết tới hết rồi thì thôi. Wow, sao có nhiều người chưa biết? Anh Bill mà chưa biết ấy hả? Anh Bill mà chưa biết tôi ấy hả? Wow, sao có nhiều người chưa biết vậy? Trời ơi, khổ thân tôi chưa. Ok mọi người, chắc là anh chị em mời đúng không? Ừ, rồi, thế thì sự giới thiệu sơ qua nhé. Thật ra thì mọi người cũng biết lê sự là điều rất là hiển nhiên, bởi vì lê sự có phải là Út Mi đâu. Lê Sự cũng chỉ mới vào BC một thời gian thôi, và Út Mi thì rất là lúc nào cũng rất là ưu ái chị Sự, thì luôn luôn nói là thế nọ thế kia, nhưng thực tế thì Lê Sự đến bây giờ này đã làm được gì đâu, vẫn đang chỉ là đại lý 3 sao thôi mọi người. Nhưng mà không sao, Sự cảm thấy rất là tự hào với công việc này, Sự cảm thấy là không hối hận gì về những ngày đã qua tại BC cả. Bởi vì là mỗi một ngày mà Sự làm việc ở BC là ngày làm tốc lực, và chẳng cứ gì là 90 ngày tốc chiến đâu. Hết 90 ngày tốc chiến thì vẫn cứ phải tốc chiến bình thường, bởi vì khi mà mình đã ý thức được cái hay, cái tốt, những cái giá trị của BJ rồi á, thì chẳng cần phải ai thúc cả. Ai rồi cũng tự giác dạy và học, ai cũng tự giác dạy và đi chia sẻ, đi bán hàng hết á, đúng không? Vì sao? Cứ ngày 10 tây hàng tháng mà cứ chuyển khoản cho tháng trước, chuyển khoản 40, tháng sau 50, tháng sau 60, tháng sau 70, tháng sau 80, tháng sau 90. Trời ơi, ở đâu ra trời, chẳng có công việc nào đâu. Thế nếu mà mọi người đang nhìn thấy được cái điều đấy thì chúng ta có nên là tiếp tục tốc chiến không mọi người? Mọi người thử đi làm người kia đến bao giờ, 3 năm mới được tăng một lần 0,33 lương đúng không? 3 năm mới được lên một lần lương với điều kiện là không có sai phạm gì, không có gì đúng không? 3 năm một lần. Thế bây giờ ở chúng ta đây thì cứ gì 3 năm đâu, tháng tăng 10 triệu. Thế cứ đà tháng tăng 10 triệu thì chúng ta nghĩ xem là chúng ta có nên là chúng ta khô máu vì xây không? Quá nên đúng không mọi người? Rồi nhé mọi người, cảm ơn anh chị em rất là nhiều rồi. Thế là Sự giới thiệu sơ qua nhé. Sự là đại lý 3 sao tại BJ. Sự hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Sự bắt đầu với BJ từ tháng 1 2021 và đến tháng 3 2021 thì Sự trở thành đại lý 3 sao và duy trì thành tích đại lý 3 sao cho đến bây giờ. Và hiện tại ở dưới Sự bây giờ thì đang có 4 đại lý 3 sao. Trong đó có 3 F1 là 3 sao và 1 F2 là 3 sao. Thì cái giấc mơ của Sự vẫn đang là giấc mơ, những gì mà Út Mi đang có thì lại là giấc mơ của chị Sự. Thì nói chung là người này, tóm lại là chúng ta cứ nhìn vào, tiếp tục tiến về phía trước, phải không mọi người? Chúng ta sẽ tiếp tục học những người thành công, chúng ta cứ tiếp tục là lấy họ làm mục tiêu. Chúng ta không so sánh nha mọi người, chúng ta không so sánh với họ, chúng ta không lấy mình ra để so sánh với họ, nhưng chúng ta sẽ lấy họ làm mục tiêu. Nghĩa là chúng ta sẽ không nhất thiết là chúng ta phải giống họ, nhưng chúng ta sẽ phải học được từ họ để chúng ta trở nên tốt hơn. Thì cái quan điểm của Lê Sự là như thế, cho nên là Sự không bao giờ so sánh với Út Mi, bởi vì Sự biết là nếu mà so sánh thì Sự sẽ cảm thấy rất là tủi hổ, vì Út Mi rất là giỏi luôn mọi người. Những cái điều Út Mi làm được như thế, thật sự là chị Sự không có đủ khả năng. Kiên trì, chúc chị ngày mới tốt lành. Chúc gia đình chị ngủ ngon, chúc chị cuối tuần tuyệt vời. Thật sự là Sự chưa, xin lỗi BJ, là Sự chưa làm được đến cái mức độ đó. Và sau những cái bài giảng của Út Mi thì đã hứa với lòng là mình sẽ chăm sóc khách tốt hơn. Thế nhưng mà sự thật là sau khi nhắn tin mà khách không trả lời là không có hứng để nhắn tiếp. Thế là chưa làm được cái điều này, nhưng chắc chắn là tới đây là sẽ phải thay đổi chiến lược. Bởi vì nếu không là sẽ bị mất tiền, vì data mà mọi người, mình mua data là mất tiền á. Cho nên là mình sẽ cố gắng, là Sự sẽ cố gắng là học theo Út Mi. Ok mọi người, thế thì bây giờ mọi người biết Sự là ai rồi nhá. Chúng Sự sẽ training hai cái chủ đề tại BJ vào các buổi tối thứ tư hàng tuần. Thi thoảng mọi người sẽ lại nhìn thấy Lê Sự, thi thoảng lại thấy thôi, không nhiều đâu. Thì có hai cái chủ đề mà Sự sẽ train thôi. Ok mọi người. Rồi Sự thẻ, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với chủ đề Sự nói ngắn gọn thôi nhá. Bởi vì thực ra những câu hỏi này là câu hỏi mà mọi người đã sẵn sàng chưa? Nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như Út Mi. Chắc không phải Sự đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình nhé mọi người. Ok mọi người. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái chủ đề. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là, mọi người có nhìn thấy màn hình của Lê Sự đang chia sẻ không ạ? Thấy rồi nhỉ? Mọi người thấy chưa mọi người? Mọi người cho Sự xin một cái comment cho mọi người đã nhìn thấy chưa?
Thật sự tôi đang không bấm được, không điều khiển được cái màn hình luôn. Đó là các cái câu hỏi, 10 câu hỏi thường gặp. 10 câu hỏi thường gặp khi mà chúng ta đi xây dựng đội nhóm của chúng ta đi tuyển dụng, chúng ta sẽ 10 câu hỏi thường gặp xoay quanh nhất là gì. Thực ra thì đây là những câu hỏi mà thường gặp nhất thôi, thế nhưng mà không có nghĩa là ngoài những câu hỏi này ra thì không còn câu hỏi nào khác nữa, không phải. Còn rất nhiều các câu hỏi khác nữa mà chúng ta cũng rất là thường gặp khi chúng ta đi chia sẻ cái cơ hội đi xây đối với khách, đúng không ạ? Nhưng mà đây là những câu hỏi thường gặp nhất thì là sự dưới sự hướng dẫn của tổng đại lý Lê Huỳnh Trọng Nguyễn thì cũng có đúc rút ra được 10 cái câu hỏi này. Thì anh chị em nào mà thấy cái câu hỏi nào mà mình còn chưa rõ, chưa có đầy đủ thì chúng ta theo dõi. Còn anh chị em nào mà cảm thấy ok rồi thì chúng ta lắng nghe, biết thêm được cái gì thì biết, mà còn không thì chúng ta coi như chúng ta giao lưu. Ok nhé mọi người. Rồi, có 10 sự chia sẻ luôn, 10 cái câu hỏi thường gặp ở đây. Thì có 10 câu hỏi thường gặp. Câu hỏi thứ nhất là BC có phải đa cấp không? Câu hỏi thứ hai là BC làm có dễ không? Câu hỏi thứ ba là tại sao phải ký quỹ? Câu hỏi thứ tư là data center là gì? Câu hỏi thứ năm là sản phẩm có chất lượng có tốt không? Câu hỏi thứ sáu là giá sản phẩm cao hơn thị trường hay không? Câu hỏi thứ bảy là tiêu chí lựa chọn sản phẩm của BC là gì? Câu hỏi thứ 8 là dropship là gì? Câu hỏi thứ 9 là trả hoa hồng, tại sao lại trả hoa hồng đến 30-45%? Và cái cuối cùng là BC hỗ trợ gì cho người mới về đào tạo? Ok chưa mọi người? Thế mọi người thấy câu hỏi nào chúng ta, câu hỏi nào là câu hỏi khó nhất trong cái 10 câu hỏi này? Mọi người comment số cho Sự với. Số 1 là BC, bắt đầu từ cái BC có phải đa cấp không là số 1 nhé. Anh chị em nào thấy câu nào khó nhất mọi người đếm theo chiều kim đồng hồ. Mọi người cho Sự xem là với anh chị thì câu hỏi nào là câu hỏi khó nhất. Một người chọn 23, một người chọn 1, một người chọn 3 tại sao phải ký quỹ, một người chọn 3 là tại sao ký quỹ, và đại đa số mọi người chọn 1. Các anh chị khác thì sao? Ký quỹ à, rồi chọn 1, rồi ký quỹ. Câu hỏi số 4 là data center là gì à, câu hỏi 1, 3, cả 10 câu luôn. Câu 1 và câu 6 à, câu 6 đó là giá sản phẩm cao hơn thị trường. Ok, 1 và 3. Câu hỏi số 9 là tại sao lại trả hoa 30-45%. Câu hỏi số tất cả 1, 6 và 10. Rồi, ok, câu 10 BC hỗ trợ gì? Câu hỏi số 9 là tại sao trả hoa hồng. Ok. Câu hỏi số 4 là data center. Ok. Rồi. Ok, câu hỏi số 6, còn câu hỏi số 8 là dropship. Rồi. Đó. Ba còn 400 người đây, không ai cần hỏi gì luôn à? Không thấy câu nào khó à? Mọi người, những người khác thì sao? Cảm thấy là câu hỏi này dễ hết à? Ok, thật là chúc mừng các anh chị, bởi vì là các anh chị đã có nhiều kiến thức trong cái xung quanh cái vấn đề về BC. Súng đạn của chúng ta là thông tin anh chị ạ. Chúng ta không có gì khác ngoài thông tin, đúng không? BC là chúng ta kinh doanh bằng thông tin. Rồi, ok, Sự sẽ vâng, tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Ok mọi người. Rồi. Rồi, số 7 là dropship à? Số 7 là tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Ok mọi người rồi nhá. Rồi Sự lướt qua như vậy để Sự biết xem là anh chị em đang Sự khác biệt. Rồi ok, rồi câu hỏi có một anh hỏi gì đây? Hỏi dài dài. Sự khác biệt giữa chiết khấu cộng tác viên và đại lý làm việc có mặt gì không? Có làm lợi cho người hướng dẫn không? Rồi ok anh, rồi trời, đúng rồi, chuẩn luôn. Đó là những câu hỏi rất chi là cốt lõi của BC, đúng không? Làm BC mà những câu này mà không trả lời được thì là không có làm được à, nói thẳng ra là như thế, đúng không? Đây là những câu hỏi mà một người làm thành công ở BC phải là cái người mà trả lời như súng liên thanh, bập đâu trả lời đấy, nói đâu cũng nói được cả, diễn đạt bằng một cách cũng được, mà diễn đạt bằng 10 cách cũng phải diễn đạt cho bằng được. Thì khi đó chúng ta sẽ gặp đâu là chốt đấy, gặp đâu là chốt đấy. Còn đến bây giờ mà BC có phải đa cấp xong rồi, bảo là sao bọn mày giống đa cấp thế, sao lại có hệ thống, sao lại hoa hồng lại cao thế, bọn mày có mà đa cấp, mà sau đó là nghe người ta nói cái lung lay ý chí, đúng không? Ngay cái là lập trường là không còn vững vàng gì nữa, là bắt đầu ngay trở về là nghi ngờ BC. À như thế là đến khi là không làm được, như thế là không chốt được, đúng không? Không có làm được. Ok. Nghe cái phát quạo luôn. Rồi ok, tiếp rồi. Ok, Sự sẽ đi bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ đi câu hỏi đầu tiên. Sự thấy có rất nhiều anh chị em đang có hỏi câu hỏi đầu tiên là BC có phải là đa cấp không? Thực tế thì đây là câu hỏi quan trọng, rất quan trọng để chúng ta hiểu được cái bản chất
cái công việc, cái mô hình, cái công ty mà chúng ta đang làm, và đồng thời là chúng ta thấy được cái tính ưu việt, cái sự tuyệt vời, cái giá trị mà BC có mà những công ty đa cấp không thể có. Đấy là vấn đề rất quan trọng, đúng không ạ? Các anh chị muốn tự tin về công việc này thì các anh chị phải trả lời một cách gãy gọn, một cách dứt khoát, tự tin, mạnh mẽ, đúng không ạ? Về cái câu hỏi này là BC không phải là đa cấp, đúng không mọi người? Đấy, bao giờ mà khách hàng trả lời một cái, đúng không? Tuy nhiên á, tất cả những câu hỏi này khi chúng ta đi tuyển dụng hay khi chúng ta trả lời với khách, trả lời chất vấn của khách, thì chúng ta luôn luôn nhớ khách hàng luôn đúng. Thái độ của chúng ta luôn luôn là một cái thái độ rất là nhã nhặn, là chúng ta không cần phải ăn miếng trả miếng với khách, chúng ta không cần trả treo khách, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ nói với khách với tâm thế chúng ta là người có câu trả lời rồi, chúng ta là người tự tin về công việc chúng ta đang làm, và chúng ta luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu cái băn khoăn, cái sự hoang mang hay là cái sự nghi ngờ của khách. Cái tâm thế của chúng ta khi chúng ta đi chia sẻ là chúng ta phải ở cái thế cao hơn họ, mặc dù chúng ta cho họ là cao hơn chúng ta, nhưng thực tế là chúng ta cho họ cao hơn chứ không phải họ cao hơn. Phải không các anh chị? Chúng ta phải cao hơn chứ. Nhưng trong cách mà chúng ta ứng xử với họ thì luôn luôn hãy để cho họ một cái sự tôn trọng. Để cho kể cả họ hoài nghi thì cũng phải tỏ ra là gì mọi người? Dễ hiểu thôi, đúng không? Sẽ phải đầu tiên, cho nên tất cả những câu hỏi này khi có ai đó hỏi với canh các chị thì cái đầu tiên, cái câu thần chú đầu tiên mà các anh chị luôn phải ghi nhớ trong cách mà chúng ta giao tiếp với khách, đó là em rất thông cảm với chị. Trước đây em cũng nghĩ giống chị. Tức là chúng ta đồng cảm với khách. Trước hết là các anh chị phải đồng cảm với khách hàng. Đúng không? Bởi vì đó là gì sao mọi người? Vì sao mọi người? Nó thông thường mà. Một người khi người ta chưa hiểu BC, người ta có quyền nghĩ như vậy. Và người ta nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên nếu như mình có nghe người ta hỏi như thế thì cũng đừng có gì gọi là đừng có nhảy xô nên làm gì. Đừng có đi mà đi to tiếng với người ta làm gì, cũng đừng có thái độ với người ta làm gì. Hãy đồng cảm với khách. Với tất cả những câu hỏi này, đầu tiên là chúng ta sẽ tỏ ra đồng cảm. Nhớ nhá mọi người, đừng có ngay lập tức là anh chả biết cái gì cả, đúng không? Không, không nói những cái câu như vậy, mà chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái sự đồng cảm với khách, đồng cảm với khách hàng. Là trước đây ngày em mới vào, hoặc là ngày em mới được giới thiệu, em cũng giống anh, em cũng giống chị cũng giống anh, chị cũng giống em, đúng không? Thế nhưng mà ban đầu em nghi ngờ lắm, em thấy nó vô lý cực kỳ luôn ấy. Bởi vì sao? Mình sẽ nói ra những cái điều mà khách hàng đang nghĩ nha mọi người. Tưởng tượng ra những cái điều đó đấy, em cũng nghĩ như thế đấy, em cũng nghĩ thế, em cũng thấy là làm gì mà được kiếm được nhiều tiền đấy, nghe nói chả tin được, chỉ có đa cấp đi lừa đảo mới thế chứ làm gì mà thế, đúng không? Mình cũng thế chứ, mình cũng thế mà, đúng không? Đó, em cũng nghi ngờ lắm ấy. Thế xong em cứ thấy suốt ngày cứ rung, xong rồi cứ hô hào hào tập thể dục, cái bọn đa cấp mới thế thôi nhỉ, đúng không? Đó, bắt đầu mình sẽ hù vào, mình sẽ tỏ ra đồng cảm với họ, đúng không? Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ nói là mình sẽ nói là đầu tiên mình sẽ đồng cảm như vậy. Nhưng mà chị biết không? Sau đó khi mà em thấy là không chỉ có một người nó tốt với BC, thế rồi sau đó em lên mạng, em search luôn. Em lên mạng em chị Huệ bảo là sự ơi không nghe gì nữa, mọi người có đang nghe sự nói không? Có chị Huệ bảo không nghe này, mọi người có nghe không mọi người? Hay là vấn đề như sự bình thường? À, rồi cảm ơn Tuyết, rồi. Chị Huệ ơi, chị xem lại cái kết nối âm thanh của chị nhá. Mọi người vẫn đang nghe á? Rồi ok mọi người. Rồi sự lại đi vào vấn đề nhá, chị Huệ kiểm tra lại kết nối nhá. Thế thì sau đó là mình sự nói tiếp là chúng ta cũng thế thôi đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ nói tiếp là ngày xưa em cũng thế đúng không? Rồi sau đó là em lên mạng em tìm. Xong em vừa gõ một cái. Ôi, Dân Trí cũng viết về BC đúng không? Bắt đầu đúng không? Bắt đầu lúc này nó bắt đầu mà nhả đòn này đúng không? Bắt đầu đòn này, đòn nhưng đòn rất là khéo đúng không? Dân Trí cũng viết này. Xong em đọc hết, em tìm xem là có những cái trang báo nào viết BC. Xong em thấy cả bên VN Express cũng viết này. Xong báo Thanh Niên cũng viết này, Cà Phê Biết viết này, Pháp Luật viết này, BNews viết này. Rồi cái gì kinh tế số của Hồ Chí Minh, của Sài Gòn á, tạp chí kinh tế số hay cái gì đó của Sài Gòn á, Sài Gòn Times cũng viết này. Thế xong em thấy, xong rồi bên VTV cũng viết, báo của VTV cũng viết này. Xong rồi em lại lên trên mạng em gõ tiếp, em thấy là đài HTV9 và VTC6 cũng làm phóng sự này. Và sau đó em mới thấy là nếu như mà nó mà đa cấp, mà nó mà xấu ấy, thì chắc chắn là không thể nào mà lại Phó Thủ tướng lại mời BC đi nhận giải thưởng được.
không đời nào mà thủ tướng chính phủ lại đi tặng bằng khen cho một công ty mà lại đi gây hại cho đồng bào, cho người dân của mình được. Thế là sau đó em tìm hiểu hết, rồi sau đó em cũng tò mò. Thế là em bắt đầu đi vào em nghe buổi Zoom ấy chị. Em bắt đầu tìm hiểu và chính thức vào buổi Zoom ấy. Thế đó nhé, cách của chúng ta là như vậy nhé. Rồi, đấy là một cái rất quan trọng. Chưa cần phải đưa ra lý lẽ trước nha anh chị. Nếu mà mọi người đưa ra lý lẽ là đi cãi tay đôi với người ta, không phải đa cấp đâu, rồi sau đó là cãi lý cãi lẽ với người ta. Ủa hồi đâu cãi làm gì, đúng không? Bằng cách là chúng ta đi thừa nhận là xã hội đã thừa nhận đi sai rồi. Chỉ có anh chị đang lỗi thời thôi, đúng không? Cái thông điệp mà chúng ta vừa đưa ra là chúng ta nói luôn với khách là chỉ có anh chị là ngồi chỗ ếch ngồi đáy giếng chả biết cái gì, đúng không? Cứ may rùa trong may rùa xong lại cứ chê bi xây, đúng không? Đó. Đầu tiên là chúng ta, thông điệp của chúng ta là chúng ta nói một cách rất là thông tin thôi, nhưng cái thông tin đó là thông tin mà làm cho khách phải rất là thuyết phục. Vì sao? VTV nói thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, đúng không? Để xong rồi Dân Trí, VnExpress, Thanh Niên, rồi VTV, rồi HTV, VTC, đó là những cái đài mà thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, tức là những cái trang truyền thông chính thống của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì làm gì có cái chuyện mà là DPR cho một cái sản phẩm, cho một cái công ty mà giới đất hỡi, đúng không? À, đó, cái thông điệp đó cực kỳ giá trị nha anh chị. Chưa đi cãi lý với khách, được chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ nói cái đó. Thế sau khi chúng ta nói những cái thông tin đấy xong, đây chỉ là cho thông tin thôi nhá. Chỉ là cho thông tin thôi nha mọi người. Chưa cần về gì hết, đúng không ạ? Rồi sau đó bắt đầu mới phân tích cho người ta, đúng không ạ? Thế sau đó là người ta còn nghi ngờ nữa ấy. Xong rồi mình lại phân tích. Đấy. Biết tập phân tích thì chúng ta đều biết là bây giờ người ta mà nói là bị xây khác và đa cấp chỗ nào chúng ta đều biết rồi, đúng không? Có bao nhiêu anh chị em ở đây chưa phân biệt được giữa bị xây và đa cấp ạ? Bao nhiêu người ở đây chưa biết được bị xây và đa cấp khác nhau đâu? Mọi người comment cho sự con số 0 ấy. Rồi, ok, có một mấy anh chị nói rất là hay, là rất là đúng, là phản biện rất là hay, là bỏ tiền ra mua xong thì gỡ xuống. À, thế nếu mà mua thì chắc cũng chỉ mua được một tờ, thì mua gì mua nhiều tờ thế. Mua gì mà mua một lần. Bây giờ Cà Phê Bít đăng 2018 đăng, 2019 một loạt bài, 2020 lại một loạt bài, 2021 lại một loạt bài. Làm gì có cái báo nào mà đi mua dễ thế. Rồi, các anh chị đừng đi thế, mua chỉ mua quả lá cải thôi. Những cái trang như VnExpress, Dân Trí để lên được đó không có dễ tí nào, người ta thẩm định chán chê nha anh chị. Đấy là những cái trang rất là đắt đỏ và không phải là gì đâu, không phải. Mọi như thế, đúng không? Mua chỉ mua được có mấy cái báo lá cải cái kia, mấy cái trang mà nó vớ vẩn thôi. Chứ làm sao mua được một đồng loạt của nhiều thế, đúng không? Rồi, sau đó là mình sẽ nói như thế, VTV cũng đưa tin này, đúng không? Đó, rồi đưa ra cả cái thông tin là Sắc Thái Vân Linh này, chuẩn luôn, anh Đinh Văn Đoan, đúng không? Sắc Thái Vân Linh hợp tác này. Rồi sau đó là đến MC Đài Truyền hình Việt Nam là MC Diệp Chi này. Xong đến Miss Hà Linh này. Tới đây là Ốc Thanh Vân này. Tới đây là MC Đan Lê này. Tới đây nữa là Á Hậu Thụy Vân này. Đúng không? Đó. Thế mọi người. Rồi bây giờ chả nhẽ là chính phủ đi tặng bằng khen à? Đi tặng bằng khen cho đi mua chính phủ của Thủ tướng được à? Ở đây có ai được đi mua được của Thủ tướng không trời? Trời ơi, khó quá nhỉ? Khó quá. Ok mọi người. Rồi đúng không ạ? Rồi. Ok chưa? Như vậy là sự cũng đã thấy là có một số anh chị em là không, bây giờ vẫn chưa phân biệt được giữa BC với cả đa cấp, đúng không? Nếu như mà các nghệ sĩ họ thì cái này nó nghi ngờ lắm, đúng không? Nhưng mà nếu như nó đã đi đến các phương tiện truyền thông chính thống thì cái độ tin cậy rất là cao. Và tất nhiên là sẽ có những câu chuyện hy hữu xảy ra. Thế nhưng nó không thể hy hữu được khi mà đồng loạt và kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Các tờ báo đó đều đưa tin về BC, đúng không? À, không có, đúng không? Thế các anh chị em cũng lưu ý cái chỗ này nhé. Là đây là những thông tin mà chúng ta hoàn toàn tự tin về cái giá trị truyền thông của nó. Chúng ta không phải băn khoăn là ai có thể phải mua được, đúng không? Rồi, đúng rồi, đúng thế. Rồi, đó chính là chuẩn luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị hiểu biết rất là nhiều. Đúng thế, súng đạn mà nhiều là bắn tha hồ, đúng không? Đúng không? Chim với cả sóc với cả chuột là bắt hết về, săn hết về, đúng không? Không sợ gì hết. Rồi, sau khi mà khách đã chúng ta nói thông tin như thế xong thì bắt đầu chúng ta đi vào nội dung cơ bản, nội hàm của cái câu trả lời. Thì để trả lời câu hỏi này thì chính thay đích thân CEO của chúng ta là Nguyễn Hữu Sơn đã đăng một bài vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 về cái sự so sánh giữa BC và đa cấp ngay trên trang của Sương Nguyễn Hữu Sơn. Anh chị nào có thể khai quật lại nhé.
lội ngược dòng để có thể đọc được chính tay CEO Nguyễn Hữu Sơn của chúng ta đã viết nhé. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào câu trả lời. Thì CEO Nguyễn Hữu Sơn của chúng ta đã đúc rút so sánh trên 4 cái điểm, sự khác biệt trên 4 cái điểm giữa BC và đa cấp. Ok không mọi người? Rồi, cái điểm khác biệt đầu tiên đó là khác biệt về cái cách thức phân phối. Cách thức phân phối, được chưa? Thì nếu như BC, các công ty, ví dụ ta thấy như này, trong phân phối truyền thống á, thì như mọi người đi nghe OPP nhiều mọi người biết rồi đúng không? Một cái nhãn hàng nào đó mà có thể đi được ra đến thị trường á, là nó phải qua rất là nhiều khâu trung gian thì mới đến được tay khách hàng. Ví dụ như là tổng đại lý toàn quốc, đại lý khu vực, đại lý cấp tỉnh, người đi bán buôn, mới đến người đi bán lẻ, đúng không ạ? Rất là nhiều khâu trung gian thì đấy là cái phân phối truyền thống, đúng không ạ? Còn nếu mà đa cấp ấy, thì nó sẽ phân phối như thế nào? Là đại lý cấp cao, đúng không? Rồi đó, đại lý cấp tầm trung, rồi đại lý cấp thấp, rồi sau đó mới đến tay của khách hàng, đúng không ạ? Và vì là nó phân phối qua những cái khâu trung gian trong cái hệ thống đại lý như vậy á, thì nó dễ dẫn tới câu chuyện là biến tướng. Nó biến tướng thành cái huy động vốn, đúng không ạ? Thành cái ôm hàng để lấy được cái hoa hồng, đúng không ạ? Để lấy thành tích, để lấy danh hiệu. Nhưng mà BC thì sao? Và BC thì sao? Hàng của chúng ta sẽ đi trực tiếp từ nhà sản xuất, từ nhà cung cấp hoặc từ kho BC đến với khách hàng mà không hề thông qua nhập hàng của đại lý. Và vì thế, điều gì xảy ra? Khi mà không có nhập hàng á, thì hàng đó là hàng do nhà cung cấp, hàng đó là hàng do BC chịu trách nhiệm, thì hàng nó sẽ rõ nguồn gốc, hàng nó sẽ chính hãng, không thể có chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng mà ở các cái công ty đa cấp thì nó vẫn có khâu trung gian mà. Đúng không ạ? Vì nó có khâu trung gian thì đương nhiên là cái cơ hội để trà trộn cái hàng giả hàng nhái vào có không ạ? Có chứ, đúng không ạ? Nhưng mà ở BC thì sao? Hoàn toàn không có được câu chuyện đó, không có cửa. Hàng giả hàng nhái không có cửa, làm gì có cơ hội để len lỏi vào đâu? Hàng đi trực tiếp mà, đúng không ạ? Và vì thế cho nên là ở BC là cái 90-95% là hàng đến tay của khách hàng, chứ không hề có cái tình trạng là ôm hàng để lấy thành tích để đọng vốn, đúng không ạ? Thì đó là cái đầu tiên. Đó là cái đầu tiên nhé mọi người. Cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề về cái cách thức phân phối. Mọi người nắm lại cái điều này nhé. Chúng ta là phân phối trực tiếp, được chưa? Hàng sẽ đi trực tiếp từ kho của nhà sản xuất hoặc kho BC đến với tay của khách hàng mà không hề qua bất cứ một khâu trung gian nào. Và vì thế nó đảm bảo là hàng là để đi bán lẻ. Hoạt động của chúng ta là chúng ta chỉ là người tư vấn thôi, còn khách hàng mới là người thực sự sử dụng hàng hóa, chứ không phải là chúng ta là tuồn hàng từ đại lý cấp 1 đến cấp mấy. Không phải, chúng ta không có phân cấp đại lý, chúng ta tất cả đều là đối tác chính thức của công ty, và chúng ta không có cấp 1, cấp 2 gì cả, và cũng không có nhập hàng từ người này rồi đưa xuống người kia, mà hàng sẽ đi trực tiếp. Đó là một cái khác biệt cơ bản nhất. Khác biệt cơ bản nhất là khác biệt về mô hình, phải không các anh chị? Khác biệt về mô hình đầu tiên nhé mọi người. Đó là cái đầu tiên. Cái sự khác biệt thứ hai, ở bao nhiêu anh chị em đã ok xong cái mục đầu tiên này ạ? Bao nhiêu người đã ok xong cái mục đầu tiên này rồi thì mọi người comment cho sự con số 2 đấy. Rồi, có anh Dương Hùng Hà Nội. Mỗi anh Dương Hùng Hà Nội comment ok thôi. Phạm Huê Nghệ An. Rồi, ok. Rồi, rất nhiều câu trả lời của các anh chị là đã ok xong rồi nhé mọi người. Cái này là rất quan trọng. Chúng ta phải nắm được cái này. Thấy chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cơ cấu hoa hồng. Cái sự khác biệt thứ hai là về mặt cơ cấu hoa hồng. Thì các anh chị em đều biết là cái sự khác biệt rất lớn về mặt cơ cấu hoa hồng ở đây đó là gì? BC ưu tiên cho bán lẻ. BC đẩy mạnh bán lẻ. Ưu tiên cho bán lẻ và thúc đẩy hoạt động bán lẻ. BC không hỗ trợ nhiều cho cái đội nhỏ. Ok không mọi người? Cái hoa hồng chủ yếu là trả cho người đi bán lẻ. Và cái người đi bán lẻ là người có công sức nhiều nhất, cho nên được trả hoa hồng cao nhất. Ok không anh chị? Vì thế cho nên là hoa hồng của người đi bán lẻ là chúng ta là có sản phẩm mà lên đến tận hơn 50%, đúng không ạ? Và về cơ bản là từ 30, dao động từ 30 đến 40-45%. Ok không mọi người? Còn ở các cái công ty đa cấp thì sao? Cái hoạt động họ ưu tiên thì lại không phải là đi bán lẻ. Hoạt động ưu tiên của họ là xây dựng một hệ thống khổng lồ, một mạng lưới phân phối khổng lồ, đúng không ạ? Và vì thế cho nên là cái họ ưu tiên cái hoạt động đi tuyển dụng. Vì thế cho nên là người đi bán lẻ chỉ được khoảng 10-15%, và có công ty cao nhất mà như Lê Sự biết là công ty Sivori là 25%. Nhưng để được cái 25% đó thì Sivori yêu cầu là mỗi tháng phải có nhập ít nhất là 2 triệu rưỡi hay là 2 triệu 6 gì đó tiền hàng. Còn nếu như trong tháng mà không tiêu thụ được 2 triệu 6 tiền hàng
thì là không được hưởng cái 25%, mà sẽ trở về cái chiết khấu thấp hơn. Ok không mọi người? Và còn lại, nhưng mà cái hồng đội nhóm của các cái công ty đa cấp thì lại rất là cao, có lên đến 30-40% là hồng đội nhóm. Vậy cái điều này nó dẫn tới chuyện gì? Điều này dẫn tới chuyện gì ạ? Nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện, đó là gì? Hàng hầu như nó tồn tại trong hệ thống đại lý, chứ ít khi nó đi được với đến tay của khách. Và vì thế cho nên thực tế cái câu chuyện phân phối hàng hóa hay là lưu thông hàng hóa ở các công ty đa cấp thì dường như cái dòng chảy của nó là trong hệ thống mạng lưới đại lý phân phối. Chứ còn lại số hàng thật đi đến được với tay của khách rất ít. Vì sao? Ô, đi bán lẻ thấp thế, tội gì đi bán lẻ, lo đi tuyển dụng thế chứ. Phải không mọi người? Lo đi tuyển dụng thế chứ, đi bán lẻ được có 10-15%. Nếu mà trừ các loại chi phí đi có khi còn lỗ, huề là may, đúng không? Vậy thì người ta sẽ tập trung để đi tuyển dụng. Vậy là gì? Người vào trước sẽ được hưởng từ người vào sau. Cứ người vào sau mà bắt đầu mà vào sau tuyển dụng là 34% rồi, đúng không? Vậy là sẽ dẫn tới một cái, đó là cái điều đầu tiên, là dẫn tới cái tình trạng là nó không giống như BC. Ở BC ai làm người ấy hưởng. Và người ở BC thì sự bán một con robot hay đại lý của sự bán một con robot chả liên quan gì nhau cả. Quỳnh bán thì Quỳnh hưởng, mà sự bán thì sự hưởng. Sự không được hưởng gì thì cái đơn hàng của robot của Quỳnh cả. Không được ăn cái hồng chênh lệch từ việc đi bán lẻ đó, đúng không ạ? Sự muốn được hưởng cái thành tích đội nhóm thì bản thân sự phải đủ mạnh. Thế nào? Ít nhất là sự là 6%, đúng không ạ? Thì sự mới được hưởng cái thành tích đội nhóm. Chứ sự mà cũng lèo tèo đi bán lẻ, Quỳnh bán một con, sự cũng bán một con, hai chị em đội nhóm tổng tất cả là hai chị em đội nhóm, cả tháng mỗi đứa bán một con, thì sự có được hưởng cái gì từ dân của Quỳnh không? Không. Sự được hưởng của Quỳnh như nào? Khi đội nhóm của sự đủ mạnh, đó là sự phải tạo ra được cái doanh số là 30 triệu đơn vị P-boy. Thì như vậy sự có xứng đáng được 1.6% không ạ? Xứng đáng, đúng không ạ? Và như vậy BC thưởng cho cái người leader, nhưng không phải là thưởng với một cái hoa hồng cao. Cái thành tích đội nhóm của chúng ta chỉ được có 5-10% thôi, 12% thôi, đúng không ạ? Là cao rồi. Còn nhưng ở đa cấp thì sao? 30-40% là hoa hồng từ tuyển dụng. Và vì thế là cắm cúi đi tuyển dụng. Còn hàng hóa thực tế là gì? Người bên trên đưa xuống cho người bên dưới, người bên dưới đưa xuống cho người bên dưới nữa, còn lại tiếp tục cứ đi tuyển dụng vàng, đúng không ạ? Cứ mỗi đại lý vàng là cứ nhập hàng thì được cấp cốt. Thì như vậy là cứ đi nhập hàng lại có tiền, tuyển dụng được lại có tiền, đúng không ạ? Thế rồi họ mà có một cái đơn mình lại có tiền, vậy lo đi tuyển dụng thôi chứ còn làm gì nữa, đúng không ạ? Rồi đó chính là cái điều nó rất là quan trọng. Và vì thế cho nên là một cái hệ lụy thứ hai nữa trong cái câu chuyện mà các công ty đa cấp nó có thể dẫn tới một cái sự rủi ro cho hệ thống đại lý cấp dưới, đó là gì? Khi mà cái hoa hồng đội nhóm nó cao á, tức là hoa hồng tuyển dụng mà nó cao á, thì dẫn tới một cái tình trạng là người vào trước ăn của người vào sau, và chiết khấu nó sẽ cao hơn. Thế thì ví dụ như thế này, họ có thể người cấp cao hơn á, họ có thể mạo danh của cái người cấp thấp để cấp thấp đặt một cái đơn hàng về cho cấp thấp phải sử dụng, đúng không ạ? Thế thì chỉ cần cứ cấp dưới mà có đơn hàng thôi là cấp trên được hưởng hoa hồng mà. Ok chưa? Vậy họ hoàn toàn có thể mạo danh của người cấp dưới đặt hàng và họ bom hàng. Họ đâu có đặt. Vậy thì người cấp dưới phải làm gì mọi người? Phải nhận hàng, phải tiêu thụ hàng thôi. Và ngay khi người cấp dưới thanh toán cái đơn hàng đó là người cấp trên đã được hưởng hoa hồng rồi. Và như vậy rủi ro thuộc về người vào sau. Đúng chưa? Rất nhiều những cái rủi ro ở đây xảy ra. Ok không mọi người? Rồi, đó chính là, tất nhiên là chúng ta cũng hình dung là đa cấp bây giờ cũng rất là tân tiến, và thực tế đa cấp không xấu. Đa cấp không xấu, chỉ có đa cấp biến tướng mới xấu thôi. Nhưng cái mô hình của nó là tốt, nhưng cho đến khi nó thực thi thì sẽ có những cá nhân rất là tài lanh, họ rất là danh ma, được chưa? Và họ lợi dụng những cái lỗ hổng của cái khâu quản lý, cho nên họ sẽ thực hiện những cái hành vi mà nó làm tổn hại đến người khác, mà nó không nằm trong cái quy chế, mà nó không thể nào mà siết được. Ok không mọi người? Còn lại đa cấp thì không, nếu như là ví dụ như Amway, thực sự cái mô hình của nó quá tốt luôn mọi người. Nhưng mà vì khi nó đi vào thực tế thì nó sẽ bị biến tướng và bị lợi dụng, bị những cái thành phần nó tà lanh, nó lợi dụng, và cuối cùng nó gây ra tổn hại, nó gây ra mất đoàn kết, rồi tranh giành, rồi cướp giật, rồi thì bom hàng nọ kia, đó thì là câu chuyện khác. Ok chưa? Đó, thế thì như vậy là cái rủi ro ở đây là rủi ro bên đại lý cấp dưới, họ sẽ phải là nhận cái phần rủi ro đó từ cái mô hình mà cái sơ đồ trả thưởng của chính cái công ty đa cấp đó, được chưa? Còn BC thì như sự đã phân tích, cho nên là chúng ta sẽ đúng thế. Có một chị nói tiếp, đó là vấn đề về bán phá giá, đúng không ạ? Vì là họ phân phối, thế thì làm thế nào để lôi kéo? Họ lôi kéo thôi, họ cứ lôi kéo thôi.
vậy là họ sẽ dẫn tới cái tình trạng là mất đoàn kết, bán phá giá này. Và câu chuyện bán phá giá nó liên quan đến cái thứ ba, đó chính là gì? Đó chính là cái khác điểm. Mọi người đã xong cái điểm thứ hai chưa? Cái điểm thứ hai mọi người ok hết rồi đúng không ạ? Mình nắm cho nó rõ nhé. Những cái vấn đề này là những cái vấn đề mọi người sẽ phải đọc nhiều ấy, phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Sự chỉ nói đại khái thế thôi. Thực tế thì để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ những cái câu chuyện khác nữa nha mọi người. Anh chị em chịu khó một tí. Rồi cái sự khác biệt thứ ba, đó là sự khác biệt về cái phương thức tiếp thị. Cái phương thức tiếp thị. Thế thì ta sẽ thấy là ta sẽ thấy cái phương thức tiếp thị của BJ của chúng ta là phương thức tiếp thị của chúng ta là vừa offline vừa online. Đúng không ạ? Online cũng được, offline cũng được. Và công ty chúng ta không có cấm đại lý là quảng bá BJ hay là nói về sản phẩm của BJ. Thậm chí BJ còn đúng không ạ? Còn train chúng ta để chúng ta làm thế nào để quảng bá tốt nhất, rộng rãi nhất, hiệu quả nhất về BJ cơ, đúng không? Nhưng ở công ty đa cấp thì sao? Họ là họ cấm công khai, họ cấm cái việc mà lên mạng để quảng cáo về sản phẩm, đúng chưa? Vì sao? Hệ thống đại lý của họ là lên đến cả hàng nghìn, hàng chục nghìn người, hàng chục nghìn người, đúng không ạ? Và vì nó là như thế cho nên là họ gọi là họ chỉ cho là truyền miệng, phương thức của họ là truyền miệng, đúng chưa? Họ không có cái lên online để họ quảng cáo trên Facebook đó. Những người như làm Herbalife hay là những người làm Vision, những người làm Amway đâu có được lên trên Facebook cá nhân để mà đăng sản phẩm đó, không có, đúng không ạ? Còn nằm trong quy định quy chế luôn á. Tức khi mới vào ấy, là họ yêu cầu là cam kết cái điều đó, và đại lý nào vi phạm là họ đều có cái hình thức để họ xử phạt luôn ấy, đúng không ạ? Thế thì vì thế cho nên là vì là họ truyền miệng, thế thì vì là họ truyền miệng cho nên là dẫn tới cái tình trạng gì mọi người? Lôi kéo, đúng không ạ? Lôi kéo khách hàng của nhau, đúng không? Nhưng BJ thì sao? Mỗi một đại lý có một mã số, có muốn nhảy thì không nhảy được, vì chúng ta quản lý bằng công nghệ, đúng không ạ? Mã số đại lý của chúng ta là quản lý bằng công nghệ, chúng ta không quản lý bằng miệng. Và chúng ta vì thế cho nên là khi mỗi người đã có một cái mã code riêng rồi, user của chúng ta là duy nhất, và cái user đấy thuộc về đại lý nào thì nó vĩnh viễn thuộc về cái hệ thống đó. Chúng ta đừng nói là em không thích làm với chị, không thích là việc của em, đúng không? Còn ở cái công ty này là không có chuyện không thích. Nếu em không thích thì em sẽ nghỉ đi 6 tháng, hủy cái user này đi, sau đó đăng ký lại từ đầu, ok chưa? Quy định công ty chúng ta như thế, chứ không phải là em không thích chị cho nên em quyền em nhảy sang hệ thống khác, không. Không có chuyện đó, đúng không ạ? Vì thế là gì? Các anh chị cứ thoải mái đăng cái affiliate của các chị về cái tuyển dụng đại lý hay là bán khóa học, đăng thoải mái, đúng không ạ? Và chẳng có cái chuyện là người này cướp của người kia, mỗi người nó chỉ có một thôi. Mỗi người có một user duy nhất thôi. Cho nên ai đã là đại lý của ai rồi thì vĩnh viễn thuộc về cái người đó, đúng không ạ? Cho nên không có cái tình trạng là cướp khách, trèo kéo, lôi kéo, rủ dê, đúng không? Đó chính là cái hay của chúng ta. Đó là cái khác biệt, cái phương thức tiếp thị thì nó dẫn tới cái, đúng không ạ? Câu chuyện về sau nó là như vậy. Và chính vì cái phương thức của chúng ta quản lý bằng công nghệ, quản lý bằng cái big data, quản lý bằng cái nền tảng công nghệ 4.0 như của chúng ta, bằng cái hệ thống ERP của chúng ta cực kỳ hiện đại như vậy, cho nên hệ thống đại lý của chúng ta phát triển cực kỳ là ổn định. Anh chị đều nhìn thấy, đúng không ạ? Không có tình trạng cướp, đúng không? Tất nhiên là sẽ có những câu chuyện như là trùng data hay là thế nọ thế kia, nhưng đó là câu chuyện khi chưa vào làm đại lý, khi người đó chưa là đại lý của BJ. Còn khi đã là người của BJ rồi á, là có cướp cũng không cướp được, đúng không ạ? Không thể nào trèo kéo, không thể nào em ơi sang bên đấy làm chán lắm, sao làm với chị được. Những cái hành vi bất chính như vậy hay là những cái hành xử kém văn minh như vậy, nó không thể tồn tại với cái cách, cái mô hình, cái phương thức tiếp thị ở BJ, cái cách quản lý bằng cái hệ thống số của BJ, đúng không mọi người? Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái của chúng ta rất là ok. Cho nên anh chị em vào đây là không phải lo là ai cướp đại lý của mình. Mà đây đặc biệt là những anh chị em nào đã từng đi kinh doanh bên ngoài rồi á, thì khi vào BJ các anh chị sẽ cảm thấy là cực kỳ yên tâm và an toàn. Cái hệ thống mà mình gây dựng lên nó là của mình. Công ty sẽ có cơ chế, chế tài để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Mình là người có công khai phá thị trường, mình là người có công xây dựng thị trường, thì công ty sẽ có chế tài để bảo vệ cái công sức của mình, chứ không phải là ai thích vào đây kéo thì kéo, mà lôi thì lôi, muốn cũng không được, đúng mọi người? Thì đây là điều tuyệt vời mà BJ có mà những nơi khác không có. Sự cũng đã từng là một người đi kinh doanh rất nhiều năm, và cũng là thấm rất là nhiều những cái đòn gãy xương, gãy tay, chảy da, chóc vẩy, trái tim tổn thương, trái tim rỉ máu vì những câu chuyện là bị cướp đại lý từ đại lý khác, bị chính công ty cướp đại lý bên dưới của mình, đúng không mọi người? Bao nhiêu anh chị em đã từng nếm những cái câu chuyện tổn thương như thế,
Nhưng mà tất cả những cái điều đó khi mà vào BSAY, mọi người yên tâm khẳng khái, đúng không ạ? Hãy tự tin rằng công sức của mình sẽ được BSAY ghi nhận, bảo vệ cái quyền lợi của mình. Chứ không thể có chuyện một cái bên thứ ba nào đó ở đây nhảy vào đây, em ơi làm với chị, làm với chị ngon hơn, làm với chị không, ở đây không có cửa cho những cái hành vi bất chính như vậy. Ok không mọi người? Đây là điều mà sự rất thích ở BSAY. Đó là cái khác biệt thứ ba. Cái khác biệt thứ tư đó chính là cái văn. Bao nhiêu người đã xong cái câu cái vấn đề thứ ba này rồi? Anh chị em đã xong chưa? Vấn đề này rất là quan trọng. Và khi anh chị em hiểu được những cái này, kiến thức nó chuẩn về cái này rồi, thì những cái khác anh chị em giải thích nó rất là nhanh. Ok không mọi người? Ok rồi, đó là cái thứ ba. Giờ rất nhiều anh chị em ok. Cái thứ tư nữa, cái điểm khác biệt thứ tư nữa mà CEO của chúng ta đã đúc kết lại, đó là cái phương thức hợp tác, tức là cái văn bản ký kết đó. Được chưa? Thì ở các công ty đa cấp đó, là họ sẽ ký vào các cái quy định thành viên, đúng không? Là cái quy chế là trở thành thành viên của các công ty đa cấp. Nên chúng ta là có hợp đồng, đúng không ạ? Chúng ta là có hợp đồng là đối tác cấp 1, là đối tác chính thức của công ty. À, chúng ta có in ấn hợp đồng, và hợp đồng của chúng ta hợp đồng điện tử. Anh chị em nào mà đang có cái nhu cầu là các anh chị em muốn tìm hiểu cái hợp đồng đó, thì là các anh chị em sẽ tìm hiểu ở trên đó. Và khi mà các anh chị em tìm hiểu trên đó xong, thì các anh chị sẽ thấy là cái hợp đồng của chúng ta là cái hợp đồng mà nó ràng buộc rõ ràng, và không phải là cái mà như là cái các công ty kia nó đang làm, đúng không ạ? Thì bốn cái phương thức ký kết của chúng ta nó rất là hay. Tức là chúng ta sẽ phải làm thế nào mà đó là chính là chúng ta là cộng tác viên hay chúng ta là agency marketing, đúng không ạ? Và cái chi phí marketing của chúng ta nó được tính theo phần trăm doanh thu. Nó tính theo phần trăm doanh thu và nó dựa trên các cái chỉ số về KPI khi mà hoàn thành các công việc cụ thể do công ty quy định. Cụ thể là 30 triệu thì được thưởng bao nhiêu, 60 triệu thì được thưởng bao nhiêu, 120 triệu thì được thưởng bao nhiêu, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà các cái văn bản ký kết của các công ty đa cấp á, là nó sẽ cái nhà phân phối họ sẽ ký kết hợp tác với công ty theo mẫu hợp đồng đăng ký làm thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương, và cái nhà phân phối đó thì sẽ có thể có được lợi nhuận từ cái hành vi mua hàng của đại lý cấp dưới. Tức là đại lý cấp dưới thôi mua hàng. Đại lý cấp dưới mua hàng thì đại lý cấp trên đã được hưởng cái lợi nhuận từ cái hành vi mua hàng của đại lý cấp dưới. Còn ở chúng ta thì là muốn được hưởng từ cái đơn hàng của đại lý cấp dưới thì bản thân mình phải đủ cái KPI, đúng không ạ? Cái doanh số, cái năng lực làm việc của mình nó phải tốt thì mình mới được thưởng. Còn nếu mà mình vào đây như Lê Sự phân tích á, đúng không ạ? Đại lý cấp dưới mà họ 120 triệu B-boy mà mình được có 1 triệu thôi, đúng không? À, mình cả tất cả các bên còn lại mà không được 30 triệu là mình có được hưởng đâu, mình có được hưởng cái gì đâu, mình chỉ được là gì, là 12% của 1 triệu, đúng không? Đại lý bên dưới họ hưởng là 12% của 120 triệu, thì đại lý bên trên mà chúng ta chỉ được có 1 triệu thôi thì chúng ta sẽ được hưởng là 12% của 1 triệu. Như vậy là 12% thực tế là thuộc về cái người mà 120 triệu. Ai làm ra 120 triệu thì người đó sẽ được hưởng cái thành tích là 12%. Còn ai mà không làm ra 120 triệu thì người đó sẽ hưởng tương xứng với cái số thành tích mà họ tạo ra, đúng không ạ? Còn nếu anh chị nào mà đủ giữa mình với cả cái nhánh ngang còn lại mà đủ 30 triệu, tức là đủ thành 1 sao, thì khi đó anh chị mới được hưởng cái đó. Còn nếu không là không có được gì đâu, đúng không mọi người? Ai đã từng học sơ đồ trả thưởng rồi thì mọi người sẽ thấy, tức là bên đa cấp thì cứ bên dưới mua hàng là bên trên hiển nhiên đã được hưởng cái chênh lệch hoa hồng. Nhưng ở BSAY, bên dưới mua hàng là việc của bên dưới, bên trên muốn được hưởng là phải có cái KPI nó cao, nó phải đảm bảo theo quy định của công ty thì mới được nhận cái tiền thưởng đó. Như vậy đây là cái sơ đồ trả thưởng của chúng ta, nó rất là cái cách mà chúng ta ký kết theo cái nội dung như vậy, thì dẫn tới theo cái sơ đồ trả thưởng như vậy thì chúng ta sẽ làm việc là ai làm người đấy hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, mà không làm thì không hưởng. Ok không mọi người? Đó là bốn cái điểm khác biệt cơ bản nhất. Ngoài ra còn nhiều cái nữa, nhưng mà bốn cái đó là bốn cái cơ bản nhất. Và với một khách hàng khi họ đang tìm hiểu thì chúng ta nói được bốn điều đó, một cái khúc chiết ngắn gọn, thì nó sẽ là một cái mà chúng ta chốt khách rất là nhanh. Ok không mọi người? Bao nhiêu anh chị em đã xong câu hỏi số 1 rồi ạ? Mỗi câu này là câu khó nhất thì sự trả lời lâu nhất thôi, còn lại các câu khác thì nhanh. Ok không mọi người? Bao nhiêu anh chị em đã ok câu hỏi số 1 rồi?
Mọi người comment cho sự xem là mọi sự có mọi người có đang nghe không? Hay là sự đang nói một mình đấy? Ồ, không ai nghe hay như nào nhỉ? Có vấn đề gì về comment không nhỉ? mọi người không đang nghe à? Hay là vấn đề về comment như nào nhỉ? Sao sự chả thấy ai comment gì thế nhỉ? Sự đang nói mình à? Các bạn host kiểm tra xem là comment có bị khóa không? Giống như tối hôm qua cũng bị một cái là bị khóa mất cái comment. Thế là mọi người không comment được á. Quỳnh thử comment xem có được không Quỳnh? Sự đang không thấy nhận được cái hưởng ứng của ai cả đây này. Mọi người đang làm gì mà không trả lời luôn đây này. Comment rất là nhiều luôn đó chị Dự. Anh đây đã thấy mọi người comment rất là nhiều luôn nè. Hay là tại vì chị Dự đang share cái slide ấy, cho nên có thể là chị Dự không thấy được cái comment đó. Hay là chị Dự đang chơi mọi người đấy. Em thấy mọi người comment rất là nhiều. Ok Mi, nói đùa chứ mình sự mà đi nói ở đâu mà người ta không có nghe là sự không nói tiếp đâu ấy, nguyên tắc rồi đó. Mình nói mà nghe không nghe là mình không bao giờ mình nói tiếp đâu á. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta sẽ nói lại những điều này làm sao cho nó dễ hiểu nhất và ngắn gọn nhất có thể nha mọi người, đừng nói dài. Đấy là sự ở đây, sự nói để nhiều khía cạnh cho mọi người có kiến thức thôi. Còn khi chúng ta đi nói với khách mà chúng ta nói nhiều như thế là chúng ta là sẽ bị fail á. Nói mỗi thứ một vài câu ngắn gọn là ok. Nếu khách có nhu cầu mà upsell tiếp, khách có nhu cầu tiếp chúng ta sẽ lại upsell cho khách thêm một bonus, cho khách thêm một đống kiến thức nữa. Còn không thì chúng ta chỉ tóm tắt ngắn gọn 4 cái điểm khác biệt. Mỗi một điểm khác biệt, anh chị em chỉ cần 2 đến 3 câu là ok. Rồi, đó chính là cái câu hỏi đầu tiên. Xong nhé mọi người, chúng ta xong nhé mọi người. Đó là nghe chúng ta xong cái câu hỏi đầu tiên. Là như vậy chúng ta khẳng khái để chúng ta trả lời là BC không phải là công ty đa cấp. Ngoài ra, có một cái cách trả lời một cách trực quan hơn nữa. Một cách trực quan hơn nữa và rõ ràng hơn nữa để ai có thể nhìn thấy được là trên cái ứng dụng của Bộ Công Thương về cái việc mà theo dõi các công ty đa cấp hợp pháp nha mọi người. Tất nhiên là hợp pháp nhé. Tức là được Bộ Công Thương cho phép hoạt động tại Việt Nam. Thì có một cái app ở trên đó thì đã liệt kê ra là ở Việt Nam gồm những công ty đa cấp nào. Nha các anh chị. Như vậy là cái thứ nhất là chúng ta là công ty đàng hoàng là vì chúng ta có giấy phép của Bộ Công Thương và của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ok chưa? Và nhưng mà chúng ta không nằm trong cái list những cái công ty đa cấp được Bộ Công Thương cho phép hoạt động tại Việt Nam. Tìm mỏi mắt không có đâu, không có. BC không nằm trong danh mục công ty đa cấp tại Việt Nam. Ok chưa? Đó là cách trực quan nhất. Ok chưa? Đấy là một cái để chúng ta trả lời cho nó rõ ràng luôn. Thì đó chính là cái cùng lắm nữa khách mà còn chưa bị hạ màn á, chưa bị gục á, là tiếp tục bán cái thông tin đấy sang cho khách, đúng không ạ? Chứng minh luôn cho khách một cách rất là trực quan luôn. Đây chị nhìn xem đây, đây danh mục công ty đa cấp tại Việt Nam đây, làm gì có BC Solution đâu, đúng không? Ok, xong. Đó chính là cái câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sang câu hỏi thứ nhất. Bán hàng thì chúng ta sẽ phải sang Zoom bán hàng nhé. Có chị nào đó đang hỏi bán hàng thì các anh chị sang Zoom bán hàng để chúng ta hỏi nhé. Ở đây chúng ta đang hỏi, chúng ta hôm nay chúng ta nói về tuyển dụng thôi. Chúng ta nói về tuyển dụng. Ok chưa? Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi số 2 là làm BC có dễ không? Thế ở đây không biết là có ai đây có thấy BC khó không? Các anh chị, theo các anh chị nếu mà bây giờ chúng ta đi tuyển dụng mà người ta nói là làm, người ta hỏi các anh chị là làm BC có dễ không? Nếu mà mọi người bị hỏi câu hỏi đó, các anh chị nên trả lời thế nào? Đúng không ạ? Sự có thể nhờ ai đó để trả lời giúp sự được không? Có rất nhiều anh chị đại lý 3 sao ở đây luôn á. À, nói chung là ở BC có một cái mà rất hay, đó là mượn sức đồng đội, đúng không? Có anh chị nào 3 sao, các anh chị nào có thể giơ tay giúp sự để chúng ta hỗ trợ cho sự cái câu hỏi này với, đó là nếu gặp khách hàng mà người ta có hỏi chúng ta là làm BC có dễ không thì các anh chị sẽ trả lời như thế nào? Ai đây giơ tay giúp sự với? Mọi người giúp sự hỗ trợ câu hỏi này cho sự với. Các anh chị nào theo tinh thần volunteer tự nguyện
Sự có nhìn thấy rất nhiều đại lý 3 sao ở trong buổi Zoom ngày hôm nay luôn á. À đây thì có Mai Văn Bình. Có anh Mai Văn Bình. Anh Mai Văn Bình sự rất là thích nghe anh Bình và đã từng nói chuyện anh Bình rất là nhiều lần và được anh Bình hỗ trợ rất tốt cho cái những cái điều mà Lê Sự vừa mới nói mọi người. Thì là anh Sự và anh Bình đã có một cuộc nói chuyện khá là sâu về vấn đề đó. Rất nhiều thông tin Sự học hỏi từ anh Bình. Anh Bình có đang ở trong Zoom không anh Bình? Anh Bình hỗ trợ cho mọi người câu hỏi này với anh đại lý một sao anh Mai Văn Bình ấy ạ. Nhờ khó quá. Nhắn tin thì rõ là nhiệt tình. Bây giờ lên đây nhờ khó quá. À đây em đây. Rồi, bây giờ Bình. Em mở được mic chị. À đây rồi. Ôi dồi, ôi mừng quá. Bình hỗ trợ mọi người cho chị Sự với. Bình giơ tay lên giúp chị để chị Sự bật spotlight Bình lên với. Em giơ tay rồi đấy ạ. Giơ tay rồi á, sao nó không hiện chị đấy nhỉ? Các bạn host nhờ Quỳnh host Quỳnh bật spotlight của Bình lên giúp chị Sự với. Chắc giờ nó đang bị làm sao này. Bình ơi, Bình nói đi. Em nói được rồi đấy. À, vâng. Cái câu hỏi là làm BC dễ không hay là BC có phải đa cấp không hả chị? Làm BC có dễ không? Em tưởng là chị hỏi câu là BC có phải đa cấp không? Em trả lời nhanh hơn. Còn đấy xong rồi đâu nhé. Nói thì nó lắm một câu đấy. Em cần câu khác. Đấy. Làm BC dễ không thì theo em thì là dễ thì cũng có thể là đối với tùy từng người thì cũng có thể dễ, nhưng mà với những ai mà người ta có chí quyết tâm, người ta nói chung người ta chăm chỉ học thì theo như em thì nó không khó. Còn đối với một số người thì người ta không chăm chỉ học, rồi người ta chưa đủ kiến thức, xong rồi người ta không bán được hàng, người ta thấy mà chán nản thì người ta sẽ nghĩ là khó. Rồi, ok. Chị Hoa Liên không biết giơ tay chỗ nào á, chị vào cái phản ứng ở cuối, phản ứng ở dưới màn hình á. Theo okay. Em thì là mình nếu những người mới, anh chị mới vào mà cứ làm theo sự hướng dẫn của tuyến trên ấy, thì mọi thứ thì đều sẽ dễ. Em thì em cũng làm theo hướng dẫn của tuyến trên thôi, thì đầu tiên thì em mới vào thì em cũng kiểu như em một phần thì em mất tháng đầu em cũng tự tìm hiểu, kiểu như vẫn chưa tin tưởng lắm ấy, xong rồi em cũng nghĩ là đầu tiên là nghĩ là không biết là hoa hồng có được chuyển thật không đấy. Sau đến lúc mà em thấy hoa hồng được chuyển thật thì cũng tin, xong rồi đầu tiên tháng đầu em cũng chưa dám đăng gì lên Facebook cá nhân cả, em cũng kiểu như làm âm thầm không dám cho ai biết đấy. Xong rồi thấy tin tưởng rồi, xong bắt đầu em mới đăng lên trang cá nhân của mình. Thì em thấy là trong BC thì mọi thứ đều là tất cả mọi người thì mới vào thì lên làm theo tuyến trên đấy chị. Tuyến trên bảo gì thì mình cứ làm theo đấy thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Ok mọi người, chúng ta không phải là chúng ta trả lời cho các bạn đại lý ở đây đâu Quỳnh Bình. Chúng ta đặt cái cương vị là khách hàng hỏi chúng ta. Khách hàng hỏi các data hỏi làm BC có dễ không á chị? Khách hàng đúng rồi. Khi chúng ta đi tuyển dụng á. Khi chúng ta đi tuyển dụng hoặc là khi chúng ta đang muốn cho các cộng tác viên họ lên đại lý, thế những cái người như vậy mà họ hỏi chúng ta là làm BC có dễ không mình nhá, ok không? Thế nếu mà em làm BC thì theo như em thấy thì là ai cũng có thể làm được, bởi vì là trong BC có rất nhiều thành phần. Anh chị cô chú có những người thì học hết lớp 4 vẫn như chị Dung Trần Thánh Vili ấy, chị học hết lớp 4 anh chị. Thế còn không dành công nghệ chị vẫn làm được. Rồi như cô Hà 52 tuổi thì em thấy hiện tại đang là đại lý 3 sao rồi. Cô đấy thì trước là làm gì nhỉ, trồng rau nuôi lợn, nấu rượu nuôi lợn. Thì cô đấy cũng không dành công nghệ nhưng mà cũng vẫn làm được. Bây giờ thì đã lên 3 sao rồi thì em, theo em nhìn thấy thì như là đúng rồi, lên 3 sao rồi đấy chị. Thì theo em thì trong BC cũng rất nhiều thành phần, như là giảng viên, giáo viên, rồi công an, ai cũng đa số là ai cũng có thể làm được. Thì theo như em thì thế là dễ. À có câu hỏi là làm BC dễ không thì theo như em là dễ. Dễ đối với những người mà người ta có chí thì theo như em là chắc chắn là sẽ dễ thôi. Rồi ok, rồi cảm ơn Bình rất là nhiều. Cảm ơn cái sự hỗ trợ từ Bình nhá. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ok mọi người thấy chị. Câu trả lời của Bình như thế nào? Chắc chắn là ở đây là
tất cả các anh chị em đại lý ở đây là mọi người đều đang đi tuyển dụng đúng không? Và vì là mọi người đều đang đi tuyển dụng cho nên là chắc chắn là mọi người đều có cái câu trả lời rồi, là sẽ trả lời được là nó dễ hay khó. Ừ, thế nhưng mà thì sự vẫn có một cái kinh nghiệm để chúng ta có chung một cái cách để chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ phải làm thế nào mà xử lý nó tốt nhất, để làm thế nào mà làm cho khách hàng họ không bị là khách hàng họ không có bị là cảm thấy nghe giống như lừa đảo quá. Nếu như mình nói với người ta làm dễ lắm ấy, thì người ta sẽ nghĩ ngay rằng là kiểu thế đúng không? Hoặc nếu mình mà nói người ta thế nọ thế kia, nếu mà nói là khó thì người ta lại nghĩ là mình không làm được đâu đúng không? Đó thì để làm thế nào, để làm thế nào mà chúng ta trả lời câu hỏi này cho nó rốt ráo, làm thế nào? Thế thì chúng ta sẽ phải vẫn là cái câu thần chú đầu tiên là sự đồng cảm nha các anh chị. Đầu tiên vẫn phải là sự đồng cảm chúng ta dành cho khách hàng. Đừng có ai mà khách hàng vừa kêu nói khó cái là ngay đầu phủ đầu người ta, là chê người ta thế nào. Không bao giờ như thế hết ạ. Khách hàng luôn đúng nha các anh chị. Luôn nhớ là khách hàng luôn đúng. Và việc của chúng ta là đồng cảm với những cái băn khoăn của khách, những cái lo lắng của khách. Đầu tiên phải là như vậy. Thế sau khi mà chúng ta sẽ nói đấy xong á, có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ nói như này này, là ngày xưa em cũng thấy thế đó. Ý đồng cảm nó là như vậy. Em cũng nghĩ là nó rất là khó. Em cũng nghĩ là em chưa bao giờ đi kinh doanh cả, nên em nghĩ là em bây giờ không biết là bây giờ đi kinh doanh như nào. Rồi bây giờ em nghe nói là đi học suốt ngày, thế biết có học không, rồi kiểu vậy. Thế rồi thì sản phẩm không có trong tay, không biết làm nào mà bán. Đó, mình hãy tiếp tục nói ra để thấy rằng khách hàng họ cũng thấy là à, con bé này người xưa nó cũng thế, thế mà bây giờ nó làm được, đúng không? Rồi, đó là một cái đầu tiên nhá anh chị. Rồi, khi mà chúng ta gặp khách hàng á, chúng ta cần phải có hai cái đối tượng khách hàng khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ phân loại về hai đối tượng khách hàng khác nhau, chúng ta sẽ phải có cách ứng xử nó khác nhau. Nếu như những khách hàng mà có data nó khác, đúng không ạ? Khách hàng là data thì họ hỏi chúng ta phải trả lời khác. Còn nếu khách hàng nó là mối quan hệ của chúng ta, tức là từ những mối quan hệ ấm và nóng, thì chúng ta sẽ có cách trả lời khác. Chúng ta không thể dùng một câu trả lời cho tất cả các khách hàng được, ok không ạ? Ví dụ như Sự chẳng hạn, những cái người mà đã là mối quan hệ của Sự là những đối tác trước đây, là những người em, những người bạn trước đây, Sự là giải thích mà làm cái gì, nó một câu ngắn gọn thôi, đúng không? Chị được, chị là đủ rồi, chị làm đảm bảo là ok rồi, đừng có hỏi nhiều nữa, chị bảo được là được, đừng có hỏi nhiều, chị bảo gì làm đấy. Thế đấy là khách của mình, người quen của mình, người thân của mình. Nhưng mà data người ta đâu có nghe thế, đúng không ạ? Với data thì chúng ta sẽ phải nói kiểu khác, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải, với data chúng ta sẽ phải phân tích cho họ thấy được những cái mà BC có thể hỗ trợ được cho khách. Nó hơn những cái truyền thống ở đâu, đúng không ạ? Nó hơn kinh doanh online truyền thống ở đâu, đúng không ạ? Ở BC có những công cụ nào có thể giúp cho khách? Ví dụ như khách họ nói là họ không biết bán hàng thì sao, đúng không ạ? Nếu như khách họ nói là họ không có kinh nghiệm để lên Facebook thì mình phải trả lời thế nào, đúng không ạ? Thì mình biết là BC hỗ trợ cái gì. Thế nếu như họ nói là họ không có tiền để họ nhập hàng, đúng không ạ? Thế rồi nếu như họ nói là bây giờ mà khách hàng không, mình không ship hàng thì làm thế nào có lòng tin. Tóm lại là thay vì chúng ta trả lời nó dễ hay không dễ, thì chúng ta sẽ quay về cái câu chuyện là BC hỗ trợ những gì cho khách hàng. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ phải làm cho khách hàng hiểu được rằng kinh doanh ở BC là đã được tối giản hóa tất cả các khâu và được hỗ trợ một cách đầy đủ, hỗ trợ một cách rất là lâu bền, rất là từ nhiều phía, từ BC, và làm cho khách hàng yên tâm một điều rằng là luôn luôn có người đồng hành, luôn luôn có người hỗ trợ. Thì từ cái câu chuyện là lúc đấy người ta sẽ không nghĩ đến chuyện khó hay dễ nữa, mà người ta sẽ nghĩ rằng là có người đồng hành với mình thì việc gì mình cũng làm được, ok không mọi người? Cho nên là nếu khách hàng là mối quan hệ, chúng ta sẽ trả lời giống như là các anh chị em, đa số các anh chị em trả lời, đúng không ạ? Thế nhưng nếu như là data, thì thay vì trả lời đúng vào câu hỏi của họ, chúng ta sẽ phải dẫn dắt họ đến một cái nơi mà chúng ta muốn họ tới, đến một những cái thông tin mà mình muốn họ tiếp cận. Đó là những cái ưu việt mà BC có thể hỗ trợ cho khách. Ok không mọi người? Mình sẽ nói cho khách một cách đơn giản thôi, là nếu như các anh chị đi kinh doanh ở BC, nếu là một người đi bán lẻ, thì các anh chị sẽ được BC hỗ trợ những gì, và các anh chị chỉ phải làm những việc gì thôi. Chúng ta sẽ so sánh là vậy nếu mà các anh chị tự đi kinh doanh bên ngoài thì làm sao? Các anh chị sẽ phải làm những việc gì?
Vậy bên ngoài quá vất vả, còn vào BC thì sao? Tối giản hóa hết rồi, bỏ hết những khâu đấy rồi và chỉ còn một cái khâu rất là ngắn thôi, đó là có khách hàng thì tư vấn và chốt đơn, còn lại BC lo, đúng không ạ? Vậy từ cái chỗ là khó hay dễ, có phải là chúng ta đã hướng tới cho khách hàng hiểu hơn về cái công việc này nó như thế nào, có đúng không mọi người? Đúng không ạ? Thì cái một trong những cái nghệ thuật để chúng ta nói chuyện với khách là chúng ta không được bị cuốn theo cái câu hỏi của khách. Mà cái cách chúng ta trả lời là chúng ta phải luôn luôn ở thế bên trên của khách. Chúng ta luôn ở thế trên. Chúng ta là người định hướng cái câu chuyện, chứ không phải là chúng ta là người phải đi trả lời khách. Không phải chúng ta là họ là người hỏi và chúng ta là người trả lời. Mà chúng ta là người hướng họ tới cái điều mà chúng ta mong muốn họ nhận được. Thì để chúng ta có được cái kỹ năng đó, cái bản lĩnh đó khi chúng ta giao tiếp với khách hàng, thì chúng ta sẽ phải là một người am hiểu về cái công việc này. Ok không mọi người? Cho nên chỗ này nhé, câu hỏi năng cũng thế, nghệ thuật chung, cái keyword chung của chúng ta, kỹ năng chung nó phải là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp phải những cái thì chúng ta không được để mình cuốn theo khách. Mình sẽ vẫn là cách, vẫn là trả lời câu hỏi thôi, nhưng chúng ta sẽ trả lời theo cái cách mà chúng ta muốn họ tới, chứ không phải là trả lời theo cách là họ muốn biết, họ biết cái này nhưng chúng ta trả lời thông qua cái khác. Tức là chúng ta trả lời một cách gián tiếp bằng chính những cái mà BC đang có. Thì đấy là một cái cách mà trả lời để tạo ra được một cái điều là mình, thứ nhất là mình không bị mất thế khi mình nói chuyện với khách. Thứ hai là làm cho khách họ cảm thấy rất là tin tưởng, họ lại được cung cấp rất là nhiều thông tin. Và tự thân họ là người đưa ra cái câu trả lời là dễ hay khó, chứ không phải chúng ta là người nói dễ là dễ mà nói khó là khó. Ok không mọi người? Đừng bắt khách hàng là áp đặt theo cái suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta nên là người cung cấp thông tin cho khách. Và sau khi chúng ta cung cấp thông tin cho khách thì chính khách hàng sẽ là người đưa ra được câu trả lời dễ hay khó. Và tốt nhất là phải làm thế nào mà cái thông tin chúng ta cung cấp phải là thông tin đắc lực để làm cho họ tin tưởng rằng họ có thể làm được. Thì khi đó, đó là một điều hết sức quan trọng, đúng không mọi người? Cho nên là như các anh chị đi học thì các anh chị đều biết là một trong những cái chìa khóa của một người làm thành công ở BC đó là vững về quan niệm. Mà muốn vững về quan niệm, muốn có quan niệm đúng ấy, thì người ta phải có được kiến thức, phải có được thông tin. Cho nên là chúng ta sẽ phải làm thế nào mà định hướng cái quan niệm cho người ta, xây dựng cái quan niệm cho người ta từ những cái thông tin mà chúng ta cung cấp. Nha các anh chị, chúng ta không đi trả lời câu hỏi mà chúng ta cung cấp thông tin để giúp khách tự trả lời câu hỏi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm cho khách yên tâm khi mà người ta có hỏi, có vặn vẹo, vặn kệ vặn. Mình không phải xoắn, đấy chứ? Mình là người đi cho cơ hội mà. Mình là người làm sao mình phải xoắn theo người ta. Ok không mọi người? Thì đó chính là chúng ta sẽ phải làm thế nào chúng ta làm chủ cuộc chơi nhá. Đừng có để khách dắt mũi mình nhá. Đừng có để khách là cầm một cái dây thòng lọng và kéo chúng ta đi, là thích nơi nào là khách kéo đâu là phải đi theo đấy. Không. Chị hỏi là việc của chị, nhưng người định hướng câu chuyện này sẽ là em. Đúng không mọi người? Rồi, đó là câu hỏi số 2. Không biết là bao nhiêu anh chị em có thỏa mãn với câu trả lời đấy không, nhưng mà cách chung mà chúng ta để chúng ta không bị cuốn vào hoặc là chúng ta không rơi vào cái ngõ cụt khi mà chúng ta tranh cãi với khách, là thay vì chúng ta nói những cái thứ mà chúng ta không biết thì chúng ta nên nói những thứ chúng ta biết. Cái gì chúng ta biết thì chúng ta rất tự tin, đúng không ạ? Thì chúng ta biết về cái gì BC thì chúng ta ok, chúng ta biết quá nhiều, chắc chắn chúng ta biết nhiều hơn họ. Thì chúng ta hãy nói về những thứ mà chúng ta biết, những thứ mà BC có, những thứ mà có thể tạo lòng tin cho khách hàng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi. Ok mọi người, rồi. Đúng rồi, chị hỏi là việc của chị, trả lời là việc của em, đúng không? Chứ không phải là em ngồi đêm đi trả lời cho chị. Dễ hay khó phải là người, chị là người làm chị mới trả lời chứ, em có làm đâu mới trả lời. Em luôn thấy dễ, thế nhưng chị kêu khó thì làm sao? Vậy khó hay dễ phải là trên nền tảng thông tin chúng ta đưa ra thì tự khách hàng họ sẽ trả lời được là dễ hay khó. Ok không mọi người? Rồi. Tóm lại là chúng ta không có đôi co với khách, chúng ta không có trả treo với khách, và chúng ta không phải là ăn miếng trả miếng với khách làm gì à? Không, chúng ta vẫn phải là người chủ động nắm vững cái cuộc chơi này, chúng ta phải lái họ đi theo cách mà chúng ta đang làm. Đó là câu hỏi số 2. Không biết là có bao nhiêu anh chị em có nhận được cái gì từ câu hỏi này không, nhưng mà mọi người mỗi người sẽ có một cái phong thái, một cái style hay là một cái nghệ thuật, nên một cái level khác nhau khi chúng ta giao tiếp. Thế nhưng mà cho dù là thế nào đi chăng nữa thì cái việc quan trọng vẫn phải là làm cho khách tin tưởng thôi. Làm thế nào để khách tin tưởng vào công ty, làm thế nào để khách tin tưởng rằng họ có cơ hội ở BC. Thì đấy là mục đích của chúng ta là như vậy, đúng không ạ? Cách gì thì cách, nói thế nào thì nói, nhưng cái cuối cùng vẫn phải là làm cho khách tin tưởng vào BC.
làm cho khách tin tưởng rằng họ có thể thành công ở BC, thì đấy là mới là mục đích của chúng ta, chứ không phải mục đích của chúng ta là đi dễ hay khó hay là thắng khách hàng. Không phải chúng ta trả lời thắng khách hàng thì chúng ta sẽ không phải đâu, không phải chúng ta thắng khách hàng thì họ sẽ tin cho ta, không phải thắng. Nhưng mà nếu họ cảm thấy là thắng là do chúng ta cứ tay đôi với người ta, người ta không có thuyết phục đâu, đúng không ạ? Thì thắng bằng cái cách là chúng ta để cho họ tự giải quyết vấn đề. Ok không mọi người? Thì đó chính là cái kinh nghiệm và sự trong cái quá trình mà sự tuyển dụng thì sự thấy nó là như thế. Chia sẻ thêm với các anh chị em một số những cái kiểu xảo như thế nhá mọi người. Rồi đó là cái câu hỏi số 2. Mới có 2 câu thôi, bây giờ đã là 9 rưỡi rồi, giờ làm nào? Còn 8 câu còn lại làm nào mọi người? Câu tiếp theo đó là câu số 3 là tại sao phải ký quỹ. Có rất nhiều anh chị em là nói là tại sao phải ký quỹ, đúng không? Cái này rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Mọi người có biết là alpha lipid ký quỹ bao nhiêu không ạ? 20 triệu. Mọi người biết sữa alpha lipid không ạ? Sữa non á. Ký quỹ 20 triệu nha. Đi xe ký quỹ bao nhiêu? 2 triệu rưỡi. Quá bèo, đúng không? Thế ký quỹ để làm cái gì? À, thế nếu mà bây giờ không ký quỹ, sợ trường hợp nếu không ký quỹ nhá, thì sao? Nếu không ký quỹ thì sao? Thế có phải là một khách hàng nào đó đến một ngày đẹp rời, họ mua sản phẩm của các anh chị, sau đó họ tìm hiểu là làm đại lý được chiết khấu 30-45%, đúng không? Họ hiểu ra cái điều này, họ hỏi các anh chị là thế nếu bây giờ chị làm đại lý để chị được hưởng cái điều đó có được không? Thế lúc đấy các anh chị có trả lời không với người ta được không? Đúng không? Người ta chỉ vào đây, người ta chỉ để mua hàng tiêu dùng thôi, người ta không có ý định kinh doanh gì hết, đúng không ạ? Nhưng người ta thấy là không có điều kiện ràng buộc gì cả. Thế nếu mà là sự, nếu mà là các anh chị có muốn là đi mua hàng bán lẻ về dùng, về xài mà lại được chiết khấu 30% không? Có mà làm luôn làm ngay còn gì nữa, đúng không? Lại trả mất 2 triệu rưỡi, đúng không? Vậy nếu không có cái khoản ký quỹ này thì có phải giữa chúng ta và khách hàng là như nhau không? Vậy chúng ta làm đại lý làm gì? Chúng ta làm đại lý chúng ta đi bán hàng, rồi chúng ta cấp mã đại lý cho người ta thì người ta vào người ta cũng sẽ mua hàng về xài. Thế chúng ta làm gì đây bây giờ? Không còn gì để làm, đúng không? Cho nên là phải ký quỹ, đúng không ạ? À, tất nhiên ký quỹ để làm gì mọi người? Ký quỹ là để đảm bảo tư cách đại lý, tư cách đối tác chính thức của công ty, đúng không ạ? Tôi là đối tác chính thức của công ty. Nếu tôi có những cái sự gây ra những cái tổn thất nào cho công ty thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Và nếu công ty mà gây ra những tổn thất nào cho tôi thì tôi có quyền yêu cầu công ty chịu trách nhiệm. Vì phải là đối tác thì mới có thể trao quyền lợi được, đúng không ạ? Còn nếu không đối tác, tôi biết đằng nào mà tôi làm, phải không ạ? Vậy cái ký quỹ đó là để đảm bảo rằng chúng ta là người làm việc với BC, chứ không phải chúng ta là từ một bên thứ ba nào đó nhảy vào đây và phá BC với mục đích xấu. Ok không mọi người? Cho nên ký quỹ, đúng không ạ? Mà các anh chị biết gì không? May mắn cho các anh chị là các anh chị đang được đại lý của BC rồi. Thời gian tới đây, các anh chị biết một cái thông tin mới ra là gì không? Tổng số data mà các đại lý đăng ký là 4.000 data mỗi ngày. Nhưng hệ thống marketing, hệ thống IT của công ty chỉ có thể kiếm được mỗi một ngày tối đa là 1.000 data. Và vì thế, đăng ký 20 về 4 cháu, đúng không? Sự đăng ký mỗi ngày là 20 cháu nhưng data chỉ về có 4 cháu thôi. Và những anh chị nào mà đăng ký 5 data thì xác định luôn là 1 cháu về. Ok không mọi người? Là vì data đang rất khan hiếm. Chuyện gì nó xảy ra về mọi người? Hệ thống đại lý đang bùng nổ. Và với đà này của BC thì các anh chị biết tháng vừa rồi bao nhiêu không ạ? À, tháng vừa rồi là 3.620 user. Trong đó có 1.270 đại lý. Trong một tháng 8 vừa rồi thôi mà con số đại lý và con số user nó kinh khủng như vậy. Vì thế tới đây sẽ không còn ưu đãi cho việc tuyển dụng, mà công ty sẽ chú tâm sang câu chuyện là thúc đẩy doanh số bán hàng, chứ không phải là tuyển dụng nữa. Vậy chúc mừng các anh chị là các anh chị đang ngồi trong cái phòng Zoom này, và các anh chị chỉ phải trả có 2 triệu rưỡi tiền ký quỹ thôi. Còn nếu sau này, sau khi cái chính sách ưu đãi này kết thúc, con số không phải là 5 triệu nha các anh chị. Không phải là 5 triệu đâu. Con số nó có thể gấp 4 lần của 2 triệu rưỡi. Vậy việc tuyển dụng của chúng ta có phải trở nên rất khó khăn hơn không? Vô cùng khó khăn nha các anh chị. 2 triệu rưỡi bây giờ ở đây nó còn quẹo hết lưỡi, còn chả chốt được, đúng không? Bây giờ mà làm lên 50 triệu một đại lý thì chỉ có những người nào thực sự quyết tâm, thực sự
định làm đến nơi đến chốn đi BC thì người ta mới dám bỏ ra 10 triệu và phải là những người có tiềm lực, thực lực người ta mới làm với BC được. Còn những cái người mà 499.000 cũng mà chị ơi 300.000 có được không ấy, không làm được ở BC trong cái giai đoạn tới đâu. Cho nên chúng ta thật sự là chúng ta đã rất may mắn vì chúng ta đã là đại lý nha các anh chị. Ký quỹ là tất yếu và các nơi khác ký quỹ gấp hàng chục lần của BC chúng ta. BC quá là nhân văn nha các anh chị. BC là cái mô hình mà người nghèo cũng có cơ hội để thành công. Nhưng các công ty khác để được làm đại lý của người ta 20 triệu, đúng không ạ? 50 triệu mới được trở thành thành viên cơ các anh chị. Ok không ạ? Thế mà vẫn có nhiều anh chị vào đây là 499.000 một khóa học vẫn còn thắc mắc tại sao công ty không training free mà công ty lại còn thu tiền khóa học, đúng không ạ? Thôi, BC tới đây sẽ không dành cho những người có câu cái câu hỏi như vậy nữa đâu. Vậy không mọi người, đó là câu hỏi số 3. Chúng ta đi nhanh nhé, không ngồi bác anh chị ngồi đến 12 giờ mất này. Anh chị cho lên sự đến mấy giờ? Đến mấy giờ là chúng ta sẽ phải out room, anh chị cho sự một cái deadline xem nào. Một cái dead time xem nào. Một cái dead time để sự có một cái sự căn giờ cho nó chuẩn này. Cái tình hình này là nói chuyện này biết giờ mới hết này. Nhiều lắm các anh chị. Để nói những câu này nó hay lắm, nó nhiều thứ để nói với các anh chị lắm, nhưng mà thôi, thời gian chúng ta có hạn nên là chúng ta sẽ nói đến tiếp. Có nhiều người comment đến 1 giờ, 24 giờ. Trời ơi. Anh chị sẽ là những người ngôi sao cực kỳ sáng ở BC bởi vì cái khao khát của các anh chị, cái tinh thần của các anh chị nó quá tuyệt vời đi. Chỉ cần 50% thôi, anh chị có cái đó là 50% thành công rồi. Chưa cần biết các anh chị kỹ năng đến đâu hay là thế nọ thế kia, profile cá nhân như thế nào, làm video hay live stream làm sao, chưa cần biết. Chỉ cần các anh chị có được cái tinh thần đấy thôi là 50% thành công. Chúc mừng cho những anh chị nào mà comment con số 24 giờ nhé. Ok rồi, trời đang mưa cho sự đóng cánh cửa nhé, đỡ ồn nhé. Rồi, ok, chúng ta lại quay trở lại. Ok, sự xem là ngắn gọn nhé. Nếu mà có hơi dài dòng thì mọi người sorry. Ủa, sau khi sự nói một cái thế là lại có thêm mấy con số 24 nó xuất hiện đây này. Ok, các anh chị, tinh thần là điều quan trọng nhất. Tư tưởng không thông thì mang bí đông không nổi, đúng không? Nhưng một khi mà đã quyết tâm rồi, đừng có hỏi, đúng không? Một khi mà chị đã máu thì đừng hỏi là bố cháu là ai, đúng không? Cái đấy là rất là hay đấy các chị. Tinh thần là rất là quan trọng luôn á. Rồi, ok mọi người. Rồi, rồi chúng ta sang câu hỏi thứ 3. Câu hỏi số 4 là data center là gì? Data center là gì thì mà những người nào mà hỏi câu này chứ là những người vừa mới vào thôi. Data center là gì? Là kho dữ liệu khách hàng của công ty có được bằng cách là công ty bỏ tiền ra chạy quảng cáo trên các cái nền tảng internet, ví dụ Google, TikTok, Zalo, Facebook, YouTube, Dân Trí, VnExpress, Thanh Niên, Pháp Luật, BNews, tóm lại ở đâu mà BC chạy quảng cáo. Được chưa ạ? Sau đó khách hàng họ vào đó, họ quan tâm đến sản phẩm hay quan tâm đến việc hợp tác với BC, bộ phận marketing của công ty sẽ thu thập cái dữ liệu đó và tạo thành cái gọi là cái data center, tức là kho dữ liệu khách hàng của BC Solution. Cái data center này dùng làm gì? À, đó là cái giải pháp cho những đại lý nào mà đang muốn, một là đang bế tắc trong cái câu chuyện là bán hàng thông qua mối quan hệ, bao gồm bán hai thứ là bán hàng hóa hữu hình ở trên BC và bán cái cơ hội công việc trên BC, bế tắc, được chưa? Và hai là những đại lý nào muốn đẩy nhanh tốc độ kinh doanh lên thì có thể sử dụng cái data center. Ví dụ như sự không bế tắc trong mối quan hệ, sự vẫn có thể bán lẻ bình thường, sự vẫn tuyển dụng bình thường, nhưng vì sự muốn đẩy nhanh cái tốc độ kinh doanh của mình lên thì ngoài cái kênh là tuyển dụng và bán hàng thông qua mối quan hệ, sự còn mua data của công ty, data center. Về cơ bản nó là như vậy. Như sự đó lúc nãy, mỗi một ngày hệ thống đại lý của BC đăng ký là 4.000 data. 4.000 data được đăng ký, nhưng công ty chỉ có thể cung cấp được có 700 cho đến 1.000 data. Được chưa? À, và vì thế cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái câu chuyện đó là tức là mỗi một ngày mỗi một người ta chỉ đăng ký đến công ty chỉ có từ 700 đến 1.000 thôi. Mà cái nhu cầu mua data thì là lên đến 4.000, có nghĩa là gì mọi người? À, cầu nó vượt quá cung. Thế nhưng mà công ty có tăng giá data không mọi người? Theo quy luật của kinh tế thị trường thì là gì? Cầu mà cao mà cung mà thấp thì giá nó sẽ
tăng. Thế nhưng BC đã tăng chưa? Chưa tăng. Cho nên chúc mừng các anh chị. Các anh chị đang được kinh doanh trong một môi trường cực kỳ nhân văn, đúng không ạ? Chúng ta không có nói hai lời. 45.000 một data là 45.000 một data. Cho dù là nó có khan hiếm hơn thì chúng ta vẫn lấy con 45.000 thôi. Cho nên các anh chị đừng có vào đây mà nói rằng data đắt nữa nhá. Các anh chị thử ra ngoài chạy Google mà xem, mỗi một ngày 10 triệu nha các anh chị. Chạy một cái quảng cáo cho một cái fanpage á, 10 triệu một ngày thì mới có đơn hàng. Còn nếu mà lèo tèo có đơn hàng đâu các anh chị, đúng không ạ? À, chạy 3 triệu là nó đưa ra được 3 khách hàng thôi mọi người. Có khi 4 triệu mà nó thấy mà mình tăng tiền lên cho một keyword đấy á, nó cũng chỉ đưa ra được 5 khách hàng thôi mọi người, chứ không phải là tăng tiền gấp đôi thì nó đưa lên gấp đôi số khách hàng đâu. Ở bên ngoài cái câu chuyện quảng cáo cực kỳ khốc liệt, và ở BC của chúng ta vẫn khốc liệt như thế, nhưng công ty không có làm giá với các anh chị, công ty vẫn để cho các anh chị với giá là 45.000. Nói thêm một thông tin như vậy để các anh chị yên tâm là data center của công ty của chúng ta là một cái kho data cực kỳ là chất lượng. Không phải là chúng ta lấy một cái data ảo đó, số điện thoại ảo của những cái người mà có thể là vừa gọi điện BC phát là dập máy, không phải. Mà là đó là những người có nhu cầu mua hàng hoặc nhu cầu làm việc tại BC. Họ đã chủ động để lại thông tin và công ty, bộ phận marketing của công ty sẽ thu thập lại, tạo thành cái gọi là data center hay là kho dữ liệu khách hàng của công ty. Chúng ta hiểu Việt hóa nó là như vậy. Ok chưa? Vấn đề số 4, vấn đề số 5. Sản phẩm có chất lượng không? Để trả lời câu hỏi là sản phẩm có chất lượng không thì chúng ta hoa hồng nó như thế nào? Chúng ta sản giá sản phẩm có cao hơn thị trường hay không? Tiêu chí sợ lựa chọn sản phẩm là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi là dropship là gì? Được chưa? Chúng ta trả lời xong dropship là chúng ta sẽ có câu trả lời cho các câu còn lại. Ok chưa mọi người? Rồi, ok. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn các anh chị. 50.000 á? À? Em tưởng 45.000. Thật ra là sự mua chứ sự chẳng biết là có bao nhiêu data đổ vào tài khoản của mình đâu. Đại loại là không biết là trong ví mình có bao nhiêu tiền, sự là người như thế nên không quan tâm lắm. Ok mọi người, nghe nói thế chị cũng tưởng thế, chị cũng không biết. Rồi câu hỏi tiếp theo là dropship là gì? Dropship là gì mọi người? Ở đây dropship là bây giờ phải nhớ út mi trả lời. Mi nhớ út mi nói cho anh chị em một cái dropship là gì. Mi nói câu này cực kỳ hay bởi vì sự đã từng nghe mi nói rồi, nhờ mi hỗ trợ cho sự chỗ này với. Ôi trời ơi, không ngờ là chị Thử con còn biết là mình đang ở trong Zoom hả? Như vậy là mình phát hiện là lúc nãy là chị Sự đang gọi là lừa chị em mình rồi. Lúc nãy là chị em mình comment quá trời quá đất mà chị Sự kêu là không thấy comment. Thế là chị Thử là gọi là đang muốn mọi người phải comment thật nhiều đúng không ạ? Ok, chứ là ở chỗ này nếu mà chị Sự cần mình hỗ trợ thì mình cũng chia sẻ một chút theo mình biết thôi. Tại vì cái câu hỏi, cái dropship thì là mình cũng được nghe các anh chị chia sẻ lại. À, và thật ra nó cũng đơn giản á cả nhà, nó cũng không phải là nó cũng không có phức tạp đâu ha. Thì ở đây chúng ta cũng chia sẻ một chút xíu để chị Tự có thể nghỉ ngơi một chút đúng không? Chị Tự này nói rất là nhiều rồi, rất là thương chị. Thì cái phần dropship này thì mọi người có hiểu đơn giản là nếu như mà bình thường á mình nếu như mà như truyền thống đi cả nhà, mình thấy nó sẽ trải qua rất là nhiều khâu á cả nhà. Ví dụ như là mình sẽ để mà đưa một cái sản phẩm ở nhà máy đến được một cái cửa hàng tạp hóa mà mình đến mình mua ấy, hoặc là như thông thường á các anh chị đến những cái cửa hàng ấy thì chúng ta phải có sự vận chuyển đúng không ạ? Có những cái đại lý, họ là những cái đại lý mà thông thường theo truyền thống là mình sẽ nhập hàng ấy, thì họ có những cái đại lý cấp giống như là tổng đại lý chẳng hạn, là đại lý khu vực Bắc Trung Nam ba vùng thì có ba cái kho tổng, thì cái người mà họ kinh doanh ở ba cái khu vực đó thì họ sẽ là phụ trách cái thị trường đó đúng không ạ? Thì họ sẽ có một cái kho rất là lớn ở một cái khu vực Bắc Trung Nam, sau đó nữa thì họ sẽ chuyển về ở huyện. Thì những cái người mà họ phát triển ở cái huyện đấy thì họ lại có một cái kho hàng ở huyện, rồi lại chuyển về các xã, rồi chuyển về cửa hàng tạp hóa. Nhưng mà để cứ qua mỗi khâu như vậy thì cả nhà mình biết rằng là chúng ta sẽ có những cái chi phí đúng không ạ? Chi phí về kho bãi nè đúng không ạ? Chi phí về vận chuyển, chi phí nhân công để người ta làm việc, và cả lợi nhuận của cái người mà người ta đã bỏ vốn ra để người ta làm nữa. Thì thông thường cứ qua mỗi khâu như vậy trung bình nó khoảng tầm 3-4 khâu gì đó, thì mình sẽ cứ qua một khâu như vậy là mình sẽ có một cái khoản chi phí phát sinh cùng với cái lợi nhuận để người ta kinh doanh. Thì chúng ta sẽ đổn lên, không ra đổn các anh chị, mà đó là cái chi phí bắt buộc rồi. Thì thông thường là nó khoảng tầm 60-70% là trung bình, nhưng thật ra có những cái dòng sản phẩm này nó còn nhiều hơn đó các anh chị, mà nó là cái chi phí mà đúng không ạ? Thì giờ nó sẽ dao động khoảng 60-70%, cho nên là cái giá mà các anh chị mua ấy, là mình mua luôn cả cái chi phí để mình đến được tay của mình, gồm có cả chi phí về quảng cáo và marketing nữa. Chứ không chỉ là những cái chi phí mà mình vận chuyển để nó đến tay của mình không, đúng không ạ? Những cái nói chung tất cả các chi phí luôn các anh chị, cộng với chi phí sản xuất về thủ tục rồi pháp lý rồi mọi thứ, là tất cả các chi phí phát sinh để mà đưa được đến sản phẩm cho các anh chị thì mình đều tính hết.
thì chúng ta có rất là nhiều khâu, và thường thường là cái chi phí của mình nó khá là nhiều đúng không ạ? Thì đã đến với cái người kinh doanh á, thông thường là các anh chị mình sẽ cái người khách hàng họ mua ra trả hết cái chi phí đó. Và nếu như các anh chị là một trong những cái mắt xích đó đúng không ạ? Nếu như các anh chị là một cái người tham gia kinh doanh trong một cái gọi là trong cái chuỗi đó, chúng ta có một vài cái đoạn đúng không ạ? Thì các anh chị vào đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba thì mình chỉ là một phần thôi. Và thông thường cái người kinh doanh thì mình sẽ chia ra đúng không ạ? Chia cái khoản ra. Ví dụ như có 4 khâu thì cái khoản mà từ 60 đến 70% nó chia cho 4 phần thì mỗi anh chị một phần. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì cái mô hình VSAY nó sẽ rất là thông minh ở chỗ là mình sẽ gần như là hàng của mình. Thì các anh chị biết là khi mà mình order một cái đơn hàng ở cái địa chỉ ở nhà của mình thì hàng của mình sẽ đi ngay từ kho của nhà cung cấp, và thông qua cái hệ thống giao nhận của hàng Giao Hàng Tiết Kiệm thì mình sẽ đi đơn trực tiếp luôn các anh chị, và mình chỉ tốn cái phí ship thôi. Và với cái hệ thống logistics hiện tại mình phát triển ấy, thì những cái đơn hàng như vậy mình chỉ tốn một cái phí ship là khoảng vài chục nghìn thôi. Nhưng mà mình không cần phải tốn cái chi phí đầu tư về kho bãi. Sản phẩm thì đi trực tiếp từ kho của nhà cung cấp, ví dụ là những cái sản phẩm mình nhập khẩu ở nước ngoài về thì mình chỉ nhập cảng ở quận 2 đúng không, ở cái lái, sau đó mình về kho của nhà cung cấp, sau đó thì từ cái kho đó cái bên đơn vị nhận hàng giao hàng, ví dụ Giao Hàng Tiết Kiệm hay là những cái đơn vị khác họ đến kho của mình và đi giao đến tay của các anh chị luôn. Thì gần như là chúng ta không còn khâu gì khác. Và ở PC thì chúng ta cũng không có PR, không có truyền thông gì quá nhiều, mà nó sẽ thông qua cái việc là chính các anh chị là cái người mà tiêu dùng xong, các anh chị cảm thấy sản phẩm nó chất lượng và các anh chị hiểu rõ về sản phẩm đó, thì sau đó các anh chị chia sẻ cho người khác. Thì gần như là chi phí marketing là không, nếu như nhà cung cấp họ muốn đầu tư thọ đầu tư, còn nếu không thì là cái sản phẩm của mình sẽ được giới thiệu, được PR, được quảng cáo từ chính những người đang tiêu dùng, thì mình sẽ không tốn chi phí vào đầu tư quảng cáo này, không tốn đầu tư về kho bãi vận chuyển luôn ạ. Thì gần như cái khoản chiết khấu đó nó sẽ chuyển toàn bộ về cho những anh chị là người đi kinh doanh. Giống như ở BSAY thì chúng ta đại lý kết nối, thì làm sao để sản phẩm đến được tay khách hàng thì mình đi đường tắt các anh chị, giống như mình được lấy một cái đơn hàng bán lẻ thôi, mình được lấy từ nhà cung cấp, mình gọi là mua sỉ từng cái đơn hàng như vậy, và chúng ta lại bán cho khách hàng, và chính các anh chị là cái người mà mình nhận chọn cái khoản chiết khấu. Giống như nếu như kinh doanh truyền thống á, thì các anh chị chia làm 4, nếu như các anh chị là đại lý tổng, đại lý vùng, đại lý bán lẻ đúng không ạ, thì chúng ta chỉ nhận được khoảng 10 đến 15 thôi. Thì bây giờ thì gồm như tất cả các khâu đó nó quy về gom hết cho các anh chị luôn đúng không ạ. Thì các anh chị bao luôn cái khâu là cho khách hàng biết rồi tư vấn khách hàng đúng không ạ, để mà kết nối cái khách hàng đó với nhà cung cấp chỉ qua không qua một khâu duy nhất thôi, đó chính là các anh chị. Cho nên là mình sẽ có là gì, mình sẽ nhận chọn cái mức chiết khấu đó, tại vì mình đã cắt giảm hết tất cả những khâu trung gian rồi, đó chính là cái mô hình dropship. Thì đó là theo cái góc nhìn của My với cả nhà, theo cách mà mình hiểu đơn giản như vậy ha. Còn thật ra My cũng không có phải chuyên về kinh tế hoặc là không có nhiều cái kiến thức vĩ mô để mà chia sẻ về gọi là chuyên môn, nhưng mà nếu như mình hiểu về dropship thì My sẽ hiểu như vậy, thì để My chia sẻ. Thì không biết là cả nhà mình ok không ạ? Rồi ok, chắc là My sẽ chuyển lại cho chị Sự nha. Mình chị Sự cảm ơn My. Ok. Ok My, rồi cảm ơn My rất là nhiều. Rồi ok, như thế là anh chị em ok hết rồi đúng không? Đúng không? Thay vì cái việc là hàng hóa phải đi qua rất là nhiều khâu trung gian thì ở đây là hàng hóa đi trực tiếp từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng, gọi là dropship hết. Ok, ta có thể nôm na hóa cái như thế, nó là như vậy. Vậy nếu dropship thì sản phẩm có chất lượng không? Đúng không ạ? BSAY theo mô hình dropship sản phẩm có chất lượng không? Thế nếu bây giờ mà nếu dropship thì có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là hàng nó không ở tay đại lý. Đúng không ạ? Hàng nó đi từ BSAY đến tay của khách hàng. Vậy cái hàng hóa mà đến từ BSAY đến tay khách hàng như vậy, để cho cái đơn hàng nó tiếp tục đơn hàng, khách hàng tiếp tục khách hàng, thì liệu BSAY có thể lựa chọn những cái sản phẩm kém chất lượng không ạ? Rõ ràng là không, đúng không ạ? À, thế thì BSAY chỉ đối tác với những nhà cung cấp nào, với những nhà sản xuất nào mà đảm bảo được những cái tiêu chí, bao gồm tiêu chí về gì? Thứ nhất, nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai, chất lượng là được đảm bảo bởi các cái test của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, đúng không ạ? Cái thứ ba là cái công ty đó phải là cái công ty có quy mô đủ lớn để đi đường dài. Quy mô này là quy mô về vốn, quy mô về sản xuất, quy mô về cơ sở vật chất, và một cái quy mô nữa là quy mô về nguồn nhân lực. Ok không mọi người? Vậy một đối tác nào đó được phép trở thành đối tác của BSAY, được đưa hàng lên BSAY là đã được BSAY kiểm rất là chặt chẽ về đầu vào. Hơn thế nữa, một sản phẩm nào đó khi vào BSAY để được tung ra thị trường không có đơn giản là anh cung cấp đơn phương các giấy tờ, và sau đó là tôi sẽ căn cứ vào giấy tờ mà anh cung cấp rồi tôi sẽ đưa hàng ra thị trường, không nha mọi người.
để hàng hóa nào đó được đi ra thị trường thì phải qua tiếp hai khâu nữa. Khâu tiếp theo là những cái sản phẩm đó sẽ được đích thân nhà máy của VC. Nhà máy của chúng ta sẽ là cái người thẩm định lại tất cả các cái thành phần cấu trúc hay là sẽ được chúng ta thẩm định lại về thành phần, về cấu trúc, về chất lượng, đảm bảo xem nó có thực sự chất lượng hay không. Ok chưa? Đó là cái khâu thứ nhất. Cái khâu tiếp theo nữa là sau đồng thời với cái quá trình mà nhà máy chúng ta thẩm định, sau khi test đội ngũ chuyên gia của chúng ta ok, tiếp một khâu nữa là hàng hóa đó sẽ được trải nghiệm bởi chính hệ thống đại lý BC. Đến khi nào hệ thống đại lý BC, tức là đội ngũ lãnh đạo của BC, trải nghiệm cái sản phẩm đó mà thấy ok nha anh chị, khi cơ phản hồi tốt thì khi đó mới được đưa ra thị trường. Từ ngày sự vào BC, sự lên nhóm lãnh đạo là từ tháng 3 năm 2021. Từ ngày đấy tới giờ là sự cũng được trải nghiệm kha khá các cái sản phẩm nha mọi người. Thì sau khi mà hệ thống đại lý cho phản hồi là cái sản phẩm này ok, thì khi đó sản phẩm đó mới được chính thức tung lên kệ. Chứ không phải là ông đơn phương đưa ra các cái số liệu nọ, số liệu kia rồi vân vân, và sau đó là BC sẽ dễ dãi cho đưa chấp nhận đưa hàng của họ lên trên kệ của BC. No, câu chuyện của chúng ta là đầu vào cực kỳ ngặt nghèo. Và vì thế cho nên các anh chị yên tâm một điều là sẽ không thể có chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được trà trộn trong quá trình phân phối hàng hóa. Và nếu như khách hàng họ có gặp phải những cái vấn đề, ví dụ như kích ứng da nếu là mỹ phẩm, nếu như họ gặp phải những cái vấn đề là có những cái tác dụng phụ từ các cái sản phẩm nọ, sản phẩm kia, hay là có những cái vấn đề về lỗi kỹ thuật từ những cái sản phẩm gia dụng tiện ích, thì mọi người yên tâm một điều rằng BC và nhà cung cấp sẽ hỗ trợ giải quyết triệt để, đến bao giờ khách hàng hài lòng thì thôi. Chứ không phải là ship thế nào thì bắt khách phải chịu như vậy. BC luôn cam kết là sản phẩm đó phải là sản phẩm tốt, sản phẩm đó là sản phẩm chính hãng, sản phẩm đó là hợp pháp, hợp lý, sản phẩm đó là sản phẩm có hiệu quả và không gây những cái tác hại nào đó với sức khỏe hay là với môi trường. Chứ không phải tự nhiên một sản phẩm nào đó là có thể dễ dàng lên được kệ của BC. Cho nên cái câu chuyện này, cái dropship đó nó liên quan đến câu chuyện là cái mô hình. Và vì cái mô hình nó là như thế, cho nên một sản phẩm chỉ được lên trên kệ của BC khi đã được qua một cái bộ lọc rất là chặt chẽ, rất là khắt khe của BC, bao gồm đội ngũ R&D công ty. Đầu tiên là cái bộ phận R&D, bộ phận nghiên cứu và phát triển, tức là giám đốc sản phẩm, mà giám đốc của chúng ta là bạn Dương Công Tấn Phát. Bạn ấy sẽ là người chịu trách nhiệm đi làm việc với đối tác nào nha các anh chị. Đối tác đó phải đầy đủ cung cấp sau khi bạn ấy thẩm định hết về mặt pháp lý, về mặt chất lượng, về mặt hiệu quả, vân vân và mây mây, rồi sau đó là thẩm định về cái cơ quan thực tại, cái cơ quan gốc của nó, cái công ty gốc của nó đang ở đâu, nó ở kia, thẩm định trên các cái, không chỉ có ở Việt Nam nha mọi người, các bạn ấy sẽ còn thẩm định trên các cổng thông tin trên thế giới, ví dụ như là FDI nó có cho phép không, FDA có cho phép không, ví dụ như thế, ví dụ như là nếu như ở các cơ quan về cái đăng ký bản quyền trên thế giới thì nó thế nào, ok chưa, rất nhiều các kênh thông tin đó xử lý xong, rồi bắt đầu mới đi đến câu chuyện là nhà máy tại BC sẽ tiếp tục làm việc. Sau đó mới đến khâu cuối cùng là đại lý của BC sẽ là người, là cái khách hàng đầu tiên, là cái người cho phản hồi. Cho đến khi nào tất cả những khâu đó ok, thì lúc đó sản phẩm mới được đưa lên kệ của BC. Cho nên sản phẩm của BC là sản phẩm cực kỳ chất lượng. Và nếu như nó có những cái điều không mong muốn xảy ra, thì BC cam kết là giải quyết triệt để cho khách hàng. Ok chưa? Đó là cái câu hỏi. Tiếp theo là sản phẩm có chất lượng không? Thế thì các anh chị sẽ trả lời như vậy cho khách hàng của các anh chị nhé. Để chúng ta hiểu được cái cơ bản là chúng ta phải đi từ mô hình. Ok chưa? Khi chúng ta đi từ mô hình thì chúng ta giải thích rất là nhanh. Đó là câu hỏi số, bây giờ ta sang câu hỏi số 6. Là câu hỏi là giá sản phẩm cao hơn thị trường hay không? Chỗ này là chúng ta sẽ nói hai vấn đề. Cao hơn hay không là vấn đề là anh so sánh với cái gì? Đúng không ạ? Nếu như là cùng một loại hàng hóa và ở BC có, ở thị trường có, thì câu hỏi là BC có cao hơn thị trường không là không. Vì sao? Một đối tác nào đó khi đưa hàng lên BC thì đồng thời sẽ phải ký luôn cái hợp đồng là đảm bảo không bán phá giá. Và nếu như đại lý của họ ở bên ngoài không phải là người của BC mà bán phá giá, thì cái công ty đó sẽ là công ty phái
chịu trách nhiệm với BC. Được chưa? Một là sẽ phải thu hồi vốn hay là khóa mát để giống như Vili vừa rồi á. Các anh chị lên Tiki, Lazada, Shopee, các anh chị sẽ nhìn thấy là có bo Vili có 2 triệu 7 à? Có 2 triệu 7 thôi đúng không? Ngay lập tức là chị Hương xử lý luôn, khóa mã đại lý luôn, đúng không ạ? Thì đấy là đó, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cùng một cái line hàng nhưng mà những sản phẩm của BC đắt hơn ở bên ngoài có hay không? Đương nhiên là có. Vì sao có? Là vì sản phẩm của BC là sản phẩm chất lượng cao, là sản phẩm tư vấn chứ không phải là sản phẩm đại trà. Một con robot các anh chị lên trên các cái sàn Shopee 600.000 các anh chị cũng mua được, 2 triệu rưỡi cũng có, 4 triệu cũng có. Thế nhưng BC không phân phối những cái sản phẩm chất lượng thấp như vậy. BC không phân phối những cái sản phẩm mà nó tràn lan trên thị trường như vậy. BC chỉ phân phối những cái sản phẩm nào mà nó đảm bảo về cả đầu vào và về cả đầu ra của cái sản phẩm đó. Và đó là những cái sản phẩm mà chất lượng cao, nó phải ưu việt hơn các cái dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường thì BC mới cung cấp. Và vì thế giá của nó sẽ cao hơn. Nhưng chúng ta sẽ nói tiếp, tiền nào thì của ấy, đúng không ạ? Khách hàng muốn có một cái sản phẩm chất lượng tốt, uy tín, nguồn gốc thì khách hàng sẽ phải trả một cái chi phí tương ứng. Còn không thể vừa muốn là vừa ngon vừa rẻ vừa nhiều, vừa ngon vừa rẻ vừa nhiều, chỉ có là ăn cú lừa thôi. Còn trong thị trường giá cả là tương xứng với giá trị. Và đặc biệt là những ông nào, những cái sản phẩm nào mà nó có những yếu tố về độc quyền về chất lượng, độc quyền về một cái tính năng nào đó thì giá của nó lại càng cao hơn. Ví dụ như là cái tia UV của con robot, đúng không ạ? Ví dụ như là ông Vili, cái sản phẩm VOC nó độc quyền. Ở Việt Nam làm gì có đâu, không thể tìm được sản phẩm nào mà uống xong phát là bệnh gì ra luôn như thế, không có, đúng không ạ? Thì đương nhiên là cùng là cái sản phẩm chăm sóc tế bào nhưng Vili nó sẽ đắt hơn là bởi vì nó có tính ưu việt hơn. À, như vậy khi trả lời cái câu hỏi này các anh chị sẽ phân theo hai hướng nhá. Nếu là một sản phẩm thì không thể có chuyện là ở bên ngoài bán rẻ hơn trên kệ của BC, đó được ghi trong điều khoản hợp đồng giữa BC với cái nhà cung cấp. Hai, nếu là cùng một loại mặt hàng nhưng nhãn hàng mà BC phân phối giá nó cao hơn, cao hơn là có lý của nó như ta vừa mới nói xong. Ok cho mọi người, đó là câu hỏi số 6, muộn rồi nên sự sẽ đi nhanh nhanh nhé mọi người. Ok, câu hỏi số 6. Câu hỏi số 7 là tiêu chí lựa chọn sản phẩm của BC là gì? Nói rồi. Ok chưa? Nguồn gốc rõ ràng. Và các anh chờ thêm một cái thông tin nữa ở chỗ câu hỏi này là gì? BC không làm việc với các nhà phân phối, không làm việc với các đại lý phân phối. BC làm việc trực tiếp với nhà máy, với công ty hoặc ít nhất là đại diện của công ty đó tại Việt Nam. Chúng ta không làm việc qua nhà phân phối. Mọi người ok chưa? Không phải là tôi nhập qua một đại lý nào đó và sau đó tôi là đại lý đó đưa hàng lên BC, không. Chúng ta không làm việc với tư cách đại lý. Chúng ta làm việc với tư cách pháp nhân đại diện cho cái thương hiệu đó. Ok nhá? Ví dụ Kuchen Việt Nam, ví dụ như Lotte, đúng không ạ? Estefa là cái công ty, đúng không ạ? Nó đại diện cho cái Lotte tại Việt Nam, sữa Việt Nam, thì chúng ta làm việc với Estefa chứ không phải chúng ta làm việc với nhà phân phối nào đó về cái sữa đó, đúng không? Vì sao? Vì sao chỗ này mọi người, như lúc nãy sự nói là để đảm bảo cái tính đường dài của sản phẩm, đúng không ạ? Nếu mà làm việc với nhà phân phối thì sao? Tuổi thọ của sản phẩm còn rất nhiều, nhưng nhà phân phối chắc gì đã còn sau 1-2 năm nữa. Thế sau 1-2 năm nữa vì lý do vốn, vì lý do những cái vấn đề biến cố nào đó trong đời sống cá nhân của người ta, trong gia đình của người ta, thế là người ta không phân phối nữa, đứt lai hàng để mình mà chết à, đúng không? Chúng ta không làm việc qua nhà phân phối, chúng ta làm đối tác với các cái công ty, với các cái nhà máy hoặc đại diện công ty con của nó tại Việt Nam. Ok chưa mọi người? Tức là phải có dấu đỏ của công ty đó chứ không phải là chúng ta làm việc qua nhà phân phối nhé. Cho nên chỗ này là rất là yên tâm là cái câu chuyện là cái tiêu chí lựa chọn sản phẩm, ngoài những câu chuyện về chất lượng, đúng không ạ? Về nguồn gốc, được chưa? Về giá cả, về tính cạnh tranh vân vân mà mấy mây như người ta nói, đúng không ạ? Thì còn một yếu tố nữa, đó chính là ai là cái người được BC đối tác để đưa lên kệ. Và mọi người biết gì không, hiện tại BC có cả hàng trăm đối tác đang chờ Pháp để được có một cuộc hẹn với Pháp. Hàng trăm những cái hồ sơ của các cái công ty họ gửi hồ sơ đến để họ được phép là đưa hàng lên kệ của BC mà không được duyệt. Ok không mọi người? Không phải là cứ đưa lên là duyệt đâu, không phải đâu. Có những công ty thì là không đảm bảo về vấn đề này, pháp lý này. Có những công ty thì không đảm bảo về quy mô này. Có những công ty thì không đảm bảo về vốn này. Có những công ty thì là nguồn nhân lực mỏng quá này.
Tóm lại là nếu như thiếu những yếu tố đó là BC không chơi. Để làm gì? Để đảm bảo về cái đồng hành đường dài. BC của chúng ta đi đường dài. Và một sản phẩm nào đó lên được BC quá tuyệt vời cho họ luôn. Đúng không các anh chị? Rồi, đó là câu hỏi số. Như vậy là xong 8 câu rồi. Câu hỏi số 9 cũng liên quan đến câu chuyện là dropship, đúng không? Cháo hồng cao thì My nói rồi, đúng không? Thay vì là 40% chia nhỏ cho 4 anh, mỗi anh được 10%, anh đại lý toàn quốc được 40%, nhưng anh có được 40% là anh được phép đi bán lẻ đâu. Anh phải chỉ được phép đi bán sỉ thôi. Vậy anh muốn để cho cái anh bên dưới anh sống được thì cũng phải để 35-30% cho người ta. Cái anh đại lý cấp vùng thì anh muốn đại lý cấp tỉnh sống được thì cũng phải để cho người ta 30%, đúng không ạ? Anh cấp tỉnh muốn người đi bán buôn người ta làm cho mình thì cũng phải để cho người ta 25%. Và anh đi bán lẻ muốn sống được thì ít nhất cũng phải được từ 15-20% người ta mới bán cho. Vậy tóm lại 40% kia, đúng không ạ, là thuộc về cái phân khúc dành cho cái khâu phân phối, thì đã bị chia nhỏ do có nhiều khâu trung gian. Thì ở BC sao? BC đứng giữa duy nhất. Chúng ta là người của BC, chúng ta là người kết nối duy nhất, đúng không ạ? Là người kết nối duy nhất giữa khách hàng và nhà, và nhà cung cấp và sản phẩm. Cho nên chúng ta là người có công bán hàng đó thì chúng ta được hưởng toàn bộ cái hoa hồng đó. Ok không mọi người? Như vậy chúng ta đi bán lẻ. Đi bán lẻ mà không phải nhập hàng cơ ấy. Đúng không ạ? Đã đi bán lẻ không phải nhập hàng rồi lại còn được hưởng hoa hồng bát ngát. Bao nhiêu anh chị em cảm thấy mình quá may mắn thì mình được đi bán lẻ đi say, đúng không? Bán con robot lãi 3 triệu rưỡi, bán chục con 30 triệu. Bán một combo Billy lãi 1.1 triệu. Mỗi tháng 5 combo Billy 5 triệu cao hơn tiền lương. Mà lại trắng bỏ vốn nhập hàng, đúng không? Lại còn được mua sản phẩm với giá đại lý. À đúng ạ, đó là quá sung sướng, đúng không? Quá sung sướng cho nó, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy là mình quá may mắn ở đây, đúng không? Chỉ cần làm người xài khách hàng, chỉ cần làm khách hàng tiêu dùng thôi, đã là quá may mắn ở BC rồi, đúng không? Thế nhưng có rất nhiều khách hàng họ nghĩ là nếu mà họ làm khách hàng là chúng ta được lợi gì từ họ, mà họ lại không hiểu được cái giá trị này của BC, đúng không? Đó là cái mà các anh chị sẽ phải làm cho khách hàng, phải biến những khách hàng xung quanh của các anh chị thành đại lý tiêu dùng cho các anh chị. Đến một ngày đẹp rời họ sẽ trở thành người đi kinh doanh giống như các anh chị cho mà xem, đúng không? Ok. Câu hỏi số 35% nhé, chỗ này các anh chị phải nhấn mạnh với người ta nhé, đây là do mô hình chứ không phải là do BC nâng giá lên ăn thịt khách hàng. Đại lý không ăn thịt khách hàng, BC không ăn thịt khách hàng. Khách hàng nhận là nhận hàng của nhà cung cấp. Giá là giá nhà cung cấp niêm yết, chứ không phải là giá mà BC, không phải BC làm giá với khách. Giá này là giá mà ví dụ ông Kuchen ông bán 10 triệu rưỡi thì cả nước này ông bán 10 triệu rưỡi. Chứ không phải là ông mỗi bán trên BC bán 10 triệu rưỡi, còn bên ngoài ông bán 7 triệu. Đúng không ạ? Và ông để 3 triệu rưỡi đó ông trả cho khách hàng, không phải. À, trả cho đại lý không phải. Mà là ông ấy bán con máy rửa bát đó trên thị trường là 24.9 triệu. Thì về BC cũng là 24.9 triệu. Nhưng nhẽ ra là 24.9 triệu chúng ta lãi được 7 triệu kia. Nhẽ ra là 7 triệu kia là phải chia cho 4 ông. Thì ở đây 7 triệu kia được chia cho mỗi ông duy nhất. Cho nên chúng ta được hưởng hoa hồng cao, hiểu ngắn gọn. Nó là như vậy. Ok chưa mọi người? Đó chính là vì sao nhá. Đừng có ai mông lung về chỗ này, đừng có ai thấy là hoa hồng cao mà quay ra nghi ngờ là BC đa cấp, rồi BC làm thịt khách hàng hay BC ăn chặn của khách nhiều. Chúng ta làm gì đâu, tiết kiệm hết các khâu khác, chúng ta là người được hưởng thôi. Thay vì là trả cho tiền quảng cáo này, tiền thuê mặt bằng này, tiền thuê nhân công này, rồi tiền marketing này, đúng không? Lên TV quảng cáo một phát thôi, 30 giây thôi, tỷ, đúng không? Ở BC có phải chạy quảng cáo đâu. 133.000 con người này mà chạy quảng cáo thì làm gì có kênh truyền thông nào hiệu quả bằng nữa. Làm gì có cái kênh truyền thông nào mà một phát mà bằng 33 cái kênh quảng cáo này. 33.000 đài truyền hình, 33.000 cái cơ quan truyền thông, chúng ta mỗi một chúng ta là một cơ quan truyền thông các anh chị. Đúng không ạ? Nếu các anh chị có 5.000 bạn bè, các anh chị nhân với con số 33.000 lên xem. Có phải là khách hàng của BC là hàng triệu triệu khách hàng không? Còn có phải là hơn cả VTV không? Có phải là hơn cả VTC, có phải là hơn cả HTV không? Đúng không anh chị? Làm gì có cái kênh truyền thông nào hiệu quả bằng chính đại lý đi bán hàng? Cho nên là gì? Ông nhà cung cấp, ông ấy tiết kiệm hết tất cả những cái khâu không cần thiết. Vậy thì toàn bộ cái đó thuộc về chúng ta. Cho nên chúng ta được hưởng hoa hồng cao. Đây là lợi thế thuộc về mô hình. Chuẩn luôn chị Thảo Bắc Ninh. BC còn hơn cả Amazon. Tầm nhìn của chúng ta kinh khủng nữa. Ở Amazon mọi người biết gì không? Để được làm đại lý của Amazon nhá, $40 một tháng. Phí chuyển nhượng kinh doanh nhá. Chuyển nhượng để các anh chị được trở thành người của Amazon, $40 một tháng, một năm $500. Để các anh chị được quyền kinh doanh ở BC, 2 triệu rưỡi trọn đời. Giá rẻ bất ngờ, quá bất ngờ, đúng không? Quá nhân văn, các anh chị
kinh doanh 400 sản phẩm, tới đây sẽ là vài nghìn sản phẩm mà chỉ mất có 2,5 triệu. Không biết là có bao nhiêu anh chị em đã từng kêu đắt kêu rẻ với con số 2,5 triệu này. Các anh chị kêu đắt là chẳng qua các anh chị chưa hiểu được cái tầm của VC. Các anh chị chưa biết được là trên thế giới này nhân loại đang phải khổ đau như thế nào để có thể sống còn được. Còn ở VC các anh chị quá sướng vì các anh chị được có một cái đội ngũ leader mà họ đi không phải là vì vấn đề là lợi nhuận, không phải là cái đầu tiên. Cái động cơ của cái mô hình này không phải là vấn đề về kinh tế. Cái động cơ mà để lập ra cái công ty này đó là cái bồ công anh. Như cái biểu tượng của công ty ấy, nó giống như là cái thông điệp để trái tim, tình yêu là sự lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho xã hội. Đúng không mọi người? Đó là những cái mà BC đang có. Bao nhiêu anh chị em đã từng băn khoăn tại sao mình phải mất 2,5 triệu? Đúng không? Còn và bây giờ anh chị nào còn cảm thấy là mình tự nhiên mình nộp 2,5 triệu này, xong tính một lúc là thì bây giờ công ty có 33.000 người đang làm nộp 2,5 triệu, thế công ty tự nhiên có 2,5 triệu đấy, và các anh chị đang cảm thấy là công ty đang dùng 2,5 triệu đấy vào đâu? Có bao giờ các anh chị lo là mất 2,5 triệu đấy không, và lo là công ty đang sử dụng tiền của mình không? Trời ơi, bây giờ bảo 5 triệu sự ứng ký, 10 triệu sự ứng ký, mà 50 triệu ứng ký luôn à, đúng không? Vào BC rồi bảo 50 triệu sự ứng ký, mà bây giờ mà yêu cầu là các đại lý bây giờ lên 1 triệu sự ký luôn, đúng không? Vì sao? Ký 50 triệu, kinh doanh trọn đời, 4.000 sản phẩm, đúng không? Người ta chê đắt là vì người ta chưa hiểu. Và khi người ta hiểu rồi thì người ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Ok nha mọi người. Vậy vấn đề của chúng ta là cung cấp đủ thông tin, đúng thông tin. Nói cho nó đắt giá, đúng không? Phải nâng cao cái vị thế, mà không phải là chúng ta tô hồng BC lên, không phải. BC nó là như vậy, đúng không? Nó còn hơn cả cái Amazon, đúng không? Cơ hội cho rất nhiều người, chứ không phải là chỉ cho những người có tiền. Amazon, để kinh doanh được với Amazon là phải có tiền. Nhưng mà BC tiền gì đâu, 2,999,000, đúng không? Tối thiểu, đúng không ạ? Rồi, đó là câu hỏi thứ 9 và câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng rồi, ôi sorry các anh chị, quá giờ rồi, 22 giờ rồi. Mọi người cho dead time là 10 giờ, bây giờ đã là 10:17. BC hỗ bổ trợ gì cho anh chị nào mà cảm thấy là ok rồi thì mọi người cứ ao zoom nhé. Chúng ta không cần phải vì lịch sự là chúng ta ở đến cuối cùng đâu, không cần đâu. Anh chị nào đang cảm thấy là mình có công việc bận hoặc con nhỏ, hoặc là cảm thấy là full rồi, cảm thấy không thể nạp được nữa, thì các anh chị cứ ao zoom và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau một cái buổi khác. Thế nhưng mà với đà này buổi khác thì vẫn là hơn 10 giờ mới xong. Cho nên các anh chị sẽ phải... Ok, câu hỏi cuối cùng là BC bổ trợ gì cho người mới về đào tạo? Câu hỏi này hơi thừa nhỉ? Tầm này nghe hơi thừa đúng không? Bây giờ mà nhưng mà khổ cái là người mới đúng không? Thế thì câu hỏi này ai cũng có thể trả lời được rồi đúng không? Có cần gì phải sự trả lời đâu đúng không? Bổ trợ gì mọi người? Chúng ta sẽ nói về những cái đòn bẩy nào mà BC có thể giúp cho khách hàng mới. Có những cái điều mọi người phải nhắc đó là đòn bẩy về cái vấn đề đào tạo đúng không? Chúng ta hãy nói về những giống như Umi lúc nãy nói đúng không? Lúc nãy Umi còn nói là cái 6 buổi cung phu và giá trị. Nhớ là các anh chị phải học thuộc được tiêu đề của từng buổi. Ai trên đúng không? Giá trị của từng buổi là gì? Nói cho khách hàng về cái đó đúng không? Sau đó các anh chị sẽ nói ngoài cái cung phu đấy ra, đúng không? BC đào tạo từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, đúng không? Từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, Quách Trinh từ lúc mà gà chưa gáy cho đến cái khi mà mọi người đi ngủ, gà đi ngủ hết rồi, mình vẫn đang còn ngồi cắm cúi chân trước cái màn hình máy tính, đúng không? Đừng có hỏi là học cái gì, chỉ sợ là có học hay không thôi, đúng không? Có đủ sức mà học hay không thôi. Chứ ở BC chỉ có người lười thôi, đúng không? Sự vẫn hay nói với đội nhóm của sự, ở BC không thành công thì cũng thành nhân. Với cái lò đào tạo như thế này thì không có một cái môi trường nào đào tạo kinh khủng và khốc liệt hơn BC, đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, đó chính là thôi nhá, câu hỏi này không trả lời nữa nhá. Không trả lời nữa, đơn giản đúng không? Đúng không ạ? Các anh chị sẽ giới thiệu về các cái khóa học của BC. Các anh chị sẽ nói về những cái, rồi bây giờ nói thêm về bonus thêm cho người ta về cái tới đây là BC sẽ đào tạo ra những cái marketing không đồng này, đúng không? Rồi mời những chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam về các cái lĩnh vực như là chạy quảng cáo, làm profile, làm video, làm TikTok hay là làm live stream vân vân đó. Các chị hãy upsell đúng không? Hãy bonus cho khách thêm những cái kiến thức đấy để khách cảm thấy rằng là vào đây là ngơ ngơ cũng thành siêu nhân đúng không? Vào đây là amateur cũng trở thành master đúng không? Vào đây là những người không có biết gì về kinh doanh cũng có thể kinh doanh được. Những người mà chỉ cần biết đọc biết viết thôi là có thể kinh doanh được. Hãy làm cho khách hàng chúng ta yên tâm về cái điều đó. Và ngoài ra chúng ta sẽ nói về cái sự bổ trợ từ đội nhóm nha mọi người. Ngoài các chương trình đào tạo của công ty, hãy nói tiếp thông tin về sự hỗ trợ của đội nhóm. Từng đội nhóm một sẽ care khách, sẽ chăm sóc cho khách, sẽ support cho khách những cái kiến thức, kỹ năng như thế nào thông qua, nói chung là từ A đến Á luôn này thôi.
học đến bao giờ Á thì thôi, chứ không phải đến Z nữa đâu á, đúng không mọi người? Rồi, ok, 10 câu như vậy là sự thấy là cũng xong rồi. Thế là cũng thỏa mãn rồi, đúng không mọi người? Còn ai đây còn cảm thấy chưa Á nữa không? Sự bây giờ là nói là từ A đến Á rồi đấy, sự không còn gì để nói với các anh chị ở đâu ấy. Ok mọi người, rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà có anh chị có cái góp ý nào, các anh chị có phần nào mà các anh chị cần góp ý thì các anh chị cứ chúng ta sẽ nhắn tin riêng nhé. Ừ, chúng ta góp ý có nghệ thuật đúng không? Không nên góp ý trước đám đông. Cái gì mà khen chúng ta khen trước đám đông, nhưng mà chê là chỉ chê sau chê một mình thôi nhá, đừng có chê trên đám đông nhé mọi người. Ok mọi người, sự cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho mọi người sẽ có được những cái hành trang nó tốt hơn, súng đạn nó phải nhiều, kiếm nó phải sắc, dao là chặt phát nó đứt luôn. Kiếm mà đánh nhát nào là phải xuyên nhát đó, mà súng bắn nhát nào là phải đích tim nhát đó nha mọi người. Làm nào mà gặp khách là chốt, gặp khách là chốt. Thế thì để có được cái kết quả đó, nó không thể là câu chuyện của một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, đúng không ạ? Trồng một cái cây cũng phải có đến vài ba năm mới ra quả, đúng không ạ? Làm một công việc cũng thế, cũng đừng có là vừa mới gieo hạt xong là muốn thành cây cổ thụ. Không có, muốn có kết quả là phải có quá trình. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Và không chỉ có thời gian phải đi kèm với sự nỗ lực và cái tinh thần học hỏi của các anh chị như vậy chính là cái cách mà các anh chị có được cái hành trang tốt nhất để các anh chị kinh doanh thành công ở BC. Chúc cho các anh